Chào tất cả mọi người. Mọi người đã ăn tối chưa? Đang làm gì đấy? Còn Mỹ Linh thì không ăn bữa tối mà chạy sang đây livestream mọi người ngay. Mọi người biết vì sao không? Bởi vì hôm nay trong livestream của chúng ta sẽ không giống những buổi trước. Bởi vì hôm nay chúng ta có một sản phẩm vô cùng đặc biệt. Đây, để Mỹ Linh lấy cho mọi người xem nhá. Đây, cực kỳ nặng tay, chiếc Samsung Galaxy A10 trên tay Mỹ Linh đây, có điện thoại ở trong luôn nhá. Còn lý do vì sao Mỹ Linh cầm em này ngay từ trước khi chương trình thì lát nữa mới nói nha. Để ngay gần đây để lát nữa nói này. Mọi người ơi, nhân dịp kỷ niệm 10 năm ra mắt của Couple TX, mà Couple TX đã có một món quà vô cùng đặc biệt. Thứ nhất là vào đầu năm, ngày 15 tháng 5 vừa rồi, thì có một bộ sưu tập mang tên là Take My Hand. Có rất là nhiều sản phẩm mang phong cách năng động, trẻ trung này, sporty này, dành cho các bạn thích phượt này, thích thể thao này, cũng như là các bạn thích du lịch này. Thế nhưng bên cạnh đó còn có một chuỗi ngày từ ngày 24 tháng 5 cho đến ngày 3 tháng 6, là chúng ta có vô vàn sản phẩm dành tặng cho những bạn xem livestream của Couple TX nữa cơ. Và đây, trong các bạn, trong số những bạn khách hàng nào đã mua sản phẩm tại Couple TX đều có cơ hội nhận được chiếc điện thoại này, mọi người thấy không? Đây, có điện thoại nhá, cực kỳ nặng bay luôn. Đây là sản phẩm sẽ được trao thưởng trong ngày hôm nay. Mọi người sẽ quay số rất là nhiều lần, sau đó sẽ tìm ra người may mắn nhất luôn. Đây là sản phẩm cho ngày hôm nay, ngày 27 tháng 5. Và tiếp theo đó, vào ngày 30 tháng 5 thì chúng ta sẽ có phần thưởng là chiếc Samsung S10e. Và ngày cuối cùng đó là ngày mùng 3 tháng 6 thì giá trị vô cùng lớn luôn, đó là chiếc iPhone XS Max mọi người nhá. Đây, bày hết ở đây cho mọi người xem. Của hôm nay mình cứ tập trung vào em này đã. Hôm nay chúng ta sẽ có 6 lần quay số may mắn và ai sẽ là người giành được chiếc điện thoại này đây. Mọi người hãy nán lại và kiên nhẫn đến những giây phút cuối cùng livestream nhá. Mình cũng tò mò lắm, không biết là khách hàng nào may mắn trúng được chiếc điện thoại này đây. Xem nào, để xem mọi người online nhiều chưa nhá. Có nhiều bạn là chưa rõ về thể lệ đúng không? Đúng rồi, mình cứ phải giới thiệu phần thưởng trước đã, sau mình sẽ nói về thể lệ sau. Đó là làm cách nào? Đây, có một bạn hỏi là làm cách nào để mình có thể tham dự được chương trình này đúng không? Thì mình xin được chia sẻ như thế này này. Mỗi lần bạn mua hàng tại Couple TX, bất kỳ cửa hàng nào, thì chúng ta sẽ đều nhận được một mã dự thưởng khi chúng ta mua hàng với hóa đơn 300.000. Mọi người nhớ nhé, 300.000 đồng tương ứng với một mã dự thưởng. Và 600.000 đồng tương ứng với 2 mã, 900.000 tương ứng với 3 mã. Tức là mình mua hàng càng nhiều thì mình sẽ có cơ hội nhận được nhiều mã hơn và càng có cơ hội lớn hơn để giành được một trong số những chiếc điện thoại vô cùng là đắt giá này. Và nếu như bạn nào mà không thích đồ công nghệ thì có thể quay sang bên này. Đồ đạc đây, rất là xinh đây. Đó là các sản phẩm đến từ bộ sưu tập Take My Hand ra mắt trong mùa hè vừa rồi, ngày 15 tháng 5. Rất là xinh xắn. Đây mọi người nhá. Đấy, xinh lắm. Mỹ Linh giới thiệu về những cái sản phẩm đấy trước nhá. Đây, mọi người thấy không? Chiếc áo thun này, về cái chất liệu nó rất là dễ chịu này, nó thấm hút mồ hôi lắm luôn. Đây, những cái họa tiết là những cái mảng màu loang loang này. Thì lúc đầu Mỹ Linh cũng thắc mắc là cái họa tiết này trông rất là hay nhưng mà mình không hiểu ý nghĩa. Thế là các bạn ở bên Couple TX mới chia sẻ rằng là đây này, những cái màu sắc này là màu nâu tượng trưng cho đất này, màu xanh tượng trưng cho bầu trời này, và còn đây là biển này. Thế là có rất là nhiều bạn bảo, nếu mà mình cái mang cái món quà này tặng cho những người bạn ở nước ngoài, những người bạn đến đây du lịch này, hẳn là các bạn rất là thích đúng không nào? Còn nếu như bạn nào mà yêu thích thiên nhiên này, thích cái cảm giác gần gũi với thiên nhiên tự nhiên, khi mà mình đi phượt này, mình chọn cái màu sắc như này trông rất là bắt mắt đúng không nào? Và cảm giác tự nhiên thoải mái lắm. Và ngoài ra còn có một cái màu nữa, màu này trầm hơn, thì mình nghĩ là bạn nào mà trắng ấy, mà nào trắng mặc cái màu thì đẹp lắm, rất là tươi sáng. Và cái màu này thì có vẻ là dành cho những bạn nào mà có niềm đam mê với ẩm thực mọi người ạ. Đây này, có quả thanh long này, quả dứa này, có nhiều thứ lắm. Rồi, xem nào mình còn cái món gì nữa nào. À, đây là áo thun dành cho gia đình mọi người ơi. Đây, áo thun dành cho ba này, hoặc là dành cho các bạn con trai nhá. Đấy, cái vai rất là rộng, người thấy không? Khác hẳn. Có họa tiết là một cái cây xương rồng mà có nở hoa này. Còn cái màu trắng này là áo dành cho nữ. Thường thì con gái thích mặc màu trắng đúng không? Nhưng Linh cũng thích mặc màu trắng lắm, tại vì là nó dễ kết hợp. Nhưng mà có một món nó rất là hay, đó là chiếc áo dành cho thành viên nhỏ nhất trong gia đình của chúng ta, mọi người thấy chưa nào? Rất là xinh xắn phải không nào? Cái này thì là mình nghĩ là bé trai, bé gái đều mặc được hai màu này hết, rất là tôn da luôn. Nào, xem sản phẩm tiếp theo mà mình có thể nhận được trong ngày hôm nay nào. Đây, đó là chiếc quần jogger. À, quần này thể thao là nam hay nữ đều mặc được hết mọi người ạ. Đây, có hai màu, màu xám và màu đen. Để xem cái quần này có gì đặc biệt nhá. Xem nào. Đây, bạn nào mà hay làm rơi điện thoại này, hay sợ mất điện thoại này, nhưng mà lại hay di chuyển ngại đeo túi, đây
chiếc quần này của chúng ta có túi khóa kéo này, mình bỏ vô đây này, yên tâm đúng không? Đấy, bỏ ví tiền này, chìa khóa này tiện lắm luôn. Ngoài ra nữa thì cái thiết kế này còn có một cái rất là đặc biệt là thiết kế double face, tức là hai mặt mọi người ạ. Đây là cái mặt bên trong này nó rất là mềm, thấm hút mồ hôi, nhưng cái mặt bên ngoài rất là trơn láng, khiến cho cảm giác nó nhẹ này. Và khi mà mình di chuyển nhiều ấy, những các bạn hay thích phượt này, đi xe rồi dùng xe nhiều ấy, nó quệt này, bẩn này, dễ lau chùi. Chứ còn những cái vật liệu, những cái chất liệu mà nó sần ở bên ngoài này, rất là khó lau chùi luôn. Nó mềm như thế này dễ này. Và ngoài ra thì là còn rất là thoáng khí nữa, thấm hút mồ hôi. Còn bên này, mình nghĩ là những cái món không thể nào thiếu trong tủ quần áo của chúng ta. Đây, áo khoác thun rất là xinh xắn, đủ màu luôn. Màu này thì nam hay nữ đều mặc được hết. Đây mình có màu đỏ này, màu xám này, rồi những cái màu trung tính như là màu đen này, hay là màu xanh da trời này, màu xanh tím than này. Màu này thì mình nghĩ là cả các chị, các mẹ của chúng ta mặc cũng được đấy. Những người lớn tuổi mặc cũng được, chứ không cứ gì phải các bạn thanh niên đâu. Mình mặc có thể là thậm chí là ra ngoài đường chống nắng này, đi ra chợ chạy ra một chút mang ra cũng được. Còn cái này, ôi xinh quá. Cái màu hồng như này là con gái thích lắm đây này, các bạn nữ thích lắm này. Cái dáng này thì hình như là chỉ có mẫu cho nữ mọi người nhá, vì cái form nó sẽ nhỏ hơn một chút. Nói chung là rất là tiện dụng. À, còn một điểm nữa đấy là cái phần lót trong này, có lưới như thế này rất là thoải mái này, chúng ta không bị vướng hay là mắc vào đồ đạc này, và thấm hút mồ hôi nữa. Rồi, mình giới thiệu sơ qua về những cái sản phẩm mà những bạn khách hàng hôm nay có thể nhận được khi mà mình quay số may mắn với cái mã dự thưởng. Thế nhưng bên cạnh việc mà mình quay số may mắn này, nhận được mã dự thưởng ra, thì những bạn đang xem livestream này và đang quan tâm này, like này, share này, thì đều sẽ có cơ hội chơi cái mini game. Mini game thì đây, quà của mini game của chúng ta. Ai mà chiến thắng trong mini game thì sẽ nhận được một phiếu quà tặng trị giá 300.000 đồng dành cho những sản phẩm tại Couple TX. Và mọi người nhớ nhá, làm thế nào để mình có thể nhận được cái sản phẩm, có thể nhận được cái voucher này? Vô cùng đơn giản, like, share, tag tên 5 người bạn của mình, và sau đó là trả lời cái câu hỏi mà Mỹ Linh đưa ra. Thứ nhất là trả lời phải đúng và phải nhanh nhất này, mọi người nhớ nhá. Bạn nào mà đã chơi mini game của Couple TX rồi thì đã quá quen thuộc rồi, mình chỉ cần like này, share này, xong tag thật là nhiều bạn bè của mình vào là được. Thế nhưng mà một yếu tố nữa đó là phải may mắn nữa, cho nên là mình phải trả lời đúng và phải nhanh. Sau đấy thì là các bạn ở bên Couple TX sẽ dùng thuật toán để có thể kiểm tra xem ai là người trả lời nhanh nhất và đúng nhất. Thì sau đó thì ngày 12 giờ ngày hôm sau, các bạn sẽ đưa ra kết quả đó và đăng ở trên fanpage của Couple TX. Như thế mới công bằng mọi người ạ, chứ còn nhiều bạn là mạng nhanh mạng chậm ấy, đúng không? Nên là mình phải để đến ngày hôm sau nó mới chính xác được. Nào thế nào, giới thiệu với mọi người rất là nhiều rồi, thì bây giờ để xem các bạn có thắc mắc gì không nhá. Xem bạn nào thắc mắc về thể lệ chương trình thì Mỹ Linh sẽ trả lời luôn. Ồ, các bạn bảo là nhanh lên nào, xem quay số dự thưởng đi. Mọi người ơi, nếu như mọi người có thắc mắc về cái mã số dự thưởng của mình thì mọi người vào trang web coupletx.com nhé. Đây, trang web của chúng ta ở bên này. Và mình kéo xuống phía dưới, nó sẽ có một cái phần trống để mình có thể điền số điện thoại của mình vào và tìm ra mã dự thưởng của mình. Mọi người nhớ nhá, làm thế nào để có được cái mã dự thưởng này và có cơ hội trúng những cái phần quà như là áo thun hoặc là quần jean, áo thun hoặc là quần jogger này, hoặc là 3 chiếc điện thoại vô cùng giá trị bên tay phải của Mỹ Linh, và chiếc điện thoại Samsung Galaxy A10 sẽ được trao cho ngày hôm nay mọi người nhá. Làm thế nào để mình có cơ hội nhỉ? Mình hãy mua hàng Couple TX với hóa đơn 300.000 nhận được một mã, 600.000 nhận được 2 mã và 900.000 nhận được 3 mã. Mua nhiều hơn nữa thì nhận được nhiều hơn mọi người nhé. Đó, bạn nào thắc mắc hay nữa không, Mỹ Linh giải thích nào. Còn nếu không thì mọi người đã sẵn sàng để có thể quay số với Mỹ Linh chưa? Nào, xem nếu mà quay đúng cái số này thì mình nhận được cái gì nhá. Mọi người ơi, chị áo thun này xinh chưa? Đó, áo thun này là nam hay nữ mặc đều đẹp, nhưng mà con gái mặc chắc xinh hơn. À, có áo của nam nữa đây này. Ồ, quên, xin lỗi đã bỏ quên các bạn nam. Đây, có cả áo cho nam nữa nhá. Là các bạn nam ấy cũng tham gia chơi đi. Ôi, xem nào. Mọi người đã sẵn sàng để quay số may mắn với Mỹ Linh chưa? Đây. Rồi, đấy nhá, mình quay số điện tử quay như thế này để cho chính xác và minh bạch, mà càng thể hiện xem là bạn nào may mắn nhất luôn. Nào, đếm ngược cùng Mỹ Linh nhá mọi người nhá. 3, 2, 1, quay số. Ôi, trong lúc đợi thì mình quay lên mình ngắm sản phẩm của bạn may mắn nhá. Đây, sản phẩm nếu như mà chúng ta là người may mắn chiến thắng trong vòng quay số này, chiếc áo thun đến từ bộ sưu tập Take My Hand của Couple TX mọi người nhá. Rồi,
ra xem là ai là người may mắn này. Ồ, người may mắn đã xuất hiện mọi người ơi. Nào mọi người ơi. Ồ, đây là một bạn nữ họ Lê. Có bạn nữ nào họ Lê ở đây không ạ? Bây giờ mình sẽ đọc tên nhá. Xin chúc mừng bạn Lê Thanh Tuyền với mã số dự thưởng là 719537 và bố số cuối điện thoại là 5444. Bạn Tuyền đang online không Tuyền ơi? Và nếu như mà bạn Tuyền chưa online thì các bạn của bạn Tuyền này hay là quen bạn Tuyền này hoặc là những bạn tên giống như thế thì nhớ comment tên bạn của mình vào nhé. Để biết đâu lại đúng thì sao? Mọi người còn cùng biết đến. Ồ, có rất nhiều bạn muốn mình gọi tên nhưng mà từ từ nhé. Mình còn rất là nhiều vòng quay. Mình còn có mini game nữa mà. Vâng, xin được gọi tên chị một lần nữa. Bạn Lê Thanh Tuyền có ở đây không ạ? Lê Thanh Tuyền với mã số dự thưởng là 719537 và đuôi bốn số đuôi của điện thoại là 5444. Ôi dồi ôi, có bạn bảo là Thanh Tuyền là người yêu em, thế thì em tác vào ngay đi. Ngoài ra còn phải like này, share này, chia sẻ này, bảo với cả người yêu của em là mời bạn bè cũng như là gia đình của mình, người thân của mình vào chơi game cùng đi. Nhiều phần thưởng như thế này cơ mà. Đây mình thấy nhiều bạn Tuyền lắm rồi. Nhưng mà bạn Tuyền này là bạn Tuyền đã mua hàng thì cứ protect nhá. Với mã số dự thưởng là 719537 mọi người nhá. Và bạn nào mà chưa có mã số dư thưởng thì hãy đến cửa hàng Copotech và mua đi. Với cái đơn hàng chỉ 300 ngàn đồng mà thôi, mình nhận ngay được một mã. Mua càng nhiều thì nhận được càng nhiều mã ấy, mọi người nhé. Và bây giờ thì trong lúc bạn Tuyền và gia đình của bạn Tuyền đang tìm bạn để đi nhận quà thì chúng ta sẽ đến với mini game mọi người nhá. Mọi người có nhớ mini game hôm qua của mình chơi nào không nhỉ? Nếu mà chưa nhớ, mình sẽ nhắc lại nhé. Là nếu như mà chúng ta like này, share này, và nhớ là phải để công khai, mọi người đều nhìn thấy. Sau đó thì tag tên 5 người bạn của mình vào, rồi trả lời câu hỏi Mỹ Linh đưa ra nhanh nhất và chính xác nhất thì sẽ nhận được cái voucher trị giá 300 ngàn đấy, được Couple TX mọi người nhá. Đấy, chỉ cần nhanh tay một chút thôi là mình hoàn toàn có thể may mắn nhận được đơn hàng trị giá 300 ngàn này này, mọi người này. Xin lỗi, voucher mọi người ạ, voucher. Cứ nghĩ là phải mua rồi thì mới được, nhưng mà không, mình không mất một đồng nào cả, nhận được 300 ngàn luôn. Miễn là mình nhanh tay, like này, share này, tag tên bạn bè vào này. Mọi người đã sẵn sàng chơi với Mỹ Linh chưa? Đâu? Các bạn ơi, các bạn tag tên bạn bè mình vào đi nhá. Nhớ là tag 5 người mọi người nhá. Like này, share chế độ công khai và tag 5 người. Vì Mỹ Linh thấy có nhiều bạn chỉ tag có 1-2 người không đủ. Đúng thể lệ của mình phải là tag 5 người bạn này. Đó, sau đó thì trả lời câu hỏi này nhá. À, bây giờ mọi người sẵn sàng nghe câu hỏi của Mỹ Linh chưa ạ? Câu đầu tiên mọi người nhá. Bộ sưu tập Take My Hand lấy cảm hứng từ miền đất nào của Việt Nam? A. Ninh Thuận Vĩnh Hy, B. Vũng Tàu và C. Nha Trang. Nếu bạn nào mà mạng yếu thì mình có thể chưa nghe rõ thì mình có thể nhìn xuống màn hình này. Đó, mọi người thấy không? Ở ngay phần dưới màn hình này này là sẽ hiển thị lên câu hỏi cho mọi người nhé. Nào, xem bây giờ ai sẽ là nhanh tay, nhanh mắt và comment ra một cái địa điểm chính xác nhất. Đáp án A là Ninh Thuận Vĩnh Hy, B là Vũng Tàu và C là Nha Trang. Mọi người ơi, nhớ là phải like này, share này, tag tên 5 người bạn nhá. Không nhỡ may mà mình trả lời đúng này xong lại còn nhanh nhưng mà mình chỉ tag có 1-2 người. Như một số bạn vừa làm này thì dễ nhầm lắm nhá. Đây này, mình đang xem đây này. Ôi, có bạn bảo là tag cháy máy rồi. Thôi mình cứ tiếp tục đi. Mình tag nhiều thì bây giờ mình lại chia sẻ, mình share, like. Wow, có nhiều bạn trả lời đúng rồi đây này. Và rất là nhanh nhá. Mình thấy rồi. Bây giờ mình thấy đã có rất là nhiều bạn trả lời chính xác rồi, chứ mình không muốn để các bạn đợi lâu nữa và mình sẽ công bố đáp án luôn mọi người nhé. Vâng, bộ sưu tập Take My Hand lấy cảm hứng từ Ninh Thuận Vĩnh Hy các bạn ơi. Thực ra mình thấy là cái câu hỏi này nó không quá khó đâu. Vì bạn nào mà là fan của Couple Tech này hay mình hay theo dõi hoặc là như là xem những cái sản phẩm Mỹ Linh vừa giới thiệu ấy, đều nghe cái chữ, cái tên rất là quen, đó là chữ Ninh Thuận đúng không nào? Đó, cho nên là bạn nào mà mình sẽ xem livestream mà tập trung xem, tập trung nghe thì đều có thể trả lời những câu hỏi này rất là đơn giản thôi. Còn bây giờ thì trong lúc mà các bạn vẫn đang tag và like share thì Mỹ Linh sẽ tiếp tục đưa mọi người đến những cái phần thưởng tiếp theo dành cho những bạn đã mua hàng tại Copotech rồi và có mã dự thưởng rồi và chuẩn bị quay số may mắn ở đây. Thì đây sẽ là phần thưởng chúng ta chuẩn bị nhận được mọi người nhé. Đây, áo thun,
Xinh không? Áo thun màu trắng này, lấy cảm hứng từ cây xương rồng, mạnh mẽ và tự tin chiến thắng vượt lên tất cả khó khăn. Màu trắng này thì nó nhã nhặn, phụ nữ mặc chắc là thích hơn. Còn các bạn con trai thì có khi mặc một cái màu tươi sáng này hơn này. Như là các anh thanh niên này, các bạn mà thích đi du lịch cùng với gia đình ấy, thì nhiều khi là mình mặc màu trắng ấy thì lẫn nhau giữa đám đông đúng không nào? Hay nếu mình mặc cái màu cam này này thì rất là nổi bật, là từ xa rồi là ba có thể nhận ra mẹ này, hoặc là có thể nhận ra em bé này. Như là Mỹ Linh thấy là cái màu tươi sáng như thế này, đấy là gia đình Thanh Long mọi người ơi. Thanh Long này rồi xương rồng này, toàn là những món trái cây nhiệt đới không nào, rất là xinh xắn. Vậy là trong cái set quà tặng này thì nếu như mà bạn may mắn nào mà nhận được cái sản phẩm này là đàn ông thì sẽ nhận được chiếc áo size của nam, là nữ sẽ nhận được size của nữ, hoặc nếu không thì mình có thể lựa chọn cái phần nhỏ nhắn này dành cho các bé ở nhà mình cũng được. Đó, màu xinh xắn lắm. Rồi bây giờ thì các bạn khách hàng mà đã mua hàng lại Couple TX, các bạn ơi, trước khi mà quay số thì mình ngắm qua những sản phẩm mình có thể nhận được nhá. Đây, mọi người thấy không này, có chiếc iPhone XS Max này, chiếc Samsung S10e này. Thế nhưng mà cái phần quan trọng nhất đó chính là sản phẩm của ngày hôm nay. Tất cả những ai đang xem livestream và đã mua hàng từ Couple TX và sở hữu mã dự thưởng đều có cơ hội nhận được chiếc Samsung Galaxy A10 này mọi người nhé. Và trong livestream ngày hôm nay thôi, chứ mọi người hãy cố gắng kiên nhẫn đợi đến cuối cùng, vì mình có tận 6 vòng quay cơ. Đó, đây là cái sản phẩm sẽ là sản phẩm cuối cùng. Nên ai là người kiên nhẫn nhất và biết đâu là người may mắn nhất thì sao? Mình đợi, cùng đợi nhé. Đây, đặt tạm sang đây để tìm xem người may mắn tiếp theo của chúng ta mà nhận được chiếc áo thun gia đình Thanh Long này và xương rồng này là ai nào. 3, 2, 1, quay số. Ôi mọi người ơi, này, chúng ta có thể là nhận được áo thun này, quần jogger này, nhưng mà biết đâu cái người may mắn nhất ấy là cái người kiên nhẫn nhất và đợi đến phút cuối cùng thì sao nào. Thì sản phẩm của chúng ta sẽ là chiếc Samsung Galaxy A10 cơ. À, đã tìm ra người may mắn tiếp theo rồi. Vâng, đây cũng là một khách hàng nữ mọi người ạ. Xin được gọi tên chị Liễu với mã dự thưởng là 712942 với 4 số cuối điện thoại là 6512. Có chị Liễu ở đây không ạ? Chị Liễu với mã dự thưởng là 712942 và 4 số cuối số điện thoại là 6512. Vâng, nếu như mà chị không đang online thì có thể bạn bè hay là người quen nào của mình mà có tên là Liễu ấy, thì mọi người cứ tag vào nhé. Đây, cái sản phẩm mà chị hôm nay có thể nhận được là chiếc áo thun này, áo thun trắng này, hoặc áo thun màu cam này, xinh xắn, đến từ trong bộ sưu tập Take My Hand, bộ sưu tập mới nhất của Couple TX. Và nếu như mà chị muốn là mua quà cho em bé nhà mình thì có thể là có những cái size nhỏ hơn này. Size kit này rất là xinh xắn đây. Người thấy không? Cái tông màu, đúng không? Tông màu nhiệt đới khiến cho chúng ta là không thể lạc mất nhau, không thể lẫn nhau trong những cái chuyến đi chơi này, du lịch của gia đình này. Đó. Mọi người thấy không? Đây, còn có cái size này nữa. Size này bé trai, bé gái đều mặc được hết. Mọi người thấy không? Chị Liễu đã online chưa ạ? Nếu mà chị Liễu chưa online thì có thể là bạn bè, người quen của chị sẽ tag chị vào sau. Còn bây giờ thì Mỹ Linh sẽ cùng mọi người đi tiếp đến cái mini game mà các bạn của chúng ta hôm nay là đang ở trong nhà và chờ đợi món quà đến từ Couple TX, đúng không nào? Đây, cầm trên tay cho mọi người xem nhá. Đây, những bạn nào đang xem livestream của Mỹ Linh thì của Couple TX mà Mỹ Linh dẫn thì đều có thể có cơ hội nhận được chiếc voucher trị giá 300.000 đồng này khi mà chúng ta like này, share này, tag 5 người bạn vào và sau đó thì trả lời câu hỏi mà Mỹ Linh đưa ra nhé. Để xem là các bạn có phản hồi thế nào nào. Wow. Bạn Gấu Con ơi, bạn hỏi là mã dự thưởng là mua online hay mua trực tiếp mới được? Bạn Gấu Con. Bạn Gấu Con đang hỏi là mã dự thưởng là mua online hay mua trực tiếp mới được à? Đây, để mình xem ngoài bạn Gấu Con ra thì còn bạn nào có thắc mắc nữa không nhá. Để xong mình tổng hợp mình trả lời cùng một lúc luôn. Đợi mình một chút nhé, mình sẽ xem nào. À, có bạn Trần Đạt hỏi hôm nay phong thủy hợp với phụ nữ à? Không phải đâu, tại vì mình nghĩ là phụ nữ là mua sắm rất là nhiều, cho nên là nhận được nhiều mã dự thưởng thôi. Các bạn nào hãy mua hàng đi, rồi sẽ được gọi tên ở trên này thôi. Để mình xem. À, bạn Đinh Hòa An ơi, bạn hỏi là
làm cách nào mà lãnh giải? Bạn Đinh Hòa An hãy comment ở đây số điện thoại hay là cách liên hệ với cả bạn trúng thưởng đi. Thì các bạn nhân viên Couple Tech sẽ đọc hết những cái comment này và sau đó sẽ liên hệ với bạn để trao giải cho bạn nhé. Bạn Nguyễn Nhung ơi, lúc bạn mua chưa biết có mã à? Nếu mà bạn mua trong cái chuỗi ngày từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 thì bạn đều có nhận được mã hết. Bạn chỉ cần lên trang web CoupleTech là coupletech.com và vào cái đầu trang có phần là mình gõ số điện thoại của mình vào. Sau đó sẽ ấn ra, sẽ ra mã số dự thưởng của bạn nhé. Với 300 ngàn nhận được 1 mã, 600 ngàn nhận được 2 mã và 900 ngàn nhận được 3 mã. Và cái mã số dự thưởng đấy chính là mã số mà hôm nay Mỹ Linh sẽ quay may mắn cho các bạn để nhận được những cái phần thưởng như là chiếc áo thun này. Và trong 3 ngày 27, 30 và 3 tháng 6 thì là mình có cơ hội nhận được những cái phần quà như là điện thoại Samsung và điện thoại iPhone mọi người nhé. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với mini game mọi người nhé. Mọi người sẵn sàng chơi mini game Mỹ Linh chưa? Câu số 2 của chúng ta là có cổ nhưng không có miệng là cái gì? A. Cái khăn, B. Cái áo và C. Là cái quần. Ở trên màn hình đang hiển thị câu hỏi của Mỹ Linh đây. Mọi người hãy nhanh tay like và share cũng như là tag tên bạn bè của mình vào và trả lời nhanh nhất, đúng nhất nhé. Phần thưởng của chúng ta sẽ là một chiếc voucher trị giá 300.000 đồng trên tay Mỹ Linh đây. Voucher chắc chắn vô cùng. Trong lúc đợi mọi người trả lời thì Mỹ Linh sẽ xem nào. Nhiều bạn trả lời đúng lắm rồi. Mọi người ơi, mọi người nhớ nhá, ngoài việc mình trả lời đúng và nhanh ra thì chúng ta cần phải like này, share này và để là tình trạng công khai mọi người nhá. Nhiều bạn share nhưng mà để cho một mình xem không thấy được, phải để công khai tất cả mọi người đều xem được, sau đó tag tên 5 người bạn của mình vào. Đó mọi người nhớ nhá, nhớ phải làm những bước đó thì sau đó thì các bạn của CoupleTech mới có thể kiểm tra xem là bạn nào trả lời nhanh nhất. Rồi sau đó 12 giờ ngày mai sẽ có đáp án cũng như là kết quả xem là người nào là người may mắn và nhanh tay nhé. À, bạn Tâm Nguyễn ơi, Tâm bảo là ngày nào cũng coi mà chưa được gọi tên. Thì Linh nghĩ là tại vì là biết đâu cái tên của Tâm lại đợi đến chiếc Samsung Galaxy A10 hôm nay, hoặc là chiếc Samsung S10, hay là biết đâu là XS Max luôn thì sao. Chương trình của mình kéo dài từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 các mọi người nhá. Mọi người cứ thoải mái mua sắm đi, nhận mã đi, rồi kiểu gì rồi quay số trên này cũng sẽ đến tên mọi người thôi, yên tâm nhá. Còn bây giờ thì nào, để xem nào, có rất là nhiều bạn đã trả lời đúng rồi, cho nên bây giờ Mỹ Linh sẽ ra đáp án luôn nhé. Vâng, đáp án câu hỏi của chúng ta đó là B, cái áo. Cũng chính là cái phần thưởng này đúng không nào? Cái áo mọi người ơi, ai đã nhanh tay trả lời được chưa nào? Có một bạn Linh Nguyễn là sao ai trả lời mà em mới tới thắc mắc. Linh Nguyễn ơi, cái phần này của mình là mini game. Mình trả lời những câu hỏi nhỏ mà MC đưa ra. Sau đó sẽ nhận được cái voucher trị giá 300.000 đồng này. Nếu mà mình nhanh tay like, share và tag 5 người bạn của mình vào nhé. Đó. Còn bây giờ thì mình sẽ quay số. Nếu các bạn nào mà chưa hiểu về cái mini game này, lát nữa Mỹ Linh sẽ giải thích lại một lần nữa. Còn bây giờ chúng ta không thể nào bỏ quên những bạn khách hàng đã mua hàng tại CoupleTech và có mã số dự thưởng được. Mọi người nhớ nhá. Đây, đến phần quay số tiếp theo thì chúng ta sẽ có chiếc áo thun này. Đây, chiếc áo thun trong bộ sưu tập mới nhất của CoupleTech mọi người ơi. Mịn và mát cực kỳ luôn. Chiếc áo thun mà lúc nãy mình vừa giới thiệu với mọi người đấy. Tại vì là cái bộ sưu tập này là mình có là áo cho ba này, áo cho mẹ này và áo cho em bé luôn. Cho nên là trong vòng quay thứ hai thì có rất là nhiều bạn quan tâm và muốn là nhận tiếp cái phần này. Thì Mỹ Linh quyết định là thôi sẽ lấy cái chọn set này ra để mang tặng cho bạn nào may mắn. Đó, mọi người thấy không? Vì trong này mình có tận là 3 sản phẩm dành cho những thành viên gia đình mình cơ mà, có rất là nhiều. Cho nên là bây giờ thì là sản phẩm tiếp theo của chúng ta, sản phẩm mà bạn nào may mắn trong vòng quay này sẽ nhận được, đó là chiếc áo thun này mọi người nhé. Rất là bịn, rất là mát luôn. Để xem nào. Xem nào, đến vòng quay nào. Anh cameraman zoom lên cho mọi người xem được không ạ? Đây. Này, bạn nào mà may mắn thì còn nhận được viên miệng trên đầu này cơ. Chuẩn bị quay nhá. 1, 2, 3. Quay. Rồi, quay số. Xem là chiếc áo thun này sẽ dành cho vị khách hàng may mắn nào nào. Có nhiều bạn thắc mắc. Mọi người ơi, iPhone là quay vào ngày mùng 3 tháng 6 nhá. Còn hôm nay của chúng ta là chiếc
Samsung Galaxy A10 này cơ. Đấy, là sản phẩm hôm nay nếu mà khách hàng nào mà có mã dự thưởng rồi, quay may mắn này ở trong vòng cuối cùng mà hoàn toàn có cơ hội nhận được chiếc Samsung Galaxy A10 mọi người nhé. Rồi. Và khách hàng may mắn tiếp theo nhận được chiếc áo thun đến từ Couple TX là bạn Ngô Thị Ngọc Phụng với mã dự thưởng là 715642 và 4 số cuối số điện thoại là 1589. Bạn Ngô Thị Ngọc Phụng, để xem có người quen của Phụng ở đây không nhá. À, có nhiều bạn vẫn đang là muốn xem sản phẩm thêm của Couple TX. Để lát nữa mình cho mọi người xem. Còn bây giờ thì trong lúc mà đợi bạn Phụng online hoặc là bạn bè của Phụng vào để chúc mừng Phụng đi, thì mọi người hãy cùng đến với cả mini game tiếp theo nhé. Để xem nào, câu số 3 của chúng ta là một câu hỏi cũng rất là đơn giản. Đó là họa tiết chủ đạo của bộ sưu tập Take My Hand là gì? Đấy, mình để ý xem bạn nào mà đã nghe giới thiệu từ lúc nãy rồi thì sẽ chắc chắn là sẽ trả lời được câu hỏi này. Mọi người nhớ nhớ, ngoài mình trả lời những câu hỏi rất là đơn giản này ra thì mình hãy like này, share này, sau đó tag tên 5 người bạn của mình vào. Mọi người nhớ nhớ, phải đủ 3 bước: like này, share này, tag tên bạn này, sau đó trả lời chính xác câu hỏi này. Xem nào, để xem là các bạn đã trả lời được chưa nhá. À, bạn Nguyễn Ngọc Tuyền ơi, hôm nay không trúng may có được quay số được không? Đương nhiên rồi bạn ơi, chương trình của mình sẽ kéo dài từ ngày 24 tháng 5 tới ngày 3 tháng 6 cơ. Bạn cứ 8 giờ tối bạn cứ lên trên fanpage của Couple TX, rồi kiểu gì may mắn nó sẽ tìm đến bạn thôi, yên tâm. À, Mỹ Linh đã thấy những câu trả lời chính xác rồi. Rồi, rất nhiều câu trả lời chính xác rồi. Cho nên chúng ta sẽ ra đáp án luôn nhé. Vâng, đáp án trong câu hỏi họa tiết chủ đạo của bộ sưu tập Take My Hand là gì? Đó là C, cả hai đáp án trên màn hình. Đó là vừa là trái thanh long, trái dứa và là bụi xương rồng. Đó, và nếu bạn nào là fan của Couple TX đã từng xem bộ sưu tập này rồi, chắc chắn là các bạn thấy là ôi sao cái câu hỏi này dễ như thế mà lại có thể nhận được một cái voucher trị giá 300.000 đồng, đúng không nào? Đó, các bạn nhớ nhá, chúng ta like này, share này, tag tên bạn bè này và trả lời chính xác thì sẽ nhận được cái voucher này. Và kết quả sẽ được công bố vào 12 giờ ngày mai mọi người nhá. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những bạn khách hàng đã mua hàng tại Couple TX rồi và có mã dự thưởng rồi, thì xem là phần thưởng tiếp theo mà khách hàng may mắn sẽ nhận được là cái gì. Đó, đây là chiếc quần jogger. À, chiếc quần này thiết kế hay quá. Cái thiết kế này thì là cảm giác như là chân mình dài hơn mọi người ạ. Với cái thiết kế hai mặt nữa là bên trong thì rất là mát, thấm mồ hôi này, còn bên ngoài thì trơn, láng mịn. Và mình rất là dễ giặt, như là lau chùi khi mà nhỡ may có dây ra cái gì. Ngoài ra những bạn mà lười cầm ví, cầm túi thì có thể bỏ điện thoại cũng như là đồ đạc của mình vào trong cái túi này. Ồ. Đấy, túi rất là tiện dụng, bỏ được cả bàn tay vào luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay số may mắn xem ai là người may mắn nhận được chiếc quần này mọi người nhé. Còn có kẻ sọc nữa này. Và ngoài màu xám ra thì còn có màu đen nữa. Màu đen này rất là tiện cho bạn nào thích phượt luôn. Bạn nào thích phượt này, mình hay đi những cái xe phân khối lớn này thì ngồi này co duỗi thoải mái vì quần này nó không bó một chút nào vào chân luôn. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng quay may mắn nhá. Với những bạn nào mà vừa mới vào livestream của Couple TX thì bây giờ Mỹ Linh sẽ phổ biến lại một chút, là khi mà mình mua hàng tại Couple TX với một cái hóa đơn trị giá là 300.000, mình sẽ nhận được một mã dự thưởng và mã đó sẽ giúp chúng ta có cơ hội quay cái vòng quay may mắn này. Thì mình cứ mua 600 nhận được 2, mua 900 nhận được 3 mã và mua càng nhiều thì nhận được càng nhiều mã. Và trong ngày 27 hôm nay thì chúng ta ở cái vòng quay cuối cùng của chúng ta, thì ngoài những cái sản phẩm như là áo thun hay quần này, chúng ta còn nhận được, còn có cơ hội nhận được chiếc điện thoại Samsung Galaxy A10. Mọi người nhớ nhá, hãy ở lại nán lại đến phút giây cuối cùng để tìm ra người may mắn nhất. À, có một bạn Thanh Sang hỏi là S10e khi nào quay, thì mình xin nhắc lại nhé, chiếc điện thoại Samsung S10e này sẽ được quay vào ngày 30 tháng 5, chỉ còn mấy ngày nữa thôi. Còn Samsung X Max, còn iPhone XS Max sẽ được quay vào ngày 3 tháng 6. Đó mọi người nhé. Rồi, còn ngày hôm nay của chúng ta sẽ là chiếc Samsung A10. Rồi, bây giờ thì mọi người sẽ cùng Mỹ Linh quay số nhá.
2, 3, quay này. Ồ. Bạn nào mà có tên ở trên cái bảng may mắn này thì sẽ nhận được cái chiếc quần jogger của chúng ta. Một chiếc quần rất là phù hợp với những bạn nam cũng như là bạn nữ năng động này, trẻ trung, phong cách này. Mình có thể đi dạo ngoài phố này, cũng như là mình có thể đi phượt này, đi du lịch này. Rất là năng động. Lại là một bạn nữ mọi người ơi. Vâng, xin được gọi tên bạn Nguyễn Thị Thu Trang với mã số dự thưởng là 713-316 và 4 số cuối số điện thoại là 3905. Bạn Nguyễn Thị Thu Trang có online không ạ? À, có rất là nhiều bạn đang mong chờ đến tên mình. Nhưng mà phải tên của bạn Thu Trang trước đã. Trong vòng này, mình còn mấy vòng nữa, các mọi người yên tâm nhé. Trong lúc đợi bạn Thu Trang online thì mình sẽ xem còn ai hỏi cái gì nữa không nhá. À, bạn Thành Công ơi, bạn hỏi là trúng voucher 300k này của cấp 1X trong mini game thì làm thế nào nhận được. Thì mình xin phổ biến lại một lần nữa là các bạn của cấp 1X, các bạn ấy sẽ dùng thuật toán để kiểm tra xem ai là người like này, share này, tag tên 5 người bạn của mình và trả lời câu hỏi MC đưa ra nhanh nhất. Thì các bạn sẽ tìm ra người may mắn đó, sau đó sẽ được công bố vào 12 giờ ngày mai trên trang fanpage của cấp 1X mọi người nhé. Đó, thì như thế thì chúng ta sẽ biết được. Còn trong ngày hôm nay thì khi đến với mini game thì còn nhiều bạn rất là thắc mắc, thì Mỹ Linh cũng muốn nhắc lại một lần nữa. Đó là những cái chương trình của chúng ta mini game thì đó là game nhỏ, nó rất là đơn giản thôi. Nó gọi là mini game mà, thì sẽ làm cách nào cho chúng ta có cơ hội lớn nhất nhận được giải thưởng. Thứ nhất là chúng ta chỉ cần like này, share này ở cái chế độ là công khai, mọi người đều nhìn thấy này. Và sau đó chúng ta tag tên 5 người bạn của mình vào. Sau đó thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi mà MC đưa ra mọi người nhé. Những câu hỏi này dễ lắm, không khó một chút nào đâu nhá. Như vừa rồi Mỹ Linh thấy là rất là nhiều bạn trả lời đúng, mọi người chỉ bảo là ôi làm thế nào mình có thể nhanh và có thể nào làm thế nào có thể là làm chính xác. Tại vì có nhiều bạn là mình tag có một người bạn mà thôi không đủ, mình tag đủ 5 người bạn. Đó thì là mới đủ điều kiện tham gia. Và vào 12 giờ ngày mai thì là tên của người may mắn sẽ được công bố mọi người nhé. Đây, và phần thưởng của chúng ta sẽ là voucher trị giá 300 ngàn đến từ cấp 1X. Và câu hỏi thứ tư trong ngày hôm nay, mọi người tập trung nhé. Ai là siêu mẫu trong show diễn Take My Hand diễn ra ngày 15 tháng 5 vừa qua? Đó, bộ sưu tập Take My Hand vào ngày 15 tháng 5 vừa qua. Ai là siêu mẫu trong show diễn này? Linh thì đoán ra rồi nhưng không biết các bạn đã đoán ra chưa. Nhưng mà ngoài việc đoán chính xác, các bạn nhớ phải like này, share này, xong tác bạn bè mình vào mọi người nhé. Để xem nào, xem là có nhiều bạn trả lời đúng chưa. Wow, các bạn ơi, có rất là nhiều bạn là mình chỉ tác có một người bạn của mình vào thôi. Các bạn phải nhớ là tác 5 người bạn nhé. 5 người bạn này, like này, share này, sau đó tác 5 người bạn của mình này. Thế là bạn nào mà vào sớm livestream thì các bạn cứ tag luôn đi. Tag luôn đi, xong share luôn đi. Mình share rồi like liên tục đi. Đến lúc mà có câu hỏi một cái thì mình trả lời luôn. Như thế thì cơ hội của mình sẽ lớn hơn đúng không nào? Bạn Quyên Vũ ơi, mình chưa xong được cái câu này thì mình có thể đợi đến câu sau bạn nhé. Không sao đâu. À, anh Huỳnh Thanh Sang ơi, anh hỏi là mua hóa đơn 1 triệu được 3 mã đúng rồi anh ạ. Tại vì là 300 ngàn mình được 1 mã, 600 được 2 mã và từ 900 tới 1 triệu đương nhiên là mình được 3 mã rồi. Thì là cái xác suất mà anh chiến thắng trong vòng quay này càng lớn hơn. Còn bây giờ thì mình sẽ quay lại với đáp án của chúng ta. Siêu mẫu trong show diễn Take My Hand diễn ra ngày 15 tháng 5 đó là Thanh Hằng. Có bạn nào đang rất là vui mừng mình trả lời đúng chưa? Chắc chắn là có rất là nhiều bạn rồi, vì Mỹ Linh đọc rất là nhiều comment, các bạn đã trả lời đúng rất là nhiều. Chỉ quan trọng là ai đã làm đúng thể lệ, like, share, tag bạn bè, cũng như là nhanh tay lẹ mắt chưa. Mọi người nhá, đây, quà của chúng ta đây, voucher 300 ngàn đồng mọi người nhá, đừng bỏ lỡ. Có nhiều bạn vẫn đang trả lời, mọi người ơi, giờ mọi người tập trung lên màn hình. Bây giờ cái mini game của mình đã qua mất rồi. Cho nên là bây giờ mình tập trung vào vòng quay may mắn mọi người nhá. Vòng quay may mắn dành cho những bạn đã mua hàng tại Couple TX rồi và sở hữu mã dự thưởng rồi mọi người nhá. Hóa đơn 300 ngàn thì được một mã mọi người này. Đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến với cái giải thưởng ngày hôm nay mọi người nhá. Đây, wow. Với cái vòng quay tiếp theo này của chúng ta có vô vàn sự lựa chọn đó mọi người ơi. Đây là những chiếc áo thun, áo khoác này với cái mũ rất là rộng. Đây, mình lấy cho mọi người xem. Cái mũ rộng lắm.
Nhưng bạn nữ nào tóc dài có thể búi lên xong chùm lên được này, chống nắng luôn này, chống gió luôn này, đi đường dài, đường xa này, và đặc biệt là những cái đoạn đường mà hiểm trở, những cái bạn mà hay đi phượt ấy, thì đoạn đường hiểm trở này thì mình có thể chùm cái mũ này lên để bảo vệ được tóc của chúng ta cũng như là da của chúng ta rất là tốt. Tại vì áo này của chúng ta may rất là nhiều lớp này, đó, thấm hút mồ hôi này, thoáng khí và có thể chống nắng được luôn. Đây là mình có màu đỏ, màu đen này, màu xám này, những cái màu rất là trung tính, nam hay nữ đều mặc được. Màu hồng này thì là các bạn nữ thích lắm đây. Đó. Cho nên là màu hồng này đặc biệt là có một ích thiết kế các bạn nữ. Nó có những cái phần nó tinh tế hơn, này như là tay dài hơn, trùm kín hơn cho đỡ nắng này, mũ rộng hơn này để có thể trùm kín hơn này. Đó. Và cái màu hồng này nó cũng rất là nhã nhặn và tôn da của chúng ta nữa. Dù là da của mình trắng hay da hơi ngăm thì đều mặc đều đẹp hết. À, có một cái bí mật nữa mà có bổ tích dành tặng cho các bạn nữ của chúng ta với sản phẩm này, đó là chiếc túi ở bên trong. Các bạn nam thì thích túi ở bên ngoài đựng để có thể tiện, nhưng các bạn nữ thì thích túi ở mặt bên trong, người thấy không? Đó, để những cái mà những cái kín đáo của chị em mình này, ví tiền hoặc những cái mình muốn cất đi này, không chỉ là không để dễ dàng lấy ra được đó. Đúng rồi, thế là cái mỹ linh ấn tượng nhất ở cái áo này. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi ra quay số may mắn này để tìm xem ai là khách hàng may mắn tiếp theo mà nhận được một trong số chiếc áo khoác này mọi người nhé. Rồi. À, có bạn Huỳnh Anh Sang hỏi áo khoác là giá trị giá bao nhiêu? Ồ, bạn này tinh ý quá. Nhưng mà để lát nữa cái câu trả lời mình sẽ để dành lát nữa nhé. Rồi, lát nữa thì mình sẽ bật mí một cách mà mọi người có thích hơn cơ. Bây giờ chúng ta sẽ quay số may mắn đã. 3, 2, 1, quay số. Mọi người, đây là vòng quay thứ 5 rồi. Chỉ còn một vòng quay nữa thôi thì chủ nhân của chiếc điện thoại Samsung S10 sẽ xuất hiện mọi người ạ. Chúng ta cùng nhau kiên nhẫn đến những phút giây cuối cùng của livestream nhé. Vâng, xin được chúc mừng khách hàng may mắn đã mua hàng tại CoopoTX và sở hữu mã dự thưởng 713858. Chị Bùi Thị Hồng với mã dự thưởng là 713858, 4 số cuối, số điện thoại là 9802. Chị Bùi Thị Hồng ạ. Chị Bùi Thị Hồng đã online chưa? Nếu mà chị Bùi Thị Hồng chưa online thì bọn em sẽ để đợi chị một lát nữa nhé. Còn bây giờ thì bạn bè của chị Hồng mà ai đang xem livestream thì mình có thể là tag chị vào này, hoặc là chia sẻ này để chúc mừng với chị. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cả mini game mọi người nhá. Vẫn là chiếc voucher 300.000 đồng này, ai sẽ là người may mắn nhận được đây? Mọi người ơi, mọi người đã online chưa? Online nhiều chưa để chuẩn bị chơi game với Linh tiếp nào? Mọi người có thể thấy là cái voucher của chúng ta rất là xinh xắn nhá, đây này. Đây, xinh xắn. Và vừa rồi có một bạn hỏi một câu mà Mỹ Linh bảo là Mỹ Linh sẽ để dành đến đoạn cuối mọi người. Đó cũng chính là cái câu hỏi cuối cùng của chúng ta. Mọi người đoán ra được không ạ? Lúc nãy là khi mà Mỹ Linh giới thiệu những chiếc áo này thì có một bạn hỏi là ô, cái áo hồng này xinh thế, bạn comment hỏi là áo hồng này xinh thế, thiết kế lạ thế, thì giá bao nhiêu đấy? Mỹ Linh bảo không thể trả lời được, vì đó cũng chính là câu hỏi trong mini game này của chúng ta mọi người ơi. Câu hỏi này sẽ là: chiếc áo hồng này của CoopoTX có giá là bao nhiêu? Và nếu mà bạn nào đang online máy tính thì chúng ta hãy bật điện thoại lên để vào trang web CoopoTX tìm chiếc áo này. Đây, chiếc áo này, áo khoác với mã là OOW1002 hồng dành cho nữ. OOW1002 hồng dành cho nữ. Bạn nào mà like này, share này, tag 5 người bạn của mình cũng như là trả lời chính xác giá của chiếc áo này thì ngay lập tức sẽ nhận được một voucher trị giá 300.000 đồng mọi người nhá. Đó. Tại vì đúng là có rất là nhiều bạn xem livestream ngày hôm nay rất là quan tâm đến chiếc áo màu hồng này, cho nên là may mắn làm sao mà các anh chị của CoopoTX đã đặt ra câu hỏi này để cho là những bạn nào thắc mắc về giá thì mình có thể biết luôn. Mọi người nhớ phải like này, share này, tag 5 người bạn của mình vào.
Sau đó trả lời đúng thì mình mới có cơ hội nhận được voucher trị giá 300 ngàn đồng này. Để xem các bạn có thắc mắc gì nữa không nhá. Ồ, có những bạn bảo là chờ mình trả lời đúng rồi. Bạn đợi một chút nhé. À, và các bạn ơi, vì có rất là nhiều bạn trả lời đúng giá trị của chiếc áo này, cho nên là các anh chị Couple Tech đã quyết định thay đổi luật chơi. Ngoài việc mà tặng voucher trị giá 300 ngàn đồng này ra, thì các bạn, thì các anh chị sẽ bảo không, bỏ qua voucher này luôn. Voucher này vẫn là nhỏ, quà này của chúng ta sẽ lớn hơn. Đó là tặng luôn chiếc áo khoác này với trị giá cao hơn voucher này mọi người ạ. Đó, vậy thì là bạn nào mà vừa like vừa share cũng như là tag tên 5 bạn bè của mình và trả lời chính xác giá của chiếc áo này thì ngay lập tức sẽ nhận được luôn chiếc áo này mọi người ạ. Đó, những bạn nào mà quan tâm chiếc áo này nhá, thì ngày mai các bạn hãy canh 12 giờ trưa mai sẽ lên fanpage của Couple Tech xem mình có phải là người may mắn không nhá. Đó, tức là món quà không chỉ dừng lại ở voucher nữa mà tặng luôn chiếc áo này mọi người ạ. Trời ơi, cực kỳ cứng cáp, rất là đẹp luôn. Rồi, bây giờ thì mini game của chúng ta đã kết thúc rồi, và thay vào đó là sẽ đến những bạn mà đã mua hàng thì Couple Tech đã có mã dự thưởng, và những bạn khách hàng kiên nhẫn nhất, kiên nhẫn trong ngày 27 này để có thể có cơ hội sở hữu chiếc điện thoại Samsung A10 mọi người ơi. Mọi người nhớ nhá, Samsung A10 sẽ được trao thưởng vào ngày 27. Còn S10e sẽ được trao thưởng vào ngày 30, và vào ngày 3 tháng 6 thì sẽ là trao thưởng chiếc iPhone XS Max. Mọi người nhớ nhá, trên livestream của chúng ta, ai xem livestream đều có cơ hội. Đây, chiếc Samsung S10e đây. Rồi, bây giờ mình có giới thiệu về cái vòng quay này rồi, nên còn những bạn nào đang thắc mắc về câu trả lời của mình là khi mà nãy mà mình trả lời chiếc áo hồng này đã đúng chưa, thì bây giờ Mỹ Linh sẽ ra đáp án chính xác. Chiếc áo nữ này có mức giá là 419.000 đồng mọi người ơi. Đó, tức là chúng ta, món quà chúng ta không phải là voucher 300.000 đồng nữa, mà là một chiếc áo khoác rất là xinh xắn dành cho nữ với giá là 419.000 đồng mọi người nhá. Hay là mọi người bây giờ hãy nhanh tay like và share đi cho bạn bè của mình để mọi người có thể xem, mọi người thấy là coi như là ngày mai mọi người chơi tiếp để biết đâu lại có cơ hội trúng giải thì sao, đúng không nào? Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay lại với giải thưởng lớn nhất, giá trị nhất trong ngày hôm nay mọi người ơi. Đây, mọi người thấy chưa này, có điện thoại ở trong này, lắc lắc nghe tiếng luôn này, rất là nặng tay. Chiếc Samsung Galaxy A10 sẽ dành cho ai đây? Ai sẽ là chủ nhân của chiếc điện thoại này? Ai sẽ là người may mắn nhất? Khách hàng nào đã mua hàng thì Couple Tech và với hóa đơn trị giá 300 ngàn đồng và có mã dự thưởng đây, chỉ cần mua hàng với đơn giá 300 thôi thì mình đã có một mã dự thưởng rồi. Thì nếu như mình mua nhiều hơn nữa thì chắc chắn là cơ hội nhận được điện thoại này của mình còn lớn hơn mọi người thấy không nào? Đó, điện thoại đây rồi, vòng quay đây rồi. Nhưng các bạn đâu rồi, các bạn đã online nhiều chưa? Và nếu như mọi người chưa online nhiều này thì mọi người có thể tag tên bạn bè của mình vào này, share đi để mọi người cùng biết này, để mọi người cùng tham gia chơi đi nhá. Đây, bây giờ đây, điện thoại đã sẵn sàng trên tay Mỹ Linh đây rồi. Vòng quay may mắn đây rồi. Lần này ai sẽ là người may mắn đây? Đây là vòng quay cuối cùng trong ngày 27 này, và cũng là vòng quay có giải thưởng giá trị lớn nhất là chiếc điện thoại Samsung Galaxy A10 mọi người nhá. Không thể bỏ lỡ được đâu. Nào, bây giờ mọi người sẽ đếm ngược của Mỹ Linh để quay nhá. Nào, các bạn sẵn sàng chưa nào? Đấy, có nhiều bạn bảo là chờ đợi 3 ngày hôm nay rồi. Bây giờ thì đến lượt mình rồi đây này. Nào, 3, 2, 1, quay số. Xem nào, có rất là nhiều bạn đang hỏi đây. Rồi. Vâng. Mỹ Linh xin được gọi tên khách hàng may mắn nhất nhận được chiếc Samsung Galaxy A10 ngày hôm nay. Xin được chúc mừng chị Trịnh Thị Ngân Hà với mã số may mắn là 717375 và 4 số số điện thoại cũng rất là đẹp, 0505. Vâng, xin được chúc mừng chị Trịnh Thị Ngân Hà. Chị Ngân Hà có online không ạ? Đây. Vâng, khách hàng của chúng ta là nữ rất là nhiều, cho nên là nữ giới sẽ có cơ hội trúng lớn là đúng rồi mọi người ơi. Đây, chiếc điện thoại trên tay Mỹ Linh đây. Chị Ngân Hà đâu ạ? Chị Ngân Hà có ở đây không? Hoặc là bạn bè của chị Ngân Hà, hoặc là quen ai đấy tên là Trịnh Thị Ngân Hà, hãy mau mau tác vào đi và chia sẻ đi để chúc mừng cho chị Ngân Hà mọi người ơi. Wow, đây nhá mọi người ơi, mọi người nhìn đây này. Món quà ngày hôm nay không phải là áo thun, không phải là quần, mà là điện thoại Samsung Galaxy A10 mọi người ạ. Wow, rất là chắc chắn. Mỹ Linh đang cầm trên tay mà chỉ muốn mở ra thôi, nhưng mà không phải là của mình mà là của chị Trịnh Thị Ngân Hà cơ, với 4 số cuối số điện thoại là 0505 chị Hà nhá. Chị Hà ơi, chị Hà có online không nào? Và nếu như là bạn bè của chị Hà này có nhớ số điện thoại của chị là đuôi 4 số cuối là 0505 thì tác chị vào đi nhá. Không thể nào bỏ lỡ món quà ai đâu.
Và nếu như chị Hà có online thì chị hãy comment cho mọi người biết, các bạn nhân viên của CoupleTech sẽ liên hệ với chị để trao món quà này tận tay cho chị Hà nhé. Và mọi người ơi, trong ngày 27 tháng 4 ngày hôm nay thì chiếc Samsung Galaxy A10 này được trao cho chị Trịnh Thị Ngân Hà. Và tiếp theo nữa, vào ngày 30 tháng 4 thì là chiếc Samsung S10e sẽ trao cho ai đây? Mọi người hãy cùng đón xem những livestream tiếp theo của CoupleTech nhé. Và ngày 3 tháng 6 tới đây thì sẽ là chiếc iPhone XS Max. Mọi người ơi, đây, ba sản phẩm của chúng ta liên tiếp luôn trên livestream của CoupleTech. Với mỗi khách hàng mà mua hàng từ CoupleTech và có đơn hàng từ 300.000 đồng sẽ nhận được một mã dự thưởng này. 600 thì nhận được 2 và 900 thì nhận được 3. Mua càng nhiều cơ hội của mình càng lớn mọi người nhá. Như là chị Ngân Hà của chúng ta hẳn là một fan của CoupleTech và mua rất là nhiều rồi. Và ngày hôm nay chị đã trúng chiếc Samsung Galaxy A10 đây mọi người ơi. Vâng, xin một lần nữa chúc mừng chị Ngân Hà, chị Trịnh Thị Ngân Hà với bốn số cuối số điện thoại là 0505. Xin được chúc mừng chị. Và các bạn khách hàng của chúng ta đã đợi đến livestream, đã đợi đến khung giờ livestream của CoupleTech mà vẫn còn chưa nhận được chiếc điện thoại nào hay là món đồ nào thì đừng mất kiên nhẫn, hãy kiên nhẫn đi vì chương trình của chúng ta còn có tới ngày 3 tháng 6 mới kết thúc cơ. Bây giờ chúng ta hãy ra hàng CoupleTech đi. Chuỗi cửa hàng CoupleTech có rất là nhiều chi nhánh này. Mọi người mua ở chi nhánh nào cũng đều có cơ hội nhận được mã dự thưởng hết mọi người nhé. Còn đây thì hôm nay chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng cho chị Trịnh Thị Ngân Hà mọi người nhé. Thì Samsung Galaxy A10 đã thuộc về chị. Rồi bây giờ thì cất chiếc Samsung Galaxy A10 đi vì đã thuộc về chị Ngân Hà mất rồi. Cất về đây. Còn đây là hai sản phẩm tiếp theo của chúng ta. Là chiếc Samsung S10e vào ngày 30 tháng 4 và chiếc iPhone XS Max vào ngày 3 tháng 6 mọi người nhé. Còn bây giờ thì hẹn mọi người ngày mai với những sản phẩm vô cùng độc đáo đến từ thương hiệu CoupleTech. Xin chào và hẹn gặp lại. Hi, chào tất cả mọi người. Mọi người ơi, mọi người đã ăn tối chưa? Đang làm gì đấy? Còn Mỹ Linh thì không ăn bữa tối mà chạy sang đây livestream mọi người ngay. Mọi người biết vì sao không? Bởi vì hôm nay trong livestream của chúng ta sẽ không giống những buổi trước. Bởi vì hôm nay chúng ta có một sản phẩm vô cùng đặc biệt. Đây, 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 để Mỹ Linh lấy cho mọi người xem nhá. Đây, cực kỳ nặng tay, chiếc Samsung Galaxy A10 trên tay Mỹ Linh đây, có điện thoại ở trong luôn nhá. Còn lý do vì sao Mỹ Linh cầm em này ngay từ trước khi chương trình thì lát nữa mới nói nha. Để ngay gần đây để lát nữa nói này. Mọi người ơi, nhân dịp kỷ niệm 10 năm ra mắt của CoupleTech và CoupleTech đã có một món quà vô cùng đặc biệt. Thứ nhất là vào đầu năm, ngày 15 tháng 5 vừa rồi thì có một bộ sưu tập mang tên là Take My Hand, có rất rất là nhiều sản phẩm mang phong cách năng động, trẻ trung này, sporty này, dành cho các bạn thích phượt này, thích thể thao này, cũng như là các bạn thích du lịch này. Thế nhưng bên cạnh đó còn có một chuỗi ngày từ ngày 24 tháng 5 cho đến ngày 3 tháng 6 là chúng ta có vô vàn sản phẩm dành tặng cho những bạn xem livestream của CoupleTech nữa cơ. Và đây, trong các bạn, trong số những bạn khách hàng nào đã mua sản phẩm tại CoupleTech đều có cơ hội nhận được chiếc điện thoại này, mọi người thấy không? Đây, có điện thoại nhá, cực kỳ nặng bay luôn. Đây, đây là sản phẩm sẽ được trao thưởng trong ngày hôm nay. Mọi người sẽ quay số rất là nhiều lần, sau đó sẽ tìm ra người may mắn nhất luôn. Đây là sản phẩm cho ngày hôm nay, ngày 27 tháng 5. Và tiếp theo đó, vào ngày 30 tháng 5 thì chúng ta sẽ có phần thưởng là chiếc Samsung S10e. Và ngày cuối cùng đó là ngày mùng 3 tháng 6 thì giá trị vô cùng lớn luôn, đó là chiếc iPhone XS Max mọi người nhá. Đây, bày hết ở đây cho mọi người xem. Của hôm nay mình cứ tập trung vào em này đã. Hôm nay chúng ta sẽ có 6 lần quay số may mắn và ai sẽ là người giành được chiếc điện thoại này đây. Mọi người hãy nán lại và kiên nhẫn đến những giây phút cuối cùng livestream nhá. Mình Linh cũng tò mò lắm, không biết là khách hàng nào may mắn trúng được chiếc điện thoại này đây. Xem nào, để xem mọi người online nhiều chưa nhá. Ồ,
Có nhiều bạn là chưa rõ về thể lệ đúng không? Đúng rồi, mình cứ phải giới thiệu phần thưởng trước đã, xong mình sẽ nói về thể lệ sau. Đó là làm cách nào? Đây, có một bạn hỏi là làm cách nào để mình có thể tham dự được chương trình này đúng không? Thì mình xin được chia sẻ như thế này này. Mỗi lần bạn mua hàng tại Couple TX, bất kỳ cửa hàng nào, thì chúng ta sẽ đều nhận được một mã dự thưởng khi chúng ta mua hàng với hóa đơn 300 ngàn. Mọi người nhớ nhé, 300 ngàn đồng tương ứng với một mã dự thưởng. Và 600 ngàn đồng tương ứng với hai mã, 900 ngàn tương ứng với 3 mã, tức là mình mua hàng càng nhiều thì mình sẽ có cơ hội nhận được nhiều mã hơn và càng có cơ hội lớn hơn để giành được một trong số những chiếc điện thoại vô cùng là đắt giá này. Và nếu như bạn nào mà không thích đồ công nghệ thì có thể quay sang bên này. Đồ đạc đây rất là xinh đây, đó là các sản phẩm đến từ bộ sưu tập Tech My Hand ra mắt trong mùa hè vừa rồi ngày 15 tháng 5, rất là xinh xắn. Đây mọi người nhá. Đấy, xinh lắm. Mình Linh giới thiệu về những cái sản phẩm đấy trước nhá. Đây, mọi người thấy không? Chiếc áo thun này về cái chất liệu nó rất là dễ chịu này, nó thấm hút mồ hôi lắm luôn. Đây, những cái họa tiết là những cái mảng màu loang loang này. Thì lúc đầu Mỹ Linh cũng thắc mắc là cái họa tiết này trông rất là hay nhưng mà mình không hiểu ý nghĩa. Thế là các bạn ở bên Couple Tech mới chia sẻ rằng là đây này, những cái màu sắc này là màu nâu tượng trưng cho đất này, màu xanh tượng trưng cho bầu trời này, và còn đây là biển này. Thế là có rất là nhiều bạn bảo ồ, nếu mà mình cái mang cái món quà này tặng cho những người bạn ở nước ngoài, những người bạn đến đây du lịch này, hẳn là các bạn rất là thích đúng không nào? Còn nếu như bạn nào mà yêu thích thiên nhiên này, thích cái cảm giác gần gũi với thiên nhiên tự nhiên, khi mà mình đi phượt này, mình chọn cái màu sắc như này trông rất là bắt mắt đúng không nào? Và cảm giác tự nhiên thoải mái lắm. Và ngoài ra còn có một cái màu nữa, màu này trầm hơn thì mình nghĩ là bạn nào mà trắng ấy, mà nào trắng mặc cái màu thì đẹp lắm, rất là tươi sáng. Và cái màu này thì có vẻ là dành cho những bạn nào mà có niềm đam mê với ẩm thực mọi người ạ. Đây này, có quả thanh long này, quả dứa này, có nhiều thứ lắm. Rồi, xem nào mình còn cái món gì nữa nào. À, đây là áo thun dành cho gia đình mọi người ơi. Đây, áo thun dành cho ba này hoặc là dành cho các bạn con trai nhá. Đấy, cái vai rất là rộng, người thấy không, khác hẳn. Có họa tiết là một cái cây xương rồng mà có nở hoa này. Còn cái màu trắng này là áo dành cho nữ, thường thì con gái thích mặc màu trắng đúng không? Nhưng Linh cũng thích mặc màu trắng lắm, tại vì là nó dễ kết hợp. Nhưng mà có một món nó rất là hay, đó là chiếc áo dành cho thành viên nhỏ nhất trong gia đình của chúng ta, người thấy chưa nào, rất là xinh xắn phải không nào? Cái này thì là mình nghĩ là bé trai bé gái đều mặc được hai màu này hết, rất là tôn da luôn. Nào, xem sản phẩm tiếp theo mà mình có thể nhận được trong ngày hôm nay nào. Ờ, đây đó là chiếc quần jogger. À, quần này thể thao là nam hay nữ đều mặc được hết mọi người ạ. Đây có hai màu, màu xám và màu đen. Ừ, để xem cái quần này có gì đặc biệt nhá, xem nào. Ờ, đây, bạn nào mà hay làm rơi điện thoại này, hay sợ mất điện thoại này, nhưng mà lại hay di chuyển ngại đeo túi, đây chiếc quần này của chúng ta có túi khóa kéo này, mình bỏ vô đây này, yên tâm đúng không? Đấy, bỏ ví tiền này, chìa khóa này, tiện lắm luôn. Ngoài ra nữa thì cái thiết kế này còn có một cái rất là đặc biệt là thiết kế double face, tức là hai mặt mọi người ạ. Đây là cái mặt bên trong này nó rất là mềm thấm hút mồ hôi, nhưng cái mặt bên ngoài rất là trơn láng khiến cho cảm giác nó nhẹ này. Và khi mà mình di chuyển nhiều ấy, những các bạn hay thích phượt này, đi xe rồi dùng xe nhiều ấy, nó quệt này, bẩn này, dễ lau chùi. Chứ còn những cái vật liệu, những cái chất liệu mà nó sần ở bên ngoài này rất là khó lau chùi luôn, nó mềm như thế này dễ này. Và ngoài ra thì là còn rất là thoáng khí nữa, thấm hút mồ hôi. Còn bên này mình nghĩ là những cái món không thể nào thiếu trong tủ quần áo của chúng ta. Đây, áo khoác thun rất là xinh xắn, đủ màu luôn. Màu này thì nam hay nữ đều mặc được hết. Đây mình có màu đỏ này, màu xám này, rồi những cái màu trung tính như là màu đen này, hay là màu xanh da trời này, màu xanh tím than này. Màu này thì mình Linh nghĩ là cả các chị, các mẹ của chúng ta mặc cũng được đấy. Những người lớn tuổi mặc cũng được chứ không cứ gì phải các bạn thanh niên đâu. Mình mặc có thể là thậm chí ra ngoài đường chống nắng này, đi ra chợ chạy ra một chút mang ra cũng được. Còn cái này, ui xinh quá. Cái màu hồng như này là con gái thích lắm đây này, các bạn nữ thích lắm này. Cái dáng này thì hình như là chỉ có mẫu cho nữ mọi người nhé, vì cái form nó sẽ nhỏ hơn một chút. Nói chung là rất là tiện dụng. À, còn một điểm nữa đấy là cái phần lót trong này có lưới như thế này rất là thoải mái này, chúng ta không bị vướng hay là mắc vào đồ đạc này và thấm hút mồ hôi nữa. Rồi, mình giới thiệu sơ qua về những cái sản phẩm mà những bạn khách hàng hôm nay có thể nhận được khi mà mình quay số may mắn với cái mã dự thưởng. Thế nhưng bên cạnh việc mà mình quay số may mắn này, nhận được mã dự thưởng ra, thì những bạn đang xem livestream này và đang quan tâm này, like này, share này, thì đều sẽ có cơ hội chơi cái mini game. Mini game thì đây, quà của mini game của chúng ta. Ai mà chiến thắng trong mini game thì sẽ nhận được một phiếu quà tặng trị giá 300 ngàn đồng.
dành cho những sản phẩm tại Couple TX. Và mọi người nhớ nhá, làm thế nào để mình có thể nhận được cái sản phẩm, có thể nhận được cái voucher này? Vô cùng đơn giản, like, share, tag tên 5 người bạn của mình. Và sau đó là trả lời cái câu hỏi mà Mỹ Linh đưa ra. Thứ nhất là trả lời phải đúng và phải nhanh nhất này. Mọi người nhớ nhá. Bạn nào mà đã chơi mini game của Couple TX rồi thì đã quá quen thuộc rồi. Mình chỉ cần like này, share này, xong tag thật là nhiều bạn bè của mình vào là được. Thế nhưng mà một yếu tố nữa đó là phải may mắn nữa, cho nên là mình phải trả lời đúng và phải nhanh. Sau đấy thì là các bạn ở bên Couple TX sẽ dùng thuật toán để có thể kiểm tra xem ai là người trả lời nhanh nhất và đúng nhất. Thì sau đó thì ngày 12 giờ ngày hôm sau, các bạn sẽ đưa ra kết quả đó và đăng ở trên fanpage của Couple TX. Như thế mới công bằng mọi người ạ, chứ còn nhiều bạn là mạng nhanh mạng chậm ấy, đúng không? Thế là mình phải để đến ngày hôm sau nó mới chính xác được. Nào thế nào, giới thiệu với mọi người rất là nhiều rồi, thì bây giờ để xem các bạn có thắc mắc gì không nhá. Xem bạn nào thắc mắc về thể lệ chương trình thì Mỹ Linh sẽ trả lời luôn. Ồ, các bạn bảo là nhanh lên nào. Xem quay số dự thưởng đi. Mọi người ơi, nếu như mọi người có thắc mắc về cái mã số dự thưởng của mình thì mọi người vào trang web coupletx.com nhá. Đây, trang web của chúng ta ở bên này. Và mình kéo xuống phía dưới, nó sẽ có một cái phần trống để mình có thể điền số điện thoại của mình vào và tìm ra mã dự thưởng của mình. Mọi người nhớ nhá, làm thế nào để có được cái mã dự thưởng này và có cơ hội trúng những cái phần quà như là áo thun hoặc là quần jean, áo thun hoặc là quần jogger này, hoặc là ba chiếc điện thoại vô cùng giá trị bên tay phải của Mỹ Linh và chiếc điện thoại Samsung Galaxy A10 sẽ được trao cho ngày hôm nay mọi người nhá. Làm thế nào để mình có cơ hội nhỉ? Mình hãy mua hàng Couple TX với hóa đơn 300.000 nhận được một mã, 600.000 nhận được 2 mã và 900.000 nhận được 3 mã. Mua nhiều hơn nữa thì nhận được nhiều hơn mọi người nhé. Đó, bạn nào thắc mắc gì nữa không, Mỹ Linh giải thích nào. Còn nếu không thì mọi người đã sẵn sàng để có thể quay số với Mỹ Linh chưa? Nào, xem nếu mà quay đúng cái số này thì mình nhận được cái gì nhá. Mọi người ơi, chị áo thun này xinh chưa? Đó, áo thun này là nam hay nữ mặc đều đẹp, nhưng mà con gái mặc chắc xinh hơn. À, có áo của nam nữa đây này. Ồ, quên, xin lỗi đã bỏ quên các bạn nam. Đây, có cả áo cho nam nữa nhá. Là các bạn nam hãy cũng tham gia chơi đi. Ôi, xem nào. Mọi người đã sẵn sàng để quay số may mắn với Mỹ Linh chưa? Đây. Rồi, đấy nhá, mình quay số điện tử quay như thế này để cho chính xác và minh bạch mà càng thể hiện xem là bạn nào may mắn nhất luôn. Nào, đếm ngược cùng Mỹ Linh nhá mọi người nhá. 3, 2, 1, quay số. Ôi, trong lúc đợi thì mình quay đây mình ngắm sản phẩm của bạn may mắn nhá. Đây, sản phẩm nếu như mà chúng ta là người may mắn chiến thắng trong vòng quay số này thì là chiếc áo thun đến từ bộ sưu tập Take My Hand của Couple TX mọi người nhá. Rồi, thì ra xem là ai là người may mắn này. Ồ, người may mắn đã xuất hiện mọi người ơi. Nào mọi người ơi. Ồ, đây là một bạn nữ họ Lê. Có bạn nữ nào họ Lê ở đây không ạ? Bây giờ mình sẽ đọc tên nhé. Xin chúc mừng bạn Lê Thanh Tuyền với mã số dự thưởng là 719537 và bố số cuối điện thoại là 5444. Bạn Tuyền đang online không Tuyền ơi? Và nếu như mà bạn Tuyền chưa online thì các bạn của bạn Tuyền này hay là quen bạn Tuyền này hoặc là những bạn tên giống như thế thì nhớ comment tên bạn của mình vào nhé. Để biết đâu lại đúng thì sao? Mọi người còn cùng biết đến. Ồ, có rất nhiều bạn muốn mình gọi tên nhưng mà từ từ nhá, mình còn rất là nhiều vòng quay. Mình còn có mini game nữa mà. Vâng, xin được gọi tên chị một lần nữa. Bạn Lê Thanh Tuyền có ở đây không ạ? Lê Thanh Tuyền với mã số dự thưởng là 719537 và đuôi 4 số đuôi của điện thoại là 5444. Ôi dồi ôi, có bạn bảo là Thanh Tuyền là người yêu em. Thế thì em tác vào ngay đi. Ngoài ra còn phải like này, share này, chia sẻ này, bảo với cả người yêu của em là mời bạn bè cũng như là gia đình của mình, người thân của mình vào chơi game cùng đi. Nhiều phần thưởng như thế này cơ mà. Đây mình thấy nhiều bạn Tuyền lắm rồi. Nhưng mà bạn Tuyền này là bạn Tuyền đã mua hàng thì Couple TX nhá, với mã số dự thưởng là 719537 mọi người nhá. Và bạn nào mà chưa có mã số dự thưởng thì hãy đến cửa hàng Couple TX và mua đi. Với cái đơn hàng chỉ 300.000 đồng mà thôi, mình nhận ngay được một mã. Mua càng nhiều thì nhận được càng nhiều mã mọi người nhé. Và bây giờ thì trong lúc bạn Tuyền và gia đình của bạn Tuyền đang tìm bạn để đi nhận quà thì chúng ta sẽ đến với mini game mọi người nhé. Mọi người có nhớ mini game hôm qua của mình chơi nào không nhỉ? Nếu mà chưa nhớ, Mỹ Linh sẽ nhắc lại nhé. Là nếu như mà chúng ta like này, share này và nhớ là phải để công khai, mọi người đều nhìn thấy. Sau đó thì tag tên 5 người bạn của mình vào
rồi trả lời câu hỏi Mỹ Linh đưa ra nhanh nhất và chính xác nhất thì sẽ nhận được cái voucher trị giá 300 ngàn để được Couple TX mọi người nhá. Đấy, chỉ cần nhanh tay một chút thôi là mình hoàn toàn có thể may mắn nhận được đơn hàng trị giá 300 ngàn này này, mọi người này. Xin lỗi, voucher mọi người ạ, voucher. Cứ nghĩ là phải mua rồi thì mới được, nhưng mà không, mình không mất một đồng nào cả, nhận được 300 ngàn luôn. Miễn là mình nhanh tay like này, share này, tag tên bạn bè vào này. Mọi người đã sẵn sàng chơi với Mỹ Linh chưa? Đâu? Các bạn ơi, các bạn tag tên bạn bè mình vào đi nhá. Nhớ là tag 5 người mọi người nhá. Like này, share chế độ công khai và tag 5 người. Vì Mỹ Linh thấy có nhiều bạn chỉ tag có 1-2 người không đủ. Đúng thể lệ của mình phải là tag 5 người bạn này. Đó, sau đó thì trả lời câu hỏi này nhá. À, bây giờ mọi người sẵn sàng nghe câu hỏi của Mỹ Linh chưa ạ? Câu đầu tiên mọi người nhá. Bộ sưu tập Take My Hand lấy cảm hứng từ miền đất nào của Việt Nam? A. Ninh Thuận, Vĩnh Hy. B. Vũng Tàu. Và C. Nha Trang. Nếu bạn nào mà mạng yếu thì mình có thể chưa nghe rõ thì mình có thể nhìn xuống màn hình này. Đó, mọi người thấy không? Ở ngay phần dưới màn hình này này là sẽ hiển thị lên câu hỏi cho mọi người nhé. Nào, xem bây giờ ai sẽ là nhanh tay, nhanh mắt và comment ra một cái địa điểm chính xác nhất. Đáp án A là Ninh Thuận, Vĩnh Hy, B là Vũng Tàu và C là Nha Trang. Mọi người ơi, nhớ là phải like này, share này, tag tên 5 người bạn nhá. Không nhớ may mà mình trả lời đúng này xong lại còn nhanh, nhưng mà mình chỉ tag có 1-2 người. Như một số bạn vừa làm này thì dễ nhầm lắm nhá. Đây này, mình đang xem đây này. Ôi, có bạn bảo là tag cháy máy rồi. Thôi mình cứ tiếp tục đi. Mình tag nhiều thì bây giờ mình lại chia sẻ, mình share, like. Wow, có nhiều bạn trả lời đúng rồi đây này. Và rất là nhanh nhá. Mình thấy rồi. Bây giờ mình thấy đã có rất là nhiều bạn trả lời chính xác rồi, chứ mình không muốn để các bạn đợi lâu nữa và mình sẽ công bố đáp án luôn mọi người nhé. Vâng, bộ sưu tập Take My Hand lấy cảm hứng từ Ninh Thuận, Vĩnh Nghi các bạn ơi. Thực ra mình thấy là cái câu hỏi này nó không quá khó đâu. Vì bạn nào mà là fan của Couple Take này, hay mình hay theo dõi hoặc là như là xem những cái sản phẩm Mỹ Linh vừa giới thiệu ấy, đều nghe cái chữ, cái tên rất là quen quen, đó là chữ Ninh Thuận đúng không nào? Đó, cho nên là bạn nào mà mình sẽ xem livestream mà tập trung xem, tập trung nghe thì đều có thể trả lời những câu hỏi này rất là đơn giản thôi. Còn bây giờ thì trong lúc mà các bạn vẫn đang tag và like share thì Mỹ Linh sẽ tiếp tục đưa mọi người đến những cái phần thưởng tiếp theo dành cho những bạn đã mua hàng tại Couple Take rồi và có mã dự thưởng rồi và chuẩn bị quay số may mắn ở đây. Thì đây sẽ là phần thưởng chúng ta chuẩn bị nhận được mọi người nhé. Đây, áo thun, xinh không? Áo thun màu trắng này, lấy cảm hứng từ cây xương rồng mạnh mẽ và tự tin chiến thắng vượt lên tất cả khó khăn. Màu trắng này thì nó nhã nhặn, phụ nữ mặc chắc là thích hơn. Còn các bạn con trai thì khi mặc một cái màu tươi sáng này hơn này. Như là các anh thanh niên này, các bạn mà thích đi du lịch cùng với gia đình ấy, thì nhiều khi là mình mặc màu trắng ấy thì lẫn nhau giữa đám đông đúng không nào? Hay nếu mình mặc cái màu cam này này thì rất là nổi bật, là từ xa rồi là ba có thể nhận ra mẹ này, hoặc là có thể nhận ra em bé đây. Như là Mỹ Linh thấy là cái màu tươi sáng như thế này. Đấy là gia đình Thanh Long mọi người ơi. Thanh Long này rồi xương rồng này, toàn là những món trái cây nhiệt đới phải không nào? Rất là xinh xắn. Vậy là trong cái set quà tặng này thì nếu như mà bạn may mắn nào mà nhận được cái sản phẩm này là đàn ông thì sẽ nhận được chiếc áo size của nam, là nữ sẽ nhận được size của nữ, hoặc nếu không thì mình có thể lựa chọn cái phần nhỏ nhắn này dành cho các bé ở nhà mình cũng được. Đó, màu xinh xắn lắm. Rồi bây giờ thì các bạn khách hàng mà đã mua hàng lại Couple TX, các bạn ơi, trước khi mà quay số thì mình ngắm qua những sản phẩm mình có thể nhận được nhé. Đây, mọi người thấy không này, có chiếc iPhone XS Max này, chiếc Samsung S10e này. Thế nhưng mà cái phần quan trọng nhất đó chính là sản phẩm của ngày hôm nay. Tất cả những ai đang xem livestream và đã mua hàng tại Couple TX và sở hữu mã dự thưởng đều có cơ hội nhận được chiếc Samsung Galaxy A10 này mọi người nhé. Và trong livestream ngày hôm nay thôi, chứ mọi người hãy cố gắng kiên nhẫn đợi đến cuối cùng vì mình có tận 6 vòng quay cơ. Đó, đây là cái sản phẩm sẽ là sản phẩm cuối cùng. Nên ai là người kiên nhẫn nhất và biết đâu là người may mắn nhất thì sao? Mình đợi, cùng đợi nhé. Đây, đặt tạm sang đây để tìm xem người may mắn tiếp theo của chúng ta mà nhận được chiếc áo thun gia đình Thanh Long này và xương rồng này là ai nào? 3, 2, 1, quay số.
Rồi mọi người ơi, này, chúng ta có thể là nhận được áo thun này, quần jogger này, nhưng mà biết đâu cái người may mắn nhất ấy là cái người kiên nhẫn nhất và đợi đến phút cuối cùng thì sao nào? Thì sản phẩm của chúng ta sẽ là chiếc Samsung Galaxy A10 cơ. À, đã tìm ra người may mắn tiếp theo rồi. Vâng, đây cũng là một khách hàng nữ mọi người ạ. Xin được gọi tên chị Liễu với mã dự thưởng là 712942 với 4 số cuối điện thoại là 6512. Có chị Liễu ở đây không ạ? Chị Liễu với mã dự thưởng là 712942 và 4 số cuối số điện thoại là 6512. Vâng, nếu như mà chị không đang online thì có thể bạn bè hay là người quen nào của mình mà có tên là Liễu thì mọi người cứ tag vào nhé. Đây, cái sản phẩm mà chị hôm nay có thể nhận được là chiếc áo thun này, áo thun trắng này, hoặc áo thun màu cam này, xinh xắn, đến từ trong bộ sưu tập Take My Hand, bộ sưu tập mới nhất của Couple TX. Và nếu như mà chị muốn là mua quà cho em bé nhà mình thì có thể là có những cái size nhỏ hơn này, size kid này rất là xinh xắn đây. Người thấy không? Cái tông màu, đúng không? Tông màu nhiệt đới khiến cho chúng ta là không thể lạc mất nhau, không thể lẫn nhau trong những cái chuyến đi chơi này, du lịch của gia đình này. Đó, mọi người thấy không? Đây, còn có cái size này nữa. Size này bé trai, bé gái đều mặc được hết. Mọi người thấy không? Chị Liễu đã online chưa ạ? Nếu mà chị Liễu chưa online thì có thể là bạn bè, người quen của chị sẽ tag chị vào sau. Còn bây giờ thì Mỹ Linh sẽ cùng mọi người đi tiếp đến cái mini game mà các bạn của chúng ta hôm nay là đang ở trong nhà và chờ đợi món quà đến từ Couple TX, đúng không nào? Đây, cầm trên tay cho mọi người xem nhá. Đây, những bạn nào đang xem livestream của Mỹ Linh thì của Couple TX mà Mỹ Linh dẫn thì đều có thể có cơ hội nhận được chiếc voucher trị giá 300.000 đồng này khi mà chúng ta like này, share này, tag 5 người bạn vào và sau đó thì trả lời câu hỏi mà Mỹ Linh đưa ra nhé. Để xem là các bạn có phản hồi thế nào nào. Wow. Bạn gấu con ơi, bạn hỏi là mã dự thưởng là mua online hay mua trực tiếp mới được? Bạn gấu con. Bạn gấu con đang hỏi là mã dự thưởng là mua online hay mua trực tiếp mới được à? Đây, để mình xem ngoài bạn gấu con ra thì còn bạn nào có thắc mắc nữa không nhá. Để xong mình tổng hợp mình trả lời cùng một lúc luôn. Đợi mình một chút nhé, mình sẽ xem nào. À, có bạn Trần Đạt hỏi hôm nay phong thủy hợp với phụ nữ à? Không phải đâu, tại vì mình nghĩ là phụ nữ là mua sắm rất là nhiều, cho nên là nhận được nhiều mã dự thưởng thôi. Các bạn nào hãy mua hàng đi, rồi sẽ được gọi tên ở trên này thôi. Để mình xem. À, bạn Đinh Hòa An ơi, bạn hỏi là làm cách nào mà lãnh giải. Bạn Đinh Hòa An hãy comment ở đây số điện thoại hay là cách liên hệ với cả bạn trúng thưởng đi. Thì các bạn nhân viên Couple TX sẽ đọc hết những cái comment này và sau đó sẽ liên hệ với bạn để trao giải cho bạn nhé. Bạn Nguyễn Nhung ơi, lúc bạn mua chưa biết có mã à? Nếu mà bạn mua trong cái chuỗi ngày từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 thì bạn đều có nhận được mã hết. Bạn chỉ cần lên trang web Couple TX là coupletx.com và vào cái đầu trang có phần là mình gõ số điện thoại của mình vào, sau đó sẽ ấn ra sẽ ra mã số dự thưởng của bạn nhé. Với 300.000 nhận được một mã, 600.000 nhận được hai mã và 900.000 nhận được ba mã. Và cái mã số dự thưởng đấy chính là mã số mà hôm nay Mỹ Linh sẽ quay may mắn cho các bạn để nhận được những cái phần thưởng như là chiếc áo thun này. Và trong 3 ngày 27, 30 và 3 tháng 6 thì là mình có cơ hội nhận được những cái phần quà như là điện thoại Samsung và điện thoại iPhone mọi người nhé. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với mini game mọi người nhé. Mọi người sẵn sàng chơi mini game Mỹ Linh chưa? Câu số 2 của chúng ta là có cổ nhưng không có miệng là cái gì? A. Cái khăn, B. Cái áo và C. Là cái quần. Ở trên màn hình đang hiển thị câu hỏi của Mỹ Linh đây. Mọi người hãy nhanh tay like và share cũng như là tag tên bạn bè của mình vào và trả lời nhanh nhất, đúng nhất nhé. Phần thưởng của chúng ta sẽ là một chiếc voucher trị giá 300.000 đồng trên tay Mỹ Linh đây. Voucher chắc chắn vô cùng. Trong lúc đợi mọi người trả lời thì Mỹ Linh sẽ xem nào. Nhiều bạn trả lời đúng lắm rồi. Mọi người ơi, mọi người nhớ nhá, ngoài việc mình trả lời đúng và nhanh ra thì chúng ta cần phải like này, share này và để là tình trạng công khai mọi người nhá. Nhiều bạn share nhưng mà để cho một mình xem không thấy được, phải để công khai tất cả mọi người đều xem được, sau đó tag tên 5 người bạn của mình vào.
Đó, mọi người nhớ nhá, nhớ phải làm những bước đó. Thì sau đó thì các bạn của Couple Tech mới có thể kiểm tra xem là bạn nào trả lời nhanh nhất. Rồi sau đó 12 giờ ngày mai sẽ có đáp án cũng như là kết quả, xem là người nào là người may mắn và nhanh tay nhé. À, bạn Tâm Nguyễn ơi, Tâm bảo là ngày nào cũng coi mà chưa được gọi tên. Thì Linh nghĩ là tại vì là biết đâu cái tên của Tâm lại đợi đến chiếc Samsung Galaxy A10 hôm nay, hoặc là chiếc Samsung S10, hay là biết đâu là XS Max luôn thì sao. Chương trình của mình kéo dài từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 các mọi người nhá. Mọi người cứ thoải mái mua sắm đi, nhận mã đi, rồi kiểu gì rồi quay số trên này cũng sẽ đến đây mọi người thôi, yên tâm nhá. Còn bây giờ thì nào, để xem nào, có rất rất là nhiều bạn đã trả lời đúng rồi, cho nên bây giờ Mỹ Linh sẽ ra đáp án luôn nhé. Vâng, đáp án câu hỏi của chúng ta đó là B, cái áo. Cũng chính là cái phần thưởng này đúng không nào? Cái áo mọi người ơi, ai đã nhanh tay trả lời được chưa nào? À, có một bạn Linh Nguyễn là sao ai trả lời mà em mới tới thắc mắc. Linh Nguyễn ơi, cái phần này của mình là mini game, mình trả lời những câu hỏi nhỏ mà MC đưa ra, sau đó sẽ nhận được cái voucher trị giá 300.000 đồng này nếu mà mình nhanh tay like, share và tag 5 người bạn của mình vào nhé. Đó. Còn bây giờ thì mình sẽ quay số. Nếu các bạn nào mà chưa hiểu về cái mini game này, lát nữa Mỹ Linh sẽ giải thích lại một lần nữa. Còn bây giờ chúng ta không thể nào bỏ quên những bạn khách hàng đã mua hàng tại Couple TX và có mã số dự thưởng được. Mọi người nhớ nhá. Đây, đến phần quay số tiếp theo thì chúng ta sẽ có chiếc áo thun này. Đây. À, chiếc áo thun trong bộ sưu tập mới nhất của Couple TX mọi người ơi. Mịn và mát cực kỳ luôn. Ờ, chiếc áo thun mà lúc nãy mình vừa giới thiệu với mọi người đấy. Tại vì là cái bộ sưu tập này là mình có là áo cho ba này, áo cho mẹ này và áo cho em bé luôn. Cho nên là trong vòng quay thứ hai thì có rất rất là nhiều bạn quan tâm và muốn là nhận tiếp cái phần này. Thì Mỹ Linh quyết định là thôi sẽ lấy cái chọn set này ra để mang tặng cho bạn nào may mắn. Đó, mọi người thấy không? Vì trong này mình có tận là 3 sản phẩm dành cho những thành viên gia đình mình cơ mà, có rất là nhiều. Cho nên là bây giờ thì là sản phẩm tiếp theo của chúng ta, sản phẩm mà bạn nào may mắn trong vòng quay này sẽ nhận được, đó là chiếc áo thun này mọi người nhé. Rất là bịn, rất là mát luôn. Để xem nào. Xem nào, đến vòng quay nào. Anh cameraman zoom lên cho mọi người xem được không ạ? Đây. Này, bạn nào mà may mắn thì còn nhận được viên mịn trên đầu này cơ. Chuẩn bị quay nhá. 1, 2, 3. Quay. Rồi, quay số. Xem là chiếc áo thun này sẽ dành cho vị khách hàng may mắn nào nào. À, có nhiều bạn thắc mắc. Mọi người ơi, iPhone là quay vào ngày mùng 3 tháng 6 nhá. Còn hôm nay của chúng ta là chiếc Samsung Galaxy A10 này cơ. Đấy. Là sản phẩm hôm nay, nếu mà khách hàng nào mà có mã dự thưởng rồi quay may mắn này ở trong vòng cuối cùng mà hoàn toàn có cơ hội nhận được chiếc Samsung Galaxy A10 mọi người nhé. Rồi. Và khách hàng may mắn tiếp theo nhận được chiếc áo thun đến từ Couple TX là bạn Ngô Thị Ngọc Phụng với mã dự thưởng là 715642 và 4 số cuối số điện thoại là 1589. Bạn Ngô Thị Ngọc Phụng, để xem có người quen của Phụng ở đây không nhá. À, có nhiều bạn vẫn đang là muốn xem sản phẩm thêm của Couple TX. Ồ, để lát nữa mình cho mọi người xem. Còn bây giờ thì trong lúc mà đợi bạn Phụng online hoặc là bạn bè của Phụng vào để chúc mừng Phụng đi, thì mọi người hãy cùng đến với cả mini game tiếp theo nhé. Để xem nào, câu số 3 của chúng ta là một câu hỏi cũng rất là đơn giản. Đó là họa tiết chủ đạo của bộ sưu tập Take My Hand là gì? Đấy, mình định để ý xem bạn nào mà đã nghe giới thiệu từ lúc nãy rồi thì sẽ chắc chắn là sẽ trả lời được câu hỏi này. Mọi người nhớ nhé, ngoài mình trả lời những câu hỏi rất là đơn giản này ra thì mình hãy like này, share này, sau đó tag tên 5 người bạn của mình vào. Mọi người nhớ nhé, phải đủ 3 bước. Like này, share này, tag tên bạn này, sau đó trả lời chính xác câu hỏi này. Xem nào, để xem là các bạn đã trả lời được chưa nhé. À, bạn Nguyễn Ngọc Tuyền ơi, hôm nay không trúng may có được quay số được không? Đương nhiên rồi bạn ơi, chương trình của mình sẽ kéo dài từ ngày 24 tháng 5 tới ngày 3 tháng 6 cơ. Bạn cứ 8 giờ tối bạn cứ lên trên fanpage của Couple TX, rồi kiểu gì may mắn nó sẽ tìm đến bạn thôi, yên tâm.
À, Mỹ Linh đã thấy những câu trả lời chính xác rồi. Rồi, rất nhiều câu trả lời chính xác rồi. Cho nên chúng ta sẽ ra đáp án luôn nhé. Vâng, đáp án trong câu hỏi họa tiết chủ đạo của bộ sưu tập sách My Hand là gì? Đó là C, cả hai đáp án trên màn hình. Đó là vừa là trái thanh long, trái dứa và là bụi xương rồng. Đó, và nếu bạn nào là fan của Potex đã từng xem bộ sưu tập này rồi, chắc chắn là các bạn thấy là ôi sao cái câu hỏi này dễ như thế mà lại có thể nhận được một cái voucher trị giá 300 ngàn đồng đúng không nào? Đó, các bạn nhớ nhé, chúng ta like này, share này, tag tên bạn bè này và trả lời chính xác thì sẽ nhận được cái voucher này. Và kết quả sẽ được công bố vào 12 giờ ngày mai mọi người nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những bạn khách hàng đã mua hàng tại Couple Tech rồi và có mã dự thưởng rồi. Thì xem là phần thưởng tiếp theo mà khách hàng may mắn sẽ nhận được là cái gì. Đó, đây là chiếc quần jogger. À, chiếc quần này thiết kế hay quá. Cái thiết kế này thì là cảm giác như là chân mình dài hơn mọi người ạ. Với cái thiết kế hai mặt nữa là bên trong thì rất là mát thấm mồ hôi này, còn bên ngoài thì trơn láng mịn. Và mình rất là dễ giặt như là lau chùi khi mà nhỡ may có rơi ra cái gì. Ngoài ra những bạn mà lười cầm ví, cầm túi thì có thể bỏ điện thoại cũng như là đồ đạc của mình vào trong cái túi này. Ồ. Túi rất là tiện dụng, bỏ được cả bàn tay vào luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay số may mắn xem ai là người may mắn nhận được chiếc quần này mọi người nhé. Còn có kẻ sọc nữa này. Và ngoài màu xám ra thì còn có màu đen nữa. Màu đen này rất là tiện cho bạn nào thích phượt luôn. Bạn nào thích phượt này mình hay đi những cái xe phân khối lớn này thì ngồi này co duỗi thoải mái vì quần này nó không bó một chút nào vào chân luôn. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng quay may mắn nhá. Với những bạn nào mà vừa mới vào livestream của Couple TX thì bây giờ Mỹ Linh sẽ phổ biến lại một chút là khi mà mình mua hàng tại Couple TX với một cái hóa đơn trị giá là 300 ngàn, mình sẽ nhận được một mã dự thưởng và mã đó sẽ giúp chúng ta có cơ hội quay cái vòng quay may mắn này. Thì mình cứ mua 600 nhận được 2, mua 900 nhận được 3 mã và mua càng nhiều thì nhận được càng nhiều mã. Và trong ngày 27 hôm nay thì chúng ta ở cái vòng quay cuối cùng của chúng ta thì ngoài những cái sản phẩm như là áo thun hay quần này, chúng ta còn nhận được, còn có cơ hội nhận được chiếc điện thoại Samsung Galaxy A10. Mọi người nhớ nhé, hãy ở lại nán lại đến phút giây cuối cùng để tìm ra người may mắn nhất. À, có một bạn Thanh Sang hỏi là S10e khi nào quay, thì mình xin nhắc lại nhé, chiếc điện thoại Samsung S10e này sẽ được quay vào ngày 30 tháng 5, chỉ còn mấy ngày nữa thôi. Còn Samsung X Max, còn iPhone XS Max sẽ được quay vào ngày 3 tháng 6. Đó mọi người nhé. Rồi. Còn ngày hôm nay của chúng ta sẽ là chiếc Samsung A10. Rồi. Bây giờ thì mọi người sẽ cùng với Linh quay số nha. 2, 3, quay này. Bạn nào mà có tên ở trên cái bảng may mắn này thì sẽ nhận được cái chiếc quần jogger của chúng ta, một chiếc quần rất là phù hợp với những bạn nam cũng như là bạn nữ năng động này, trẻ trung phong cách này, mình có thể đi dạo ngoài phố này cũng như là mình có thể đi phượt này, đi du lịch này, rất là năng động. Lại là một bạn nữ mọi người ơi. Vâng, xin được gọi tên bạn Nguyễn Thị Thu Trang với mã số dự thưởng là 713 316 và bốn số cuối số điện thoại là 3905. Bạn Nguyễn Thị Thu Trang có online không ạ? À, có rất là nhiều bạn đang 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 mong chờ đến tên mình, nhưng mà phải tên của bạn Thu Trang trước đã. Trong vòng này mình còn mấy vòng nữa cơ, mọi người yên tâm nhé. Trong lúc đợi bạn Thu Trang online thì mình sẽ xem còn ai hỏi cái gì nữa không nhá. À, bạn Thành Công ơi, bạn hỏi là trúng voucher 300k này của Couple TX trong mini game thì làm thế nào nhận được. Thì mình xin phổ biến lại một lần nữa là các bạn của Couple TX, các bạn ấy sẽ dùng thuật toán để kiểm tra xem ai là người like này, share này, tag tên 5 người bạn của mình và trả lời câu hỏi MC đưa ra nhanh nhất. Thì các bạn sẽ tìm ra người may mắn đó, sau đó sẽ được công bố vào 12 giờ ngày mai trên trang fanpage của Couple TX mọi người nhé. Đó, thì như thế thì chúng ta sẽ biết được. Còn trong ngày hôm nay thì khi đến với mini game thì còn nhiều bạn rất là thắc mắc, thì Mỹ Linh cũng muốn nhắc lại một lần nữa. Đó là những cái chương trình của chúng ta, mini game thì đó là game nhỏ, nó rất là đơn giản thôi. Nó gọi là mini game mà. Thì sẽ làm cách nào cho chúng ta có cơ hội lớn nhất nhận được giải thưởng. Thứ nhất là chúng ta chỉ cần like này, share này, ở cái chế độ là công khai mọi người đều nhìn thấy này. Và sau đó chúng ta tag tên 5 người bạn của mình vào. Sau đó thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi mà MC đưa ra mọi người nhé. Những câu hỏi này dễ lắm, không khó một chút nào đâu.
nhá. Như vừa rồi Mỹ Linh thấy là rất là nhiều bạn trả lời đúng, mọi người chỉ bảo là ôi làm thế nào mình có thể nhanh và có thể nào làm thế nào có thể là làm chính xác. Tại vì có nhiều bạn là mình tác có một người bạn mà thôi không đủ, mình tác đủ 5 người bạn đó thì là mới đủ điều kiện tham gia. Và vào 12 giờ ngày mai thì là tên của người may mắn sẽ được công bố mọi người nhé. Đây, và phần thưởng của chúng ta sẽ là voucher trị giá 300 ngàn đến từ Couple TX. Và câu hỏi thứ tư trong ngày hôm nay, mọi người tập trung nhá. Ai là siêu mẫu trong show diễn Take My Hand diễn ra ngày 15 tháng 5 vừa qua? Đó, bộ sưu tập Take My Hand vào ngày 15 tháng 5 vừa qua. Ai là siêu mẫu trong show diễn này? Linh thì đoán ra rồi nhưng không biết các bạn đã đoán ra chưa. Nhưng mà ngoài việc đoán chính xác, các bạn nhớ phải like này, share này, xong tag bạn bè mình vào mọi người nhá. Để xem nào, xem là có nhiều bạn trả lời đúng chưa. Wow, các bạn ơi, có rất là nhiều bạn là mình chỉ tag có một người bạn của mình vào thôi. Các bạn phải nhớ là tag 5 người bạn nhá. 5 người bạn này, like này, share này, sau đó tag 5 người bạn của mình này. Thế là bạn nào mà vào sớm livestream thì các bạn cứ tag luôn đi. Tag luôn đi xong share luôn đi. Mình share rồi like liên tục đi. Đến lúc mà có câu hỏi một cái thì mình trả lời luôn. Như thế thì cơ hội của mình sẽ lớn hơn đúng không nào? Bạn Quyên Vũ ơi, mình chưa xong được cái câu này thì mình có thể đợi đến câu sau bạn nhé. Không sao đâu. À, anh Huỳnh Thanh Sang ơi, anh hỏi là mua hóa đơn 1 triệu được 3 mã đúng rồi anh ạ. Tại vì là 300 ngàn mình được 1 mã, 600 được 2 mã và từ 900 tới 1 triệu đương nhiên là mình được 3 mã rồi. Thì là cái xác suất mà anh chiến thắng trong vòng quay này càng lớn hơn. Còn bây giờ thì mình sẽ quay lại với đáp án của chúng ta. Siêu mẫu trong show diễn Take My Hand diễn ra ngày 15 tháng 5 đó là Thanh Hằng. Có bạn nào đang rất là vui mừng mình trả lời đúng chưa? Chắc chắn là có rất là nhiều bạn rồi, vì Mỹ Linh đọc rất là nhiều comment, các bạn đã trả lời đúng rất là nhiều. Chỉ quan trọng là ai đã làm đúng thể lệ, like, share, tag bạn bè cũng như là nhanh tay lẹ mắt chưa. Mọi người nhá, đây, quà của chúng ta đây, voucher 300 ngàn đồng mọi người nhá, đừng bỏ lỡ. Có nhiều bạn vẫn đang trả lời, mọi người ơi, rồi mọi người tập trung lên màn hình. Bây giờ cái mini game của mình đã qua mất rồi. Cho nên là bây giờ mình tập trung vào vòng quay may mắn mọi người nhá. Vòng quay may mắn dành cho những bạn đã mua hàng tại Couple TX rồi và sở hữu mã dự thưởng rồi mọi người nhá. Hóa đơn 300 ngàn thì được một mã mọi người này. Đây, giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến với cái giải thưởng ngày hôm nay mọi người nhá. Đây, wow. Với cái vòng quay tiếp theo này của chúng ta có vô vàn sự lựa chọn đó mọi người ơi. Đây là những chiếc áo thun, áo khoác này với cái mũ rất là rộng. Đây, mình lấy cho mọi người xem. Cái mũ rộng lắm. Nhưng bạn nữ nào tóc dài có thể búi lên xong chùm lên được này. Chống nắng luôn này, chống gió luôn này. Đi đường dài, đường xa này. Và đặc biệt là những cái đoạn đường mà hiểm trở, những cái bạn mà hay đi phượt ấy, thì đoạn đường hiểm trở này thì mình có thể chùm cái mũ này lên để bảo vệ được tóc của chúng ta cũng như là da của chúng ta rất là tốt. Tại vì áo này của chúng ta may rất là nhiều lớp này. Đó, thấm hút mồ hôi này, thoáng khí và có thể chống nắng được luôn. Đây là mình có màu đỏ, màu đen này, màu xám này. Những cái màu rất là trung tính, nam hay nữ đều mặc được. Màu hồng này thì là các bạn nữ thích lắm đây. Đó. Cho nên là màu hồng này đặc biệt là Couple TX thiết kế các bạn nữ. Nó có những cái phần nó tinh tế hơn. Này như là tay dài hơn, chùm kín hơn cho đỡ nắng này. Mũ rộng hơn này, để có thể chùm kín hơn này. Đó. Và cái màu hồng này cũng rất là nhã nhặn và tôn da của chúng ta nữa. Dù là da của mình trắng hay da hơi ngăm thì đều mặc đều đẹp hết. À, có một cái bí mật nữa mà Couple TX dành tặng cho các bạn nữ của chúng ta với sản phẩm này, đó là chiếc túi ở bên trong. Các bạn nam thì thích túi ở bên ngoài đựng để có thể tiện, nhưng các bạn nữ thì thích túi ở mặt bên trong, người thấy không? Đó, để những cái mà những cái kín đáo của chị em mình này, ví tiền hoặc những cái mình muốn cất đi này, không chỉ là không để dễ dàng lấy ra được đó. Đúng rồi, thế là cái Mỹ Linh ấn tượng nhất ở cái áo này. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi ra bảng quay số may mắn này để tìm xem ai là khách hàng may mắn tiếp theo mà nhận được một trong số chiếc áo khoác này mọi người nhé. Rồi. À, có bạn Huỳnh Anh Sang hỏi áo khoác là giá trị giá bao nhiêu. Ồ, bạn này tinh ý quá. Nhưng mà để lát nữa cái câu trả lời mình sẽ để dành lát nữa nhé. Rồi, lát nữa thì mình sẽ bật mí một cách mà mọi người có thích hơn cơ. Bây giờ chúng ta sẽ quay số may mắn đã. 3, 2, 1, quay số.
Mọi người, đây là vòng quay thứ 5 rồi. Chỉ còn một vòng quay nữa thôi thì chủ nhân của chiếc điện thoại Samsung S10 sẽ xuất hiện mọi người ạ. Chúng ta cùng nhau kiên nhẫn đến những phút giây cuối cùng của livestream nhé. Vâng, xin được chúc mừng khách hàng may mắn đã mua hàng tại Couple TX và sở hữu mã dự thưởng 713858 chị Bùi Thị Hồng với mã dự thưởng là 713858, 4 số cuối số điện thoại là 9802. Chị Bùi Thị Hồng ạ. Chị Bùi Thị Hồng đã online chưa? Nếu mà chị Bùi Thị Hồng chưa online thì bọn em sẽ để đợi chị một lát nữa nhé. Còn bây giờ thì bạn bè của chị Hồng mà ai đang xem livestream thì mình có thể là tag chị vào này, hoặc là chia sẻ này để chúc mừng với chị. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cả mini game mọi người nhá. Vẫn là chiếc voucher 300.000 đồng này, ai sẽ là người may mắn nhận được đây? Mọi người ơi, mọi người đã online chưa? Online nhiều chưa để chuẩn bị chơi game với Linh tiếp nào? Mọi người có thể thấy là cái voucher của chúng ta rất là xinh xắn nhá. Đây này. Đây. Xinh xắn. Và vừa rồi có một bạn hỏi một câu. Hỏi một câu, Mỹ Linh bảo Mỹ Linh sẽ để dành đến đoạn cuối mọi người. Đó cũng chính là cái câu hỏi cuối cùng của chúng ta. Mọi người đoán ra được không ạ? Lúc nãy là khi mà Mỹ Linh giới thiệu những chiếc áo này thì có một bạn hỏi là ô, cái áo hồng này xinh thế. Bạn comment hỏi là áo hồng này xinh thế, thiết kế lạ thế, thì giá bao nhiêu đấy? Mỹ Linh bảo không thể trả lời được, vì đó cũng chính là câu hỏi trong mini game này của chúng ta mọi người ơi. Câu hỏi này sẽ là chiếc áo hồng này của Couple TX có giá là bao nhiêu? Và nếu mà bạn nào đang online máy tính thì chúng ta hãy bật điện thoại lên để vào trang web của Couple TX tìm chiếc áo này. Đây. Chiếc áo này, áo khoác với mã là OOW1002 hồng dành cho nữ. OOW1002 hồng dành cho nữ. Bạn nào mà like này, share này, tag 5 người bạn của mình cũng như là trả lời chính xác giá của chiếc áo này thì ngay lập tức sẽ nhận được một voucher trị giá 300.000 đồng mọi người nhá. Đó. Tại vì đúng là có rất là nhiều bạn xem livestream ngày hôm nay rất là quan tâm đến chiếc áo màu hồng này. Cho nên là may mắn làm sao mà các anh chị Couple TX đã đặt ra câu hỏi này để cho là những bạn nào thắc mắc về giá thì mình có thể biết luôn. Mọi người nhớ nhá, nhớ phải like này, share này, tag 5 người bạn của mình vào. Sau đó trả lời đúng thì mình mới có cơ hội nhận được voucher trị giá 300.000 đồng này. Để xem các bạn có thắc mắc gì nữa không nhé. Ồ, có những bạn bảo là chờ mình trả lời đúng rồi. Bạn đợi một chút nhé. À, và các bạn ơi, vì có rất rất là nhiều bạn trả lời đúng giá trị của chiếc áo này cho nên là các anh chị Couple TX đã quyết định thay đổi luật chơi. Ngoài việc mà tặng voucher trị giá 300.000 đồng này ra, thì các anh chị sẽ bảo không, bỏ qua voucher này luôn. Voucher này vẫn là nhỏ, quà này của chúng ta sẽ lớn hơn. Đó là tặng luôn chiếc áo khoác này với trị giá cao hơn voucher này mọi người ạ. Đó, vậy thì là bạn nào mà vừa like vừa share cũng như là tag tên 5 bạn bè của mình và trả lời chính xác giá của chiếc áo này thì ngay lập tức sẽ nhận được luôn chiếc áo này mọi người ạ. Đó, những bạn nào mà quan tâm chiếc áo này nhá. Thì ngày mai các bạn hãy canh 12 giờ trưa mai sẽ lên fanpage của Couple TX xem mình có phải là người may mắn không nhá. Đó. Tức là món quà không chỉ dừng lại ở voucher nữa mà tặng luôn chiếc áo này mọi người ạ. Trời ơi, cực kỳ cứng cáp, rất là đẹp luôn. Rồi. Bây giờ thì mini game của chúng ta đã kết thúc rồi và thay vào đó là sẽ đến những bạn mà đã mua hàng thì Couple TX đã có mã dự thưởng và những bạn khách hàng kiên nhẫn nhất, kiên nhẫn trong ngày 27 này để có thể có cơ hội sở hữu chiếc điện thoại Samsung A10 mọi người ơi. Mọi người nhớ nhá, Samsung A10 sẽ được trao thưởng vào ngày 27. Còn S10e sẽ được trao thưởng vào ngày 30 và vào ngày 3 tháng 6 thì sẽ là trao thưởng chiếc iPhone XS Max. Mọi người nhớ nhá, trên livestream của chúng ta, ai xem livestream đều có cơ hội. Đây, chiếc Samsung S10e đây. Rồi bây giờ mình có giới thiệu về cái vòng quay này rồi, nên còn những bạn nào đang thắc mắc
về câu trả lời của mình là khi mà nãy mà mình trả lời chiếc áo hồng này đã đúng chưa, thì bây giờ Mỹ Linh sẽ ra đáp án chính xác. Chiếc áo nữ này có mức giá là 419.000 đồng mọi người ơi. Đó, tức là chúng ta món quà chúng ta không phải là voucher 300.000 đồng nữa, mà là một chiếc áo khoác rất là xinh xắn dành cho nữ với giá là 419.000 đồng mọi người nhá. Hay là mọi người bây giờ hãy nhanh tay like và share đi cho bạn bè của mình, để mọi người có thể xem, người thấy là coi như là ngày mai mọi người chơi tiếp, để biết đâu lại có cơ hội trúng giải thì sao, đúng không nào? Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay lại với giải thưởng lớn nhất, giá trị nhất trong ngày hôm nay mọi người ơi. Đây, mọi người thấy chưa này, có điện thoại ở trong này, lắc lắc nghe tiếng luôn này, rất là nặng tay. Chiếc Samsung Galaxy A10 sẽ dành cho ai đây? Ai sẽ là chủ nhân của chiếc điện thoại này? Ai sẽ là người may mắn nhất? Khách hàng nào đã mua hàng thì cứ Triple X và với hóa đơn trị giá 300.000 đồng và có mã dự thưởng đây. Chỉ cần mua hàng với đơn giá 300 thôi thì mình đã có một mã dự thưởng rồi. Thì nếu như mình mua nhiều hơn nữa thì chắc chắn là cơ hội nhận được điện thoại này của mình còn lớn hơn mọi người thấy không nào? Đó, điện thoại đây rồi, vòng quay đây rồi. Nhưng các bạn đâu rồi? Các bạn đã online nhiều chưa? Và nếu như mọi người chưa online nhiều này thì mọi người có thể tag tên bạn bè của mình vào này, share đi để mọi người cùng biết này, để mọi người cùng tham gia chơi đi nhá. Đây, bây giờ đây, điện thoại đã sẵn sàng trên tay Mỹ Linh đây rồi. Vòng quay may mắn đây rồi. Lần này ai sẽ là người may mắn đây? Đây là vòng quay cuối cùng trong ngày 27 này, và cũng là vòng quay có giải thưởng giá trị lớn nhất là chiếc điện thoại Samsung Galaxy A10 mọi người nhá. Không thể bỏ lỡ được đâu. Nào bây giờ mọi người sẽ đếm ngược cùng Mỹ Linh để quay nhá. Nào các bạn sẵn sàng chưa nào? Đấy, có nhiều bạn bảo là chờ đợi 3 ngày hôm nay rồi. Bây giờ thì đến lượt mình rồi đây này. Nào, 3, 2, 1, quay số. Xem nào, có rất là nhiều bạn đang hỏi đây. Rồi. Vâng. Mỹ Linh xin được gọi tên khách hàng may mắn nhất nhận được chiếc Samsung Galaxy A10 ngày hôm nay. Xin được chúc mừng chị Trịnh Thị Ngân Hà với mã số may mắn là 717375 và 4 số cố số điện thoại cũng rất là đẹp, 0505. Vâng, xin được chúc mừng chị Trịnh Thị Ngân Hà. Chị Ngân Hà có online không ạ? Đây. Vâng, khách hàng của chúng ta là nữ rất là nhiều cho nên là nữ giới sẽ có cơ hội trúng lớn là đúng rồi mọi người ơi. Đây, chiếc điện thoại trên tay Mỹ Linh đây. Chị Ngân Hà đâu ạ? Chị Ngân Hà có ở đây không? Hoặc là bạn bè của chị Ngân Hà, hoặc là quen ai đấy tên là Trịnh Thị Ngân Hà, hãy mau mau tác vào đi và chia sẻ đi để chúc mừng cho chị Ngân Hà mọi người ơi. Wow, đây nhá mọi người ơi, mọi người nhìn đây này. Món quà ngày hôm nay không phải là áo thun, không phải là quần, mà là điện thoại Samsung Galaxy A10 mọi người ạ. Wow, rất là chắc chắn. Mỹ Linh đang cầm trên tay mà chỉ muốn mở ra thôi, nhưng mà không phải là của mình mà là của chị Trịnh Thị Ngân Hà cơ, với 4 số cố số điện thoại là 0505 chị Hà nhá. Chị Hà ơi, chị Hà có online không nào? Và nếu như là bạn bè của chị Hà này có nhớ số điện thoại của chị là đuôi 4 số cuối là 0505 thì tác chị vào đi nhá. Không thể nào bỏ lỡ món quà ấy đâu. Và nếu như chị Hà có online thì chị hãy comment cho mọi người biết, các bạn nhân viên của Triple X sẽ liên hệ với chị để trao món quà này tận tay cho chị Hà nhá. Và mọi người ơi, trong ngày 27 tháng 4 ngày hôm nay thì chiếc Samsung Galaxy A10 này được trao cho chị Trịnh Thị Ngân Hà. Và tiếp theo nữa, vào ngày 30 tháng 4 thì là chiếc Samsung S10e sẽ trao cho ai đây? Mọi người hãy cùng đón xem những livestream tiếp theo của Couple TX nhé. Và ngày 3 tháng 6 tới đây thì sẽ là chiếc iPhone XS Max mọi người ơi. Đây, 3 sản phẩm của chúng ta liên tiếp luôn trên livestream của Couple TX. Với mỗi khách hàng mà mua hàng từ Couple TX và có đơn hàng từ 300.000 đồng sẽ nhận được một mã dự thưởng này. 600 thì nhận được 2 và 900 thì nhận được 3. Mua càng nhiều cơ hội của mình càng lớn mọi người nhá. Như là chị Ngân Hà của chúng ta hẳn là một fan của Couple TX và mua rất là nhiều rồi. Và ngày hôm nay chị đã trúng chiếc Samsung Galaxy A10 đây mọi người ơi. Vâng, xin một lần nữa chúc mừng chị Ngân Hà, chị Trịnh Thị Ngân Hà với 4 số cố số điện thoại là 0505. Xin được chúc mừng chị. Và các bạn khách hàng của chúng ta đã đợi đến livestream, đã đợi đến khung giờ livestream của Couple TX mà vẫn còn chưa nhận được chiếc điện thoại nào hay là món đồ nào thì đừng mất kiên nhẫn, hãy kiên nhẫn đi vì chương trình của chúng ta còn có tới ngày 3 tháng 6 mới kết thúc cơ. Bây giờ chúng ta hãy ra hàng Couple TX đi. Chuỗi cửa hàng Couple TX có rất rất là nhiều chi nhánh này. Mọi người mua ở chi nhánh nào cũng đều có cơ hội nhận được mã dự thưởng hết mọi người nhá. Còn đây thì hôm nay chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng cho chị Trịnh Thị Ngân Hà mọi người nhá. Khi Samsung Galaxy A10 đã thuộc về chị. Rồi bây giờ thì cất chiếc Samsung Galaxy A10 đi vì đã thuộc với chị Ngân Hà mất rồi. Cất về đây. Còn đây là hai sản phẩm tiếp theo của chúng ta. Là chiếc Samsung S10e vào ngày 30 tháng 4 và chiếc iPhone XS Max vào ngày 3 tháng 6 mọi người nhé. Còn bây giờ thì hẹn mọi người ngày mai với những sản phẩm vô cùng độc đáo đến từ thương hiệu Couple TX. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vâng. Chào tất cả mọi người. Mọi người ơi, mọi người đã ăn tối chưa? Đang làm gì đấy? Còn Mỹ Linh thì không ăn bữa tối mà chạy sang đây livestream mọi người ngay. Mọi người biết vì sao không? Bởi vì hôm nay trong livestream của chúng ta sẽ không giống những buổi trước. Bởi vì hôm nay chúng ta có một sản phẩm vô cùng đặc biệt. Đây đây đây, để Mỹ Linh lấy cho mọi người xem nhá. Đây, cực kỳ nặng tay, chiếc Samsung Galaxy A10 trên tay Mỹ Linh đây, có điện thoại ở trong luôn nhá. Còn lý do vì sao Mỹ Linh cầm em này ngay từ trước khi chương trình thì lát nữa mới nói nha. Để ngay gần đây để lát nữa nói này. Mọi người ơi, nhân dịp kỷ niệm 10 năm ra mắt của Couple TX, mà Couple TX đã có một món quà vô cùng đặc biệt. Thứ nhất là vào đầu năm, ngày 15 tháng 5 vừa rồi, thì có một bộ sưu tập mang tên là Take My Hand. Có rất rất là nhiều sản phẩm mang phong cách năng động, trẻ trung này, sporty này, dành cho các bạn thích phượt này, thích thể thao này, cũng như là các bạn thích du lịch này. Thế nhưng bên cạnh đó còn có một chuỗi ngày từ ngày 24 tháng 5 cho đến ngày 3 tháng 6 là chúng ta có vô vàn sản phẩm dành tặng cho những bạn xem livestream của Couple TX nữa cơ. Và đây, trong các bạn, trong số những bạn khách hàng nào đã mua sản phẩm tại Couple TX đều có cơ hội nhận được chiếc điện thoại này, mọi người thấy không? Đây, có điện thoại nhá, cực kỳ nặng tay luôn. Đây, đây là sản phẩm sẽ được trao thưởng trong ngày hôm nay. Mọi người sẽ quay số rất là nhiều lần, sau đó sẽ tìm ra người may mắn nhất luôn. Đây là sản phẩm cho ngày hôm nay, ngày 27 tháng 5. Và tiếp theo đó, vào ngày 30 tháng 5 thì chúng ta sẽ có phần thưởng là chiếc Samsung S10e. Và ngày cuối cùng đó là ngày mùng 3 tháng 6 thì giá trị vô cùng lớn luôn, đó là chiếc iPhone XS Max mọi người nhá. Đây, bày hết đây cho mọi người xem. Của hôm nay mình cứ tập trung vào em này đã. Hôm nay chúng ta sẽ có 6 lần quay số may mắn và ai sẽ là người giành được chiếc điện thoại này đây. Mọi người hãy nán lại và kiên nhẫn đến những giây phút cuối cùng livestream nhá. Mỹ Linh cũng tò mò lắm, không biết là khách hàng nào may mắn trúng được chiếc điện thoại này đây. Xem nào, để xem mọi người online nhiều chưa nhá. Ồ, có nhiều bạn là chưa rõ về thể lệ đúng không? Đúng rồi, mình cứ phải giới thiệu phần thưởng trước đã, sau mình sẽ nói về thể lệ sau. Đó là làm cách nào, đây có một bạn hỏi là làm cách nào để mình có thể tham dự chương trình này đúng không? Thì mình xin được chia sẻ như thế này này. Mỗi lần bạn mua hàng tại Couple TX, bất kỳ cửa hàng nào, thì chúng ta sẽ đều nhận được một mã dự thưởng khi chúng ta mua hàng với hóa đơn 300.000. Mọi người nhớ nhá, 300.000 đồng tương ứng với một mã dự thưởng, và 600.000 đồng tương ứng với 2 mã, 900.000 tương ứng với 3 mã. Tức là mình mua hàng càng nhiều thì mình sẽ có cơ hội nhận được nhiều mã hơn và càng có cơ hội lớn hơn để giành được một trong số những chiếc điện thoại vô cùng là đắt giá này. Và nếu như bạn nào mà không thích đồ công nghệ thì có thể quay sang bên này. Đồ đạc đây rất là xinh đây. Đó là các sản phẩm đến từ bộ sưu tập Take My Hand ra mắt trong mùa hè vừa rồi ngày 15 tháng 5. Rất là xinh xắn. Đây mọi người nha. Đấy, xinh lắm. Mỹ Linh giới thiệu về những cái sản phẩm đấy trước nhá. Đây, mọi người thấy không? Chiếc áo thun này về cái chất liệu nó rất là dễ chịu này, nó thấm hút mồ hôi lắm luôn. Đây, những cái họa tiết là những cái mảng màu loang loang này. Thì lúc đầu Mỹ Linh cũng thắc mắc là cái họa tiết này trông rất là hay nhưng mà mình không hiểu ý nghĩa. Thế là các bạn ở bên Couple TX mới chia sẻ rằng là đây này, những cái màu sắc này là màu nâu tượng trưng cho đất này, màu xanh tượng trưng cho bầu trời này, và còn đây là biển này. Thế là có rất là nhiều bạn bảo ồ, nếu mà mình cái mang cái món quà này tặng cho những người bạn ở nước ngoài, những người bạn đến đây du lịch này, hẳn là các bạn rất là thích đúng không nào? Còn nếu như bạn nào mà yêu thích thiên nhiên này, thích cái cảm giác gần gũi với thiên nhiên tự nhiên, khi mà mình đi phượt này, mình chọn cái màu sắc như này trông rất là bắt mắt đúng không nào? Và cảm giác tự nhiên thoải mái lắm. Và ngoài ra còn có một cái màu nữa, màu này trầm hơn, thì mình nghĩ là bạn nào mà trắng ấy, mà nào trắng mặc cái màu thì đẹp lắm, rất là tươi sáng. Và cái màu này thì có vẻ là dành cho những bạn nào mà có niềm đam mê với ẩm thực mọi người ạ. Đây này, có quả thanh long này, quả dứa này, có nhiều thứ lắm. Rồi, xem nào mình còn cái món gì nữa nào. À, đây là áo thun dành cho gia đình mọi người ơi. Đây, áo thun dành cho ba này, hoặc là dành cho các bạn con trai nhá. Đấy, cái vai rất là rộng, người thấy không? Khác hẳn. Có họa tiết là một cái cây xương rồng mà có nở hoa này,
Còn cái màu trắng này là áo dành cho nữ. Thường thì con gái thích mặc màu trắng đúng không? Nhưng Linh cũng thích mặc màu trắng lắm, tại vì là nó dễ kết hợp. Nhưng mà có một món nó rất là hay, đó là chiếc áo dành cho thành viên nhỏ nhất trong gia đình của chúng ta. Mọi người thấy chưa nào? Rất là xinh xắn phải không nào? Cái này thì là mình Linh nghĩ là bé trai bé gái đều mặc được hai màu này hết, rất là tôn da luôn. Nào xem sản phẩm tiếp theo mà mình có thể nhận được trong ngày hôm nay nào. Ồ, đây đó là chiếc quần jogger. À, quần này thể thao là nam hay nữ đều mặc được hết mọi người ạ. Đây có hai màu, màu xám và màu đen. Ừ. Để xem cái quần này có gì đặc biệt nhá. Xem nào. Ồ, đây. Bạn nào mà hay làm rơi điện thoại này, hay sợ mất điện thoại này, nhưng mà lại hay di chuyển ngại đeo túi. Đây, chiếc quần này của chúng ta có túi khóa kéo này, mình bỏ vô đây này, yên tâm đúng không? Đấy, bỏ ví tiền này, chìa khóa này tiện lắm luôn. Ngoài ra nữa thì cái thiết kế này còn có một cái rất là đặc biệt là thiết kế double face, tức là hai mặt mọi người ạ. Đây, là cái mặt bên trong này nó rất là mềm, thấm hút mồ hôi, nhưng cái mặt bên ngoài rất là trơn láng, khiến cho cảm giác nó nhẹ này. Và khi mà mình di chuyển nhiều ấy, như các bạn hay thích phượt này, đi xe rồi dùng xe nhiều ấy, nó quệt này, bẩn này, dễ lau chùi. Chứ còn những cái vật liệu, những cái chất liệu mà nó sần ở bên ngoài này, rất là khó lau chùi luôn. Nó mềm như thế này dễ này. Và ngoài ra thì là còn rất là thoáng khí nữa, thấm hút mồ hôi. Còn bên này, mình nghĩ là những cái món không thể nào thiếu trong tủ quần áo của chúng ta. Đây, áo khoác thun rất là xinh xắn, đủ màu luôn. Màu này thì nam hay nữ đều mặc được hết. Đây mình có màu đỏ này, màu xám này, rồi những cái màu trung tính như là màu đen này, hay là màu xanh da trời này, màu xanh tím than này. Ồ, màu này thì mình Linh nghĩ là cả các chị, các mẹ của chúng ta mặc cũng được đấy. Những người lớn tuổi mặc cũng được, chứ không cứ gì phải các bạn thanh niên đâu. Mình mặc có thể là thậm chí ra ngoài đường chống nắng này, đi ra chợ chạy ra một chút mang ra cũng được. Còn cái này, ui xinh quá. Cái màu hồng như này là con gái thích lắm đây này. Các bạn nữ thích lắm này. Cái dáng này thì hình như là chỉ có mẫu cho nữ mọi người nhá, vì cái form nó sẽ nhỏ hơn một chút. Nói chung là rất là tiện dụng. À, còn một điểm nữa đấy là cái phần lót trong này có lưới như thế này rất là thoải mái này, chúng ta không bị vướng hay là mắc vào đồ đạc này, và thấm hút mồ hôi nữa. Rồi, mình giới thiệu sơ qua về những cái sản phẩm mà những bạn khách hàng hôm nay có thể nhận được khi mà mình quay số may mắn với cái mã dự thưởng. Thế nhưng bên cạnh việc mà mình quay số may mắn này, nhận được mã dự thưởng ra, thì những bạn đang xem livestream này và đang quan tâm này, like này, share này, thì đều sẽ có cơ hội chơi cái mini game. Mini game thì đây, quà của mini game của chúng ta. Ai mà chiến thắng trong mini game thì sẽ nhận được một phiếu quà tặng trị giá 300.000 đồng dành cho những sản phẩm tại Couple TX. Và mọi người nhớ nhá, làm thế nào để mình có thể nhận được cái sản phẩm, có thể nhận được cái voucher này? Vô cùng đơn giản, like, share, tag tên 5 người bạn của mình, và sau đó là trả lời cái câu hỏi mà Mỹ Linh đưa ra. Thứ nhất là trả lời phải đúng và phải nhanh nhất này, mọi người nhớ nhá. Bạn nào mà đã chơi mini game của Couple TX rồi thì đã quá quen thuộc rồi. Mình chỉ cần like này, share này, xong tag thật là nhiều bạn bè của mình vào là được. Thế nhưng mà một yếu tố nữa đó là phải may mắn nữa, cho nên là mình phải trả lời đúng và phải nhanh. Sau đấy thì là các bạn ở bên Couple TX sẽ dùng thuật toán để có thể kiểm tra xem ai là người trả lời nhanh nhất và đúng nhất. Thì sau đó thì ngày 12 giờ ngày hôm sau, các bạn sẽ đưa ra kết quả đó và đăng ở trên fanpage của Couple TX. Như thế mới công bằng mọi người ạ, chứ còn nhiều bạn là mạng nhanh mạng chậm ấy, đúng không? Thế là mình phải để đến ngày hôm sau nó mới chính xác được. Nào thế nào, giới thiệu với mọi người rất là nhiều rồi, thì bây giờ để xem bạn có thắc mắc gì không nhá. Xem bạn nào thắc mắc về thể lệ chương trình thì Mỹ Linh sẽ trả lời luôn. Ồ, các bạn bảo là nhanh lên nào. Xem quay số dự thưởng đi. Mọi người ơi, nếu như mọi người có thắc mắc về cái mã số dự thưởng của mình thì mọi người vào trang web coupletx.com nhá. Đây, trang web của chúng ta ở bên này. Và mình kéo xuống phía dưới, nó sẽ có một cái phần trống để mình có thể điền số điện thoại của mình vào và tìm ra mã dự thưởng của mình. Mọi người nhớ nhá, làm thế nào để có được cái mã dự thưởng này và có cơ hội trúng những cái phần quà như là áo thun hoặc là quần jean, áo thun hoặc là quần jogger này, hoặc là ba chiếc điện thoại vô cùng giá trị bên tay phải của Mỹ Linh và chiếc điện thoại Samsung Galaxy A10 sẽ được trao cho ngày hôm nay mọi người nhá. Làm thế nào để mình có cơ hội nhỉ? Mình hãy mua hàng Couple TX với hóa đơn 300.000 nhận được một mã, 600.000 nhận được 2 mã và 900.000 nhận được 3 mã. Mua nhiều hơn nữa thì nhận được nhiều hơn mọi người nhé. Đó, bạn nào thắc mắc gì nữa không, Mỹ Linh giải thích nào. Còn nếu không thì mọi người đã sẵn sàng để có thể quay số với Mỹ Linh chưa? Nào, xem nếu mà quay đúng cái số này thì mình nhận được cái gì nhá. Mọi người ơi, chị áo thun này xinh chưa? Đó, áo thun này là nam hay nữ mặc đều đẹp, nhưng mà con gái mặc chắc xinh hơn. À, có áo của nam nữa đây này. Ồ, quên. Xin lỗi, đã bỏ quên các bạn nam. Đây,
có cả áo cho Nam đấy nhá. Là các bạn nam ấy cũng tham gia chơi đi. Ôi, xem nào. Mọi người đã sẵn sàng để quay số may mắn với Mỹ Linh chưa? Đây. Rồi, đấy nhá, mình quay số điện tử quay như thế này để cho chính xác và minh bạch mà càng thể hiện xem là bạn nào may mắn nhất luôn. Nào, đếm ngược cùng Mỹ Linh nha mọi người nhá. 3, 2, 1, quay số. Ôi, trong lúc đợi thì mình quay lên mình ngắm sản phẩm của bạn may mắn nhá. Đây, sản phẩm nếu như mà chúng ta là người may mắn chiến thắng trong vòng quay số này thì là chiếc áo thun đến từ bộ sưu tập Take My Hand của Couple TX mọi người nhá. Rồi, thì ra xem là ai là người may mắn này. Ồ, người may mắn đã xuất hiện mọi người ơi. Nào mọi người ơi. Ồ, đây là một bạn nữ họ Lê. Có bạn nữ nào họ Lê ở đây không ạ? Bây giờ mình sẽ đọc tên nhá. Xin chúc mừng bạn Lê Thanh Tuyền với mã số dự thưởng là 719537 và bố số cuối điện thoại là 5444. Bạn Tuyền đang online không Tuyền ơi? Và nếu như mà bạn Tuyền chưa online thì các bạn của bạn Tuyền này hay là quen bạn Tuyền này hoặc là những bạn tên giống như thế thì nhớ comment tên bạn của mình vào nhá. Để biết đâu lại đúng thì sao? Mọi người còn cùng biết đến. Ồ, có rất nhiều bạn muốn mình gọi tên nhưng mà từ từ nhá, mình còn rất là nhiều vòng quay. Mình còn có mini game nữa mà. Vâng, xin được gọi tên chị một lần nữa. Bạn Lê Thanh Tuyền có ở đây không ạ? Lê Thanh Tuyền với mã số dự thưởng là 719537 và đuôi bốn số đuôi điện thoại là 5444. Ôi dồi ôi, có bạn bảo là Thanh Tuyền là người yêu em. Thế thì em tác vào ngay đi. Ngoài ra còn phải like này, share này, chia sẻ này. Bảo với cả người yêu của em là mời bạn bè cũng như là gia đình của mình, người thân của mình vào chơi game cùng đi. Nhiều phần thưởng như thế này cơ mà. Đây mình thấy nhiều bạn Tuyền lắm rồi. Nhưng mà bạn Tuyền này là bạn Tuyền đã mua hàng thì cứ Couple TX nhá. Với mã số dự thưởng là 719537 mọi người nhá. Và bạn nào mà chưa có mã số dự thưởng thì hãy đến cửa hàng Couple TX và mua đi. Với cái đơn hàng chỉ 300 ngàn đồng mà thôi mình nhận ngay được một mã. Mua càng nhiều thì nhận được càng nhiều mã ấy, mọi người nhé. Và bây giờ thì trong lúc bạn Tuyền và gia đình của bạn Tuyền đang tìm bạn để đi nhận quà thì chúng ta sẽ đến với mini game mọi người nhá. Mọi người có nhớ mini game hôm qua của mình chơi nào không nhỉ? Nếu mà chưa nhớ, mình sẽ nhắc lại nhé. Là nếu như mà chúng ta like này, share này và nhớ là phải để công khai, mọi người đều nhìn thấy. Sau đó thì tag tên 5 người bạn của mình vào, rồi trả lời câu hỏi Mỹ Linh đưa ra nhanh nhất và chính xác nhất thì sẽ nhận được cái voucher trị giá 300 ngàn đấy, được Couple TX mọi người nhá. Đấy, chỉ cần nhanh tay một chút thôi là mình hoàn toàn có thể may mắn nhận được đơn hàng trị giá 300 ngàn này này mọi người này. Xin lỗi, voucher mọi người ạ, voucher. Cứ nghĩ là phải mua rồi thì mới được nhưng mà không, mình không mất một đồng nào cả, nhận được 300 ngàn luôn. Miễn là mình nhanh tay like này, share này, tag tên bạn bè vào này. Mọi người đã sẵn sàng chơi với Mỹ Linh chưa? Đâu? Các bạn ơi, các bạn tag tên bạn bè mình vào đi nhá. Nhớ là tag 5 người mọi người nhá. Like này, share chế độ công khai và tag 5 người. Vì Mỹ Linh thấy có nhiều bạn chỉ tag có 1-2 người không đủ. Đúng thể lệ của mình phải là tag 5 người bạn này. Đó, sau đó thì trả lời câu hỏi này nhá. À, bây giờ mọi người sẵn sàng nghe câu hỏi của Mỹ Linh chưa ạ? Câu đầu tiên mọi người nhá. Bộ sưu tập Take My Hand lấy cảm hứng từ miền đất nào của Việt Nam? A. Ninh Thuận Vĩnh Hy, B. Vũng Tàu và C. Nha Trang. Nếu bạn nào mà mạng yếu thì mình có thể chưa nghe rõ thì mình có thể nhìn xuống màn hình này. Đó mọi người thấy không? Ở ngay phần dưới màn hình này này là sẽ hiển thị lên câu hỏi cho mọi người nhé. Nào, xem bây giờ ai sẽ là nhanh tay, nhanh mắt và comment ra một cái địa điểm chính xác nhất. Đáp án A là Ninh Thuận Vĩnh Hy, B là Vũng Tàu và C là Nha Trang. Mọi người ơi, nhớ là phải like này, share này, tag tên 5 người bạn nhá. Không nhớ may mà mình trả lời đúng này xong lại còn nhanh nhưng mà mình chỉ tag có 1-2 người. Như một số bạn vừa làm này thì dễ nhầm lắm nhá. Đây này, Mỹ Linh đang xem đây này. Ôi, có bạn bảo là tag cháy máy rồi. Thôi mình cứ tiếp tục đi. Mình tag nhiều thì bây giờ mình lại chia sẻ, mình share, like. Wow, có nhiều bạn trả lời đúng rồi đây này. Và rất là nhanh nhá. Mình thấy rồi. Bây giờ mình thấy đã có rất là nhiều bạn trả lời chính xác rồi, chứ mình không muốn để các bạn đợi lâu nữa và mình sẽ công bố đáp án luôn mọi người nhé.
Vâng, bộ sưu tập Take My Hand lấy cảm hứng từ Ninh Thuận Vĩnh Nghi các bạn ơi. Thực ra mình thấy là cái câu hỏi này nó không quá khó đâu. Vì bạn nào mà là fan của Couple Take này, hay mình hay theo dõi hoặc là như là xem những cái sản phẩm Mỹ Linh vừa giới thiệu ấy, đều nghe cái chữ, cái tên rất là quen quen, đó là chữ Ninh Thuận đúng không nào? Đó, cho nên là bạn nào mà mình sẽ xem livestream mà tập trung xem, tập trung nghe thì đều có thể trả lời những câu hỏi này rất là đơn giản thôi. Còn bây giờ thì trong lúc mà các bạn vẫn đang tag và like share thì Mỹ Linh sẽ tiếp tục đưa mọi người đến những cái phần thưởng tiếp theo dành cho những bạn đã mua hàng tại Couple Take rồi và có mã dự thưởng rồi và chuẩn bị quay số may mắn ở đây. Thì đây sẽ là phần thưởng chúng ta chuẩn bị nhận được mọi người nhé. Đây, áo thun, xinh không? Áo thun màu trắng này, lấy cảm hứng từ cây xương rồng, mạnh mẽ và tự tin chiến thắng vượt lên tất cả khó khăn. Màu trắng này thì nó nhã nhặn, phụ nữ mặc chắc là thích hơn. Còn các bạn con trai thì khi mặc một cái màu tươi sáng này hơn này. Như là các anh thanh niên này, các bạn mà thích đi du lịch cùng với gia đình ấy, thì nhiều khi là mình mặc màu trắng ấy thì lẫn nhau giữa đám đông đúng không nào? Nên nếu mà mình mặc cái màu cam này thì rất là nổi bật, là từ xa rồi là ba có thể nhận ra mẹ này, hoặc là có thể nhận ra em bé đây. Như là Mỹ Linh thấy là cái màu tươi sáng như thế này. Đấy là gia đình Thanh Long mọi người ơi. Thanh Long này rồi xương rồng này, toàn là những món trái cây nhiệt đới phải không nào? Rất là xinh xắn. Vậy là trong cái set quà tặng này thì nếu như mà bạn may mắn nào mà nhận được cái sản phẩm này là đàn ông thì sẽ nhận được chiếc áo size của nam, là nữ sẽ nhận được size của nữ, hoặc nếu không thì mình có thể lựa chọn cái phần nhỏ nhắn này dành cho các bé ở nhà mình cũng được. Đó, màu xinh xắn lắm. Rồi bây giờ thì các bạn khách hàng mà đã mua hàng lại Couple Take, các bạn ơi, trước khi mà quay số thì mình ngắm qua những sản phẩm mình có thể nhận được nhé. Đây, mọi người thấy không này, có chiếc iPhone XS Max này, chiếc Samsung S10e này. Thế nhưng mà cái phần quan trọng nhất đó chính là sản phẩm của ngày hôm nay. Tất cả những ai đang xem livestream và đã mua hàng tại Couple Take và sở hữu mã dự thưởng đều có cơ hội nhận được chiếc Samsung Galaxy A10 này mọi người nhé. Và trong livestream ngày hôm nay thôi, chứ mọi người hãy cố gắng kiên nhẫn đợi đến cuối cùng, vì mình có tận 6 vòng quay cơ. Đó, đây là cái sản phẩm sẽ là sản phẩm cuối cùng. Nên ai là người kiên nhẫn nhất và biết đâu là người may mắn nhất thì sao? Mình đợi, cùng đợi nhé. Đây, đặt tạm sang đây để tìm xem người may mắn tiếp theo của chúng ta mà nhận được chiếc áo thun gia đình Thanh Long này và xương rồng này là ai nào? 3, 2, 1, quay số. Ôi, mọi người ơi, chúng ta có thể là nhận được áo thun này, quần jogger này, nhưng mà biết đâu cái người may mắn nhất ấy là cái người kiên nhẫn nhất và đợi đến phút cuối cùng thì sao nào? Thì sản phẩm của chúng ta sẽ là chiếc Samsung Galaxy A10 cơ. À, đã tìm ra người may mắn tiếp theo rồi. Vâng, đây cũng là một khách hàng nữ mọi người ạ. Xin được gọi tên chị Liễu với mã dự thưởng là 712942 với 4 số cuối điện thoại là 6512. Có chị Liễu ở đây không ạ? Chị Liễu với mã dự thưởng là 712942 và 4 số cuối số điện thoại là 6512. Vâng, nếu như mà chị không đang online thì có thể bạn bè hay là người quen nào của mình mà có tên là Liễu thì mọi người cứ tag vào nhé. Đây, cái sản phẩm mà chị hôm nay có thể nhận được là chiếc áo thun này, áo thun trắng này, hoặc áo thun màu cam này, xinh xắn, đến từ trong bộ sưu tập Take My Hand, bộ sưu tập mới nhất của Couple Take. Và nếu như mà chị muốn là mua quà cho em bé nhà mình thì có thể là có những cái size nhỏ hơn này, size kit này rất là xinh xắn đây. Người thấy không? Cái tông màu đúng không? Tông màu nhiệt đới khiến cho chúng ta là không thể lạc mất nhau, không thể lẫn nhau trong những cái chuyến đi chơi này, du lịch của gia đình này. Đó, mọi người thấy không? Đây, còn có cái size này nữa. Size này bé trai, bé gái đều mặc được hết. Mọi người thấy không? Chị Liễu đã online chưa ạ? Nếu mà chị Liễu chưa online thì có thể là bạn bè, người quen của chị sẽ tag chị vào sau. Còn bây giờ thì Mỹ Linh sẽ cùng mọi người đi tiếp đến cái mini game mà các bạn của chúng ta hôm nay là đang ở trong nhà và chờ đợi món quà đến từ Couple Take đúng không nào? Đây, cầm trên tay cho mọi người xem nhá. Đây, những bạn nào đang xem livestream của Mỹ Linh thì của Couple Take mà Mỹ Linh dẫn thì đều có thể có cơ hội nhận được chiếc voucher trị giá 300.000 đồng này khi mà chúng ta like này, share này, tag 5 người bạn vào và sau đó thì trả lời câu hỏi mà Mỹ Linh đưa ra nhé. Để xem là các bạn có phản hồi thế nào nào.
Wow. Bạn Gấu Con ơi, bạn hỏi là mã dự thưởng là mua online hay mua trực tiếp mới được? Bạn Gấu Con đang hỏi là mã dự thưởng là mua online hay mua trực tiếp mới được à? Đây, để mình xem ngoài bạn Gấu Con ra thì còn bạn nào có thắc mắc nữa không nhá? Để xong mình tổng hợp mình trả lời cùng một lúc luôn. Đợi mình một chút nhé, mình sẽ xem nào. À, có bạn Trần Đạt hỏi hôm nay phong thủy hợp với phụ nữ à? Không phải đâu, tại vì mình nghĩ là phụ nữ là mua sắm rất là nhiều, cho nên là nhận được nhiều mã dự thưởng thôi. Các bạn nào hãy mua hàng đi, rồi sẽ được gọi tên ở trên này thôi. Để mình xem. À, bạn Đinh Hòa An ơi, bạn hỏi là làm cách nào mà lãnh giải. Bạn Đinh Hòa An hãy comment ở đây số điện thoại hay là cách liên hệ với cả bạn trúng thưởng đi. Thì các bạn nhân viên của Poltech sẽ đọc hết những cái comment này và sau đó sẽ liên hệ với bạn để trao giải cho bạn nhé. Bạn Nguyễn Nhung ơi, lúc bạn mua chưa biết có mã à? Nếu mà bạn mua trong cái chuỗi ngày từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 thì bạn đều có nhận được mã hết. Bạn chỉ cần lên trang web Coupletech là coupletech.com và vào cái đầu trang có phần là mình gõ số điện thoại của mình vào, sau đó sẽ ấn ra sẽ ra mã số dự thưởng của bạn nhé. Với 300 ngàn nhận được 1 mã, 600 ngàn nhận được 2 mã và 900 ngàn nhận được 3 mã. Và cái mã số dự thưởng đấy chính là mã số mà hôm nay Mỹ Linh sẽ quay may mắn cho các bạn để nhận được những cái phần thưởng như là chiếc áo thun này. Và trong 3 ngày 27, 30 và 3 tháng 6 thì là mình có cơ hội nhận được những cái phần quà như là điện thoại Samsung và điện thoại iPhone mọi người nhé. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với mini game mọi người nhé. Mọi người sẵn sàng chơi mini game Mỹ Linh chưa? Câu số 2 của chúng ta là có cổ nhưng không có miệng là cái gì? A. Cái khăn, B, cái áo và C là cái quần. Ở trên màn hình đang hiển thị câu hỏi của Mỹ Linh đây. Mọi người hãy nhanh tay like và share cũng như là tag tên bạn bè của mình vào và trả lời nhanh nhất, đúng nhất nhé. Phần thưởng của chúng ta sẽ là một chiếc voucher trị giá 300.000 đồng trên tay Mỹ Linh đây. Voucher chắc chắn vô cùng. Trong lúc đợi mọi người trả lời thì Mỹ Linh sẽ xem nào. Nhiều bạn trả lời đúng lắm rồi. Mọi người ơi, mọi người nhớ nhá, ngoài việc mình trả lời đúng và nhanh ra thì chúng ta cần phải like này, share này và để là tình trạng công khai mọi người nhá. Nhiều bạn share nhưng mà để cho một mình xem không thấy được, phải để công khai tất cả mọi người đều xem được, sau đó tag tên 5 người bạn của mình vào. Đó mọi người nhớ nhá, nhớ phải làm những bước đó thì sau đó thì các bạn của Poltech mới có thể kiểm tra xem là bạn nào trả lời nhanh nhất. Rồi sau đó 12 giờ ngày mai sẽ có đáp án cũng như là kết quả xem là người nào là người may mắn và nhanh tay nhé. À, bạn Tâm Nguyễn ơi, Tâm bảo là ngày nào cũng coi mà chưa được gọi tên. Thì Linh nghĩ là tại vì là biết đâu cái tên của Tâm lại đợi đến chiếc Samsung Galaxy A10 hôm nay, hoặc là chiếc Samsung S10, hay là biết đâu là XS Max luôn thì sao. Chương trình của mình kéo dài từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 các mọi người nhá. Mọi người cứ thoải mái mua sắm đi, nhận mã đi, rồi kiểu gì rồi quay số trên này cũng sẽ đến tên mọi người thôi, yên tâm nhá. Còn bây giờ thì nào, để xem nào. Có rất là nhiều bạn đã trả lời đúng rồi, cho nên bây giờ Mỹ Linh sẽ ra đáp án luôn nhé. Vâng, đáp án câu hỏi của chúng ta đó là B, cái áo. Cũng chính là cái phần thưởng này đúng không nào? Cái áo mọi người ơi, ai đã nhanh tay trả lời được chưa nào? À, có một bạn Linh Nguyễn là sao ai trả lời mà em mới tới thắc mắc. Linh Nguyễn ơi, cái phần này của mình là mini game, mình trả lời những câu hỏi nhỏ mà MC đưa ra, sau đó sẽ nhận được cái voucher trị giá 300.000 đồng này nếu mà mình nhanh tay like, share và tag 5 người bạn của mình vào nhé. Đó. Còn bây giờ thì mình sẽ quay số. Nếu các bạn nào mà chưa hiểu về cái mini game này, lát nữa Mỹ Linh sẽ giải thích lại một lần nữa. Còn bây giờ chúng ta không thể nào bỏ quên những bạn khách hàng đã mua hàng tại Coupletech và có mã số dự thưởng được. Mọi người nhớ nhá. Đây, đến phần quay số tiếp theo thì chúng ta sẽ có chiếc áo thun này. Đây, chiếc áo thun trong bộ sưu tập mới nhất của Coupletech mọi người ơi. Mịn và mát cực kỳ luôn. Chiếc áo thun mà lúc nãy mình vừa giới thiệu với mọi người đấy. Tại vì là cái bộ sưu tập này là mình có là áo cho ba này, áo cho mẹ này và áo cho em bé luôn. Cho nên là trong vòng quay thứ hai thì có rất là nhiều bạn quan tâm và muốn là nhận tiếp cái phần này. Thì Mỹ Linh quyết định là thôi sẽ lấy
chọn set này ra để mang tặng cho bạn nào may mắn. Đó, mọi người thấy không? Vì trong này mình có tận là 3 sản phẩm dành cho những thành viên gia đình mình cơ mà, có rất là nhiều. Cho nên là bây giờ thì là sản phẩm tiếp theo của chúng ta, sản phẩm mà bạn nào may mắn trong vòng quay này sẽ nhận được, đó là chiếc áo thun này mọi người nhé. Rất là bịn, rất là mát luôn. Để xem nào. Xem nào, đến vòng quay nào. Anh cameraman zoom lên cho mọi người xem được không ạ? Đây. Này, bạn nào mà may mắn thì còn nhận được viên miệng trên đầu này cơ. Chuẩn bị quay nhá. 1, 2, 3, quay. Rồi, quay số. Xem là chiếc áo thun này sẽ dành cho vị khách hàng may mắn nào nào. À, có nhiều bạn thắc mắc. Mọi người ơi, iPhone là quay vào ngày mùng 3 tháng 6 nhá. Còn hôm nay của chúng ta là chiếc Samsung Galaxy A10 này cơ. Đấy, là sản phẩm hôm nay nếu mà khách hàng nào mà có mã dự thưởng rồi, quay may mắn này ở trong vòng cuối cùng mà hoàn toàn có cơ hội nhận được chiếc Samsung Galaxy A10 mọi người nhé. Rồi. Và khách hàng may mắn tiếp theo nhận được chiếc áo thun đến từ Couple TX là bạn Ngô Thị Ngọc Phụng với mã dự thưởng là 715642 và 4 số cuối số điện thoại là 1589. Bạn Ngô Thị Ngọc Phụng, để xem có người quen của Phụng ở đây không nhá. À, có nhiều bạn vẫn đang là muốn xem sản phẩm thêm của Couple TX. Để lát nữa mình cho mọi người xem. Còn bây giờ thì trong lúc mà đợi bạn Phụng online hoặc là bạn bè của Phụng vào để chúc mừng Phụng đi, thì mọi người hãy cùng đến với cả mini game tiếp theo nhé. Để xem nào, câu số 3 của chúng ta là một câu hỏi cũng rất là đơn giản. Đó là họa tiết chủ đạo của bộ sưu tập Take My Hand là gì? Đấy, mình để ý xem bạn nào mà đã nghe giới thiệu từ lúc nãy rồi thì sẽ chắc chắn là sẽ trả lời được câu hỏi này. Mọi người nhớ nhé, ngoài mình trả lời những câu hỏi rất là đơn giản này ra thì mình hãy like này, share này, sau đó tag tên 5 người bạn của mình vào. Mọi người nhớ nhé, phải đủ 3 bước: like này, share này, tag tên bạn này, sau đó trả lời chính xác câu hỏi này. Xem nào, để xem là các bạn đã trả lời được chưa nhé. À, bạn Nguyễn Ngọc Tuyền ơi, hôm nay không trúng may có được quay số được không? Đương nhiên rồi bạn ơi, chương trình của mình sẽ kéo dài từ ngày 24 tháng 5 tới ngày 3 tháng 6 cơ. Bạn cứ 8 giờ tối bạn cứ lên trên fanpage của Couple TX, rồi kiểu gì may mắn nó sẽ tìm đến bạn thôi, yên tâm. À, Mỹ Linh đã thấy những câu trả lời chính xác rồi. Rồi, rất nhiều câu trả lời chính xác rồi. Cho nên chúng ta sẽ ra đáp án luôn nhé. Vâng, đáp án trong câu hỏi họa tiết chủ đạo của bộ sưu tập Take My Hand là gì? Đó là C, cả hai đáp án trên màn hình. Đó là vừa là trái thanh long, trái dứa và là bụi xương rồng. Đó, và nếu bạn nào là fan của Couple TX đã từng xem bộ sưu tập này rồi, chắc chắn là các bạn thấy là ôi sao cái câu hỏi này dễ như thế mà lại có thể nhận được một cái voucher trị giá 300.000 đồng đúng không nào? Đó, các bạn nhớ nhé, chúng ta like này, share này, tag tên bạn bè này và trả lời chính xác thì sẽ nhận được cái voucher này. Và kết quả sẽ được công bố vào 12 giờ ngày mai mọi người nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những bạn khách hàng đã mua hàng tại Couple TX rồi và có mã dự thưởng rồi. Thì xem là phần thưởng tiếp theo mà khách hàng may mắn sẽ nhận được là cái gì. Đó, đây là chiếc quần jogger. À, chiếc quần này thiết kế hay quá. Cái thiết kế này thì là cảm giác như là chân mình dài hơn mọi người ạ. Với cái thiết kế hai mặt nữa là bên trong thì rất là mát, thấm mồ hôi này. Còn bên ngoài thì trơn, láng mịn. Và mình rất là dễ giặt như là lau chùi khi mà nhỡ may có dây ra cái gì. Ngoài ra những bạn mà lười cầm ví, cầm túi thì có thể bỏ điện thoại cũng như là đồ đạc của mình vào trong cái túi này. Ồ. Đấy, túi rất là tiện dụng, bỏ được cả bàn tay vào luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay số may mắn xem ai là người may mắn nhận được chiếc quần này mọi người nhé. Còn có kẻ sọc nữa này. Và ngoài màu xám ra thì còn có màu đen nữa. Màu đen này rất là tiện cho bạn nào thích phượt luôn. Bạn nào thích phượt này mình hay đi những cái xe phân khối lớn này thì ngồi này co duỗi thoải mái vì quần này nó không bó một chút nào vào chân luôn. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng quay may mắn nhá. Với những bạn nào mà vừa mới vào livestream của Couple TX thì bây giờ Mỹ Linh sẽ phổ biến lại một chút là khi mà mình mua hàng tại Couple TX với một cái hóa đơn trị giá là 300 ngàn, mình sẽ nhận được một mã dự thưởng và mã đó sẽ giúp chúng ta có cơ hội quay cái vòng quay may mắn này. Thì mình cứ mua 600 nhận được 2, mua 900 nhận được 3 mã và mua càng nhiều thì nhận được càng nhiều mã.
Và trong ngày 27 hôm nay thì chúng ta, ở cái vòng quay cuối cùng của chúng ta, thì ngoài những cái sản phẩm như là áo thun hay quần này, chúng ta còn nhận được, còn có cơ hội nhận được chiếc điện thoại Samsung Galaxy A10. Mọi người nhớ nhé, hãy ở lại nán lại đến phút giây cuối cùng để tìm ra người may mắn nhất. À, có một bạn Thanh Sang hỏi là S10e khi nào quay, thì mình xin nhắc lại nhé, chiếc điện thoại Samsung S10e này sẽ được quay vào ngày 30 tháng 5, chỉ còn mấy ngày nữa thôi. Còn Samsung X Max, còn iPhone XS Max sẽ được quay vào ngày 3 tháng 6. Đó mọi người nhé. Rồi, còn ngày hôm nay của chúng ta sẽ là chiếc Samsung A10. Rồi, bây giờ thì mọi người sẽ cùng Mỹ Linh quay số nhá. 2, 3, quay này. Đó, bạn nào mà có tên ở trên cái bảng may mắn này thì sẽ nhận được cái chiếc quần jogger của chúng ta. Một chiếc quần rất là phù hợp với những bạn nam cũng như là bạn nữ năng động này, trẻ trung, phong cách này. Mình có thể đi dạo ngoài phố này, cũng như là mình có thể đi phượt này, đi du lịch này. Rất là năng động. Lại là một bạn nữ mọi người ơi. Vâng, xin được gọi tên bạn Nguyễn Thị Thu Trang với mã số dự thưởng là 713-316 và 4 số cuối số điện thoại là 3905. Bạn Nguyễn Thị Thu Trang có online không ạ? À, có rất là nhiều bạn đang mong chờ đến tên mình. Nhưng mà phải tên của bạn Thu Trang trước đã. Trong vòng này, mình còn mấy vòng nữa, các mọi người yên tâm nhé. Trong lúc đợi bạn Thu Trang online thì mình sẽ xem còn ai hỏi cái gì nữa không nhá. À, bạn Thành Công ơi, bạn hỏi là chúng voucher 300k này của cấp 1X trong mini game thì làm thế nào nhận được. Thì mình xin phổ biến lại một lần nữa là các bạn của cấp 1X, các bạn ấy sẽ dùng thuật toán để kiểm tra xem ai là người like này, share này, tag tên 5 người bạn của mình và trả lời câu hỏi MC đưa ra nhanh nhất. Thì các bạn sẽ tìm ra người may mắn đó, sau đó sẽ được công bố vào 12 giờ ngày mai trên trang fanpage của Couple X mọi người nhé. Đó, thì như thế thì chúng ta sẽ biết được. Còn trong ngày hôm nay thì khi đến với mini game thì còn nhiều bạn rất là thắc mắc, thì Mỹ Linh cũng muốn nhắc lại một lần nữa. Đó là những cái chương trình của chúng ta mini game thì đó là game nhỏ, nó rất là đơn giản thôi. Nó gọi là mini game mà. Thì sẽ làm cách nào cho chúng ta có cơ hội lớn nhất nhận được giải thưởng. Thứ nhất là chúng ta chỉ cần like này, share này, ở cái chế độ là công khai mọi người đều nhìn thấy này. Và sau đó chúng ta tag tên 5 người bạn của mình vào. Sau đó thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi mà MC đưa ra mọi người nhé. Những câu hỏi này dễ lắm, không khó một chút nào đâu nhá. Nhưng vừa rồi Mỹ Linh thấy là rất là nhiều bạn trả lời đúng. Mọi người chỉ bảo là ôi làm thế nào mình có thể nhanh và có thể nào làm thế nào có thể là làm chính xác. Tại vì có nhiều bạn là mình tag có một người bạn mà thôi không đủ. Mình tag đủ 5 người bạn. Đó thì là mới đủ điều kiện tham gia. Và vào 12 giờ ngày mai thì là tên của người may mắn sẽ được công bố mọi người nhé. Đây, và phần thưởng của chúng ta sẽ là voucher trị giá 300.000 đến từ Couple TX. Và câu hỏi thứ tư trong ngày hôm nay, mọi người tập trung nhá. Ai là siêu mẫu trong show diễn Take My Hand diễn ra ngày 15 tháng 5 vừa qua? Đó, bộ sưu tập Take My Hand vào ngày 15 tháng 5 vừa qua. Ai là siêu mẫu trong show diễn này? Linh thì đoán ra rồi, nhưng không biết các bạn đã đoán ra chưa. Nhưng mà ngoài việc đoán chính xác, các bạn nhớ phải like này, share này, xong tác bạn bè mình vào mọi người nhé. Để xem nào. Xem là có nhiều bạn trả lời đúng chưa. Wow. Các bạn ơi, có rất là nhiều bạn là mình chỉ tác có một người bạn của mình vào thôi. Các bạn phải nhớ là tác 5 người bạn nhé. 5 người bạn này, like này, share này, sau đó tác 5 người bạn của mình này. Thế là bạn nào mà vào sớm livestream thì các bạn cứ tag luôn đi. Tag luôn đi xong share luôn đi. Mình share rồi like liên tục đi. Đến lúc mà có câu hỏi một cái thì mình trả lời luôn. Như thế thì cơ hội của mình sẽ lớn hơn đúng không nào? Bạn Quyên Vũ ơi, mình chưa xong được cái câu này thì mình có thể đợi đến câu sau bạn nhé. Không sao đâu. À, anh Huỳnh Thanh Sang ơi, anh hỏi là mua hóa đơn 1 triệu được 3 mã đúng rồi anh ạ. Tại vì là 300.000 mình được 1 mã, 600 được 2 mã và từ 900 tới 1 triệu đương nhiên là mình được 3 mã rồi. Thì là cái xác suất mà anh chiến thắng trong vòng quay này càng lớn hơn. Còn bây giờ thì mình sẽ quay lại với đáp án của chúng ta. Siêu mẫu trong show diễn Take My Hand diễn ra ngày 15 tháng 5, đó là Thanh Hằng. Có bạn nào đang rất là vui mừng mình trả lời đúng chưa ạ? Chắc chắn là có rất là nhiều bạn rồi, vì Mỹ Linh đọc rất là nhiều comment các bạn đã trả lời đúng rất là nhiều. Chỉ quan trọng là ai đã làm đúng thể lệ, like, share, tag bạn bè cũng như là nhanh tay lẹ mắt chưa. Mọi người nhá, đây, quà của chúng ta đây,
voucher 300 ngàn đồng mọi người nhá. Đừng bỏ lỡ. Có nhiều bạn vẫn đang trả lời. Mọi người ơi, giờ mọi người tập trung lên màn hình. Bây giờ cái mini game của mình đã qua mất rồi. Cho nên là bây giờ mình tập trung vào vòng quay may mắn mọi người nhá. Vòng quay may mắn dành cho những bạn đã mua hàng tại Couple TX rồi và sở hữu mã dự thưởng rồi mọi người nhá. Hóa đơn 300 ngàn thì được một mã mọi người này. Đây, giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến với cái giải thưởng ngày hôm nay mọi người nhá. Đây, wow. Với cái vòng quay tiếp theo này của chúng ta có vô vàn sự lựa chọn đó mọi người ơi. Đây là những chiếc áo thun, áo khoác này với cái mũ rất là rộng. Đây, mình lấy cho mọi người xem. Cái mũ rộng lắm. Nhưng bạn nữ nào tóc dài có thể búi lên xong trùm lên được này. Chống nắng luôn này, chống gió luôn này. Đi đường dài, đường xa này. Và đặc biệt là những cái đoạn đường mà hiểm trở, những cái bạn mà hay đi phượt ấy, thì đoạn đường hiểm trở này thì mình có thể trùm cái mũ này lên để bảo vệ được tóc của chúng ta cũng như là da của chúng ta rất là tốt. Tại vì áo này của chúng ta may rất là nhiều lớp này. Đó, thấm hút mồ hôi này, thoáng khí và có thể chống nắng được luôn. Đây là mình có màu đỏ, màu đen này, màu xám này. Những cái màu rất là trung tính, nam hay nữ đều mặc được. Màu hồng này thì là các bạn nữ thích lắm đây. Đó. Cho nên là màu hồng này đặc biệt là có một ích thiết kế các bạn nữ. Nó có những cái phần nó tinh tế hơn. Này như là tay dài hơn, trùm kín hơn cho đỡ nắng này. Mũ rộng hơn này, để có thể trùm kín hơn này. Đó. Và cái màu hồng này nó cũng rất là nhã nhặn và tôn da của chúng ta nữa. Dù là da của mình trắng hay da hơi ngăm thì đều mặc đều đẹp hết. À, có một cái bí mật nữa mà Couple TX dành tặng cho các bạn nữ của chúng ta với sản phẩm này, đó là chiếc túi ở bên trong. Các bạn nam thì thích túi ở bên ngoài đựng để có thể tiện, nhưng các bạn nữ thì thích túi ở mặt bên trong, người thấy không? Đó, để những cái mà những cái kín đáo của chị em mình này, ví tiền hoặc những cái mình muốn cất đi này, không chỉ là không để dễ dàng lấy ra được đó. Đúng rồi. Thế là cái mỹ lệ ấn tượng nhất ở cái áo này. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi ra quay số, đi ra bảng quay số may mắn này để tìm xem ai là khách hàng may mắn tiếp theo mà nhận được một trong số chèo khoác này mọi người nhé. Rồi. À, có bạn Huỳnh Anh Sang hỏi áo khoác là giá trị giá bao nhiêu. Ồ, bạn này tinh ý quá. Nhưng mà để lát nữa cái câu trả lời mình sẽ để dành lát nữa nhé. Rồi, lát nữa thì mình sẽ bật mí một cách mà mọi người có thích hơn cơ. Bây giờ chúng ta sẽ quay số may mắn đã. 3, 2, 1, quay số. Mọi người, đây là vòng quay thứ 5 rồi. Chỉ còn một vòng quay nữa thôi thì chủ nhân của chiếc điện thoại Samsung S10 sẽ xuất hiện mọi người ạ. Chúng ta cùng nhau kiên nhẫn đến những phút giây cuối cùng của livestream nhé. Vâng, xin được chúc mừng khách hàng may mắn đã mua hàng tại Couple TX và sở hữu mã dự thưởng 713858. Chị Bùi Thị Hồng với mã dự thưởng là 713858, 4 số cuối số điện thoại là 9802. Chị Bùi Thị Hồng ạ. Chị Bùi Thị Hồng đã online chưa? Nếu mà chị Bùi Thị Hồng chưa online thì bọn em sẽ để đợi chị một lát nữa nhé. Còn bây giờ thì bạn bè của chị Hồng mà ai đang xem livestream thì mình có thể là tag chị vào này, hoặc là chia sẻ này để chúc mừng với chị. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cả mini game mọi người nhá. Vẫn là chiếc voucher 300 ngàn đồng này, ai sẽ là người may mắn nhận được đây? Mọi người ơi, mọi người đã online chưa? Online nhiều chưa để chuẩn bị chơi game với Linh tiếp nào? Mọi người có thể thấy là cái voucher của chúng ta rất là xinh xắn nhá, đây này. Đây. Xinh xắn. Và vừa rồi có một bạn hỏi một câu. Hỏi một câu mà Mỹ Linh bảo là Mỹ Linh sẽ để dành đến đoạn cuối mọi người. Đó cũng chính là cái câu hỏi cuối cùng của chúng ta. Mọi người đoán ra được không ạ? Lúc nãy là khi mà Mỹ Linh giới thiệu những chiếc áo này thì có một bạn hỏi là ô, cái áo hồng này xinh thế. Bạn comment hỏi là áo hồng này xinh thế, thiết kế lạ thế, thì giá bao nhiêu đấy? Mỹ Linh bảo không thể trả lời được, vì đó cũng chính là câu hỏi trong mini game này của chúng ta mọi người ơi. Câu hỏi này sẽ là chiếc áo hồng này của Couple TX có giá là bao nhiêu? Và nếu mà bạn nào đang online máy tính thì chúng ta hãy bật điện thoại lên để vào trang web của Couple TX tìm chiếc áo này. Đây. Chiếc áo này, áo khoác với mã là
OOW1002 hồng dành cho nữ. OOW1002 hồng dành cho nữ. Bạn nào mà like này, share này, tag 5 người bạn của mình cũng như là trả lời chính xác giá của chiếc áo này thì ngay lập tức sẽ nhận được một voucher trị giá 300.000 đồng mọi người nhá. Đó. Tại vì đúng là có rất là nhiều bạn xem livestream ngày hôm nay rất là quan tâm đến chiếc áo màu hồng này. Cho nên là may mắn làm sao mà các anh chị Couple TX đã đặt ra câu hỏi này để cho là những bạn nào thắc mắc về giá thì mình có thể biết luôn. Mọi người nhớ nhá, nhớ phải like này, share này, tag 5 người bạn của mình vào. Sau đó trả lời đúng thì mình mới có cơ hội nhận được voucher trị giá 300.000 đồng này. Để xem các bạn có thắc mắc gì nữa không nhá. Ồ, có những bạn bảo là cho mình trả lời đúng rồi. Bạn đợi một chút nhé. À, và các bạn ơi, vì có rất là nhiều bạn trả lời đúng giá trị của chiếc áo này cho nên là các anh chị Couple TX đã quyết định thay đổi luật chơi. Ngoài việc mà tặng voucher trị giá 300.000 đồng này ra thì các anh chị sẽ bảo không, bỏ qua voucher này luôn. Voucher này vẫn là nhỏ, quà này của chúng ta sẽ lớn hơn. Đó là tặng luôn chiếc áo khoác này với trị giá cao hơn voucher này mọi người ạ. Đó, vậy thì là bạn nào mà vừa like vừa share cũng như là tag tên 5 bạn bè của mình và trả lời chính xác giá của chiếc áo này thì ngay lập tức sẽ nhận được luôn chiếc áo này mọi người ạ. Đó, những bạn nào mà quan tâm chiếc áo này nhá. Thì ngày mai các bạn hãy canh 12 giờ trưa mai sẽ lên fanpage của Couple TX xem mình có phải là người may mắn không nhá. Đó. Tức là món quà không chỉ dừng lại ở voucher nữa mà tặng luôn chiếc áo này mọi người ạ. Trời ơi, cực kỳ cứng cáp, rất là đẹp luôn. Rồi. Bây giờ thì mini game của chúng ta đã kết thúc rồi và thay vào đó là sẽ đến những bạn mà đã mua hàng thì Couple TX đã có mã dự thưởng và những bạn khách hàng kiên nhẫn nhất, kiên nhẫn trong ngày 27 này để có thể có cơ hội sở hữu chiếc điện thoại Samsung A10 mọi người ơi. Mọi người nhớ nhá, Samsung A10 sẽ được trao thưởng vào ngày 27. Còn S10e sẽ được trao thưởng vào ngày 30 và vào ngày mùng 3 tháng 6 thì sẽ là trao thưởng chiếc iPhone XS Max. Mọi người nhớ nhá, trên livestream của chúng ta, ai xem livestream đều có cơ hội. Đây, chiếc Samsung S10e đây. Rồi bây giờ mình có giới thiệu về cái vòng quay này rồi, nhưng còn những bạn nào mà đang thắc mắc về câu trả lời của mình là khi mà nãy mà mình trả lời chiếc áo hồng này đã đúng chưa, thì bây giờ Mỹ Linh sẽ ra đáp án chính xác. Chiếc áo nữ này có mức giá là 419.000 đồng mọi người ơi. Đó, tức là món quà chúng ta không phải là voucher 300.000 đồng nữa mà là một chiếc áo khoác rất là xinh xắn dành cho nữ với giá là 419.000 đồng mọi người nhá. Đây là mọi người, bây giờ hãy nhanh tay like và share đi cho bạn bè của mình để mọi người có thể xem, người thấy là coi như là ngày mai mọi người chơi tiếp để biết đâu lại có cơ hội trúng giải thì sao, đúng không nào? Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay lại với giải thưởng lớn nhất, giá trị nhất trong ngày hôm nay mọi người ơi. Đây, mọi người thấy chưa này, có điện thoại ở trong này, lắc lắc nghe tiếng luôn này, rất là nặng tay. Chiếc Samsung Galaxy A10 sẽ dành cho ai đây? Ai sẽ là chủ nhân của chiếc điện thoại này? Ai sẽ là người may mắn nhất? Khách hàng nào đã mua hàng tại Couple TX và với hóa đơn trị giá 300.000 đồng và có mã dự thưởng đây? Chỉ cần mua hàng với đơn giá 300 thôi thì mình đã có một mã dự thưởng rồi. Thì nếu như mình mua nhiều hơn nữa thì chắc chắn là cơ hội nhận được điện thoại này của mình còn lớn hơn mọi người. Mọi người thấy không nào? Đó, điện thoại đây rồi, vòng quay đây rồi. Nhưng các bạn đâu rồi? Các bạn đã online nhiều chưa? Và nếu như mọi người chưa online nhiều này thì mọi người có thể tag tên bạn bè của mình vào này, share đi để mọi người cùng biết này, để mọi người cùng tham gia chơi đi nhá. Đây, bây giờ đây, điện thoại đã sẵn sàng trên tay Mỹ Linh đây rồi. Vòng quay may mắn đây rồi. Lần này ai sẽ là người may mắn đây? Đây là vòng quay cuối cùng trong ngày 27 này và cũng là vòng quay có giải thưởng giá trị lớn nhất là chiếc điện thoại Samsung Galaxy A10 mọi người nhá. Không thể bỏ lỡ được đâu. Nào bây giờ mọi người sẽ đếm ngược cùng Mỹ Linh để quay nhá. Nào các bạn sẵn sàng chưa nào? Đấy, có nhiều bạn bảo là chờ đợi 3 ngày hôm nay rồi. Bây giờ thì đến lượt mình rồi đây này. Nào, 3, 2, 1, quay số. Xem nào, có rất là nhiều bạn đang hỏi đây. Rồi. Vâng. Mỹ Linh xin được gọi tên khách hàng may mắn nhất nhận được chiếc Samsung Galaxy A10 ngày hôm nay. Xin được chúc mừng chị Trịnh Thị Ngân Hà với mã số may mắn là 717375 và 4 số cuối số điện thoại cũng rất là đẹp, 0505. Vâng, xin được chúc mừng chị Trịnh Thị Ngân Hà. Chị Ngân Hà có online không ạ? Đây. Vâng, khách hàng của chúng ta là nữ rất là nhiều cho nên là nữ giới sẽ có cơ hội trúng lớn là đúng rồi mọi người ơi. Đây,
chiếc điện thoại trên tay Mỹ Linh đây. Chị Ngân Hà đâu ạ? Chị Ngân Hà có ở đây không? Hoặc là bạn bè của chị Ngân Hà, hoặc là quen ai đấy tên là Trịnh Thị Ngân Hà, hãy mau mau tác vào đi và chia sẻ đi để chúc mừng cho chị Ngân Hà mọi người ơi. Wow, đây nhá mọi người ơi, mọi người nhìn đây này. Món quà ngày hôm nay không phải là áo thun, không phải là quần, mà là điện thoại Samsung Galaxy A10 mọi người ạ. Wow, rất là chắc chắn. Mỹ Linh đang cầm trên tay mà chỉ muốn mở ra thôi, nhưng mà không phải là của mình mà là của chị Trịnh Thị Ngân Hà cơ, với bốn số cuối số điện thoại là 0505 chị Hà nhá. Chị Hà ơi, chị Hà có online không nào? Và nếu như là bạn bè của chị Hà này có nhớ số điện thoại của chị là đuôi bốn số cuối là 0505 thì tác chị vào đi nhá. Không thể nào bỏ lỡ món quà ấy đâu. Và nếu như chị Hà có online thì chị hãy comment cho mọi người biết, các bạn nhân viên Couple Tech sẽ liên hệ với chị để trao món quà này tận tay cho chị Hà nhá. Và mọi người ơi, trong ngày 27 tháng 4 ngày hôm nay thì chiếc Samsung Galaxy A10 này được trao cho chị Trịnh Thị Ngân Hà. Và tiếp theo nữa, vào ngày 30 tháng 4 thì là chiếc Samsung S10e sẽ trao cho ai đây? Mọi người hãy cùng đón xem những livestream tiếp theo của Couple TX nhé. Và ngày 3 tháng 6 tới đây thì sẽ là chiếc iPhone XS Max mọi người ơi. Đây, ba sản phẩm của chúng ta liên tiếp luôn trên livestream của Couple TX. Với mỗi khách hàng mà mua hàng thì Couple TX và có đơn hàng từ 300.000 đồng sẽ nhận được một mã dự thưởng này. 600 thì nhận được 2 và 900 thì nhận được 3. Mua càng nhiều thì cơ hội của mình càng lớn mọi người nhá. Như là chị Ngân Hà của chúng ta hẳn là một fan của Couple TX và mua rất là nhiều rồi. Và ngày hôm nay chị đã trúng chiếc Samsung Galaxy A10 đây mọi người ơi. Vâng, xin một lần nữa chúc mừng chị Ngân Hà, chị Trịnh Thị Ngân Hà với bốn số cuối số điện thoại là 0505. Xin được chúc mừng chị. Và các bạn khách hàng của chúng ta đã đợi đến livestream, đã đợi đến khung giờ livestream của Couple TX mà vẫn còn chưa nhận được chiếc điện thoại nào hay là món đồ nào thì đừng mất kiên nhẫn, hãy kiên nhẫn đi vì chương trình của chúng ta còn có tới ngày 3 tháng 6 mới kết thúc cơ. Bây giờ chúng ta hãy ra hàng Couple TX đi. Chuỗi cửa hàng Couple TX có rất là nhiều chi nhánh này. Mọi người mua ở chi nhánh nào cũng đều có cơ hội nhận được mã dự thưởng hết mọi người nhé. Còn đây thì hôm nay chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng cho chị Trịnh Thị Ngân Hà mọi người nhé. Thì Samsung Galaxy A10 đã thuộc về chị. Rồi bây giờ thì cất chiếc Samsung Galaxy A10 đi vì đã thuộc với chị Ngân Hà mất rồi. Cất về đây. Còn đây là hai sản phẩm tiếp theo của chúng ta, là chiếc Samsung S10e vào ngày 30 tháng 4 và chiếc iPhone XS Max vào ngày 3 tháng 6 mọi người nhé. Còn bây giờ thì hẹn mọi người ngày mai với những sản phẩm vô cùng độc đáo đến từ thương hiệu Couple TX. Xin chào và hẹn gặp lại. Vâng. Hi, chào tất cả mọi người. Mọi người ơi, mọi người đã ăn tối chưa? Đang làm gì đấy? Còn Mỹ Linh thì không ăn bữa tối mà chạy sang đây livestream mọi người ngay. Mọi người biết vì sao không? Bởi vì hôm nay trong livestream của chúng ta sẽ không giống những buổi trước. Bởi vì hôm nay chúng ta có một sản phẩm vô cùng đặc biệt. Đây đây đây, để Mỹ Linh lấy cho mọi người xem nhá. Đây, cực kỳ nặng tay, chiếc Samsung Galaxy A10 trên tay Mỹ Linh đây, có điện thoại ở trong luôn nhá. Còn lý do vì sao Mỹ Linh cầm em này ngay từ trước khi chương trình thì lát nữa mới nói nha. Để ngay gần đây để lát nữa nói này. Mọi người ơi, nhân dịp kỷ niệm 10 năm ra mắt của Couple TX, mà Couple TX đã có một món quà vô cùng đặc biệt. Thứ nhất là vào đầu năm, ngày 15 tháng 5 vừa rồi, thì có một bộ sưu tập mang tên là Take My Hand. Có rất là nhiều sản phẩm mang phong cách năng động, trẻ trung này, sporty này, dành cho các bạn thích phượt này, thích thể thao này, cũng như là các bạn thích du lịch này. Thế nhưng bên cạnh đó còn có một chuỗi ngày từ ngày 24 tháng 5 cho đến ngày 3 tháng 6 là chúng ta có vô vàn sản phẩm dành tặng cho những bạn xem livestream của Couple TX nữa cơ. Và đây, trong các bạn, trong số những bạn khách hàng nào đã mua sản phẩm tại Couple TX đều có cơ hội nhận được chiếc điện thoại này, mọi người thấy không? Đây, có điện thoại nhá, cực kỳ nặng tay luôn. Đây, đây là sản phẩm sẽ được trao thưởng trong ngày hôm nay.
Mọi người sẽ quay số rất là nhiều lần, sau đó sẽ tìm ra người may mắn nhất luôn. Đây là sản phẩm cho ngày hôm nay, ngày 27 tháng 5. Và tiếp theo đó, vào ngày 30 tháng 5 thì chúng ta sẽ có phần thưởng là chiếc Samsung S10e. Và ngày cuối cùng đó là ngày mùng 3 tháng 6 thì giá trị vô cùng lớn luôn, đó là chiếc iPhone XS Max mọi người nhá. Đây, bày hết đây cho mọi người xem. Của hôm nay mình cứ tập trung vào em này đã. Hôm nay chúng ta sẽ có 6 lần quay số may mắn và ai sẽ là người giành được chiếc điện thoại này đây. Mọi người hãy nán lại và kiên nhẫn đến những giây phút cuối cùng livestream nhé. Mê Linh cũng tò mò lắm, không biết là khách hàng nào may mắn trúng được chiếc điện thoại này đây. Xem nào, để xem mọi người online nhiều chưa nhá. Ồ, có nhiều bạn là chưa rõ về thể lệ đúng không? Đúng rồi, mình cứ phải giới thiệu phần thưởng trước đã, sau mình sẽ nói về thể lệ sau. Đó là làm cách nào? Đây, có một bạn hỏi là làm cách nào để mình có thể tham dự được chương trình này đúng không? Thì mình xin được chia sẻ như thế này này. Mỗi lần bạn mua hàng tại CoupleTX, bất kỳ cửa hàng nào, thì chúng ta sẽ đều nhận được một mã dự thưởng khi chúng ta mua hàng với hóa đơn 300 ngàn. Mọi người nhớ nhé, 300 ngàn đồng tương ứng với một mã dự thưởng. Và 600 ngàn đồng tương ứng với hai mã, 900 ngàn tương ứng với 3 mã, tức là mình mua hàng càng nhiều thì mình sẽ có cơ hội nhận được nhiều mã hơn và càng có cơ hội lớn hơn để giành được một trong số những chiếc điện thoại vô cùng là đắt giá này. Và nếu như bạn nào mà không thích đồ công nghệ thì có thể quay sang bên này. Đồ đạc đây, rất là xinh đây. Đó là các sản phẩm đến từ bộ sưu tập Tech My Hand ra mắt trong mùa hè vừa rồi ngày 15 tháng 5. Rất là xinh xắn. Đây mọi người nha. Đấy, xinh lắm. Mình Linh giới thiệu về những cái sản phẩm này trước nhá. Đây, mọi người thấy không? Chiếc áo thun này về cái chất liệu nó rất là dễ chịu này, nó thấm hút mồ hôi lắm luôn. Đây, những cái họa tiết là những cái mảng màu loang loang này. Thì lúc đầu Mỹ Linh cũng thắc mắc là cái họa tiết này trông rất là hay nhưng mà mình không hiểu ý nghĩa. Thế là các bạn ở bên CoupleTX mới chia sẻ rằng là đây này, những cái màu sắc này là màu nâu tượng trưng cho đất này, màu xanh tượng trưng cho bầu trời này, và còn đây là biển này. Thế là có rất là nhiều bạn bảo ồ, nếu mà mình cái mang cái món quà này tặng cho những người bạn ở nước ngoài, những người bạn đến đây du lịch này, hẳn là các bạn rất là thích đúng không nào? Còn nếu như bạn nào mà yêu thích thiên nhiên này, thích cái cảm giác gần gũi với thiên nhiên tự nhiên, khi mà mình đi phượt này, mình chọn cái màu sắc như này trông rất là bắt mắt đúng không nào? Và cảm giác tự nhiên thoải mái lắm. Và ngoài ra còn có một cái màu nữa, màu này trầm hơn, thì mình nghĩ là bạn nào mà trắng ấy, bạn nào trắng mặc cái màu thì đẹp lắm, rất là tươi sáng. Và cái màu này thì có vẻ là dành cho những bạn nào mà có niềm đam mê với ẩm thực mọi người ạ. Đây này, có quả thanh long này, quả dứa này, có nhiều thứ lắm. Rồi, xem nào mình còn cái món gì nữa nào. À, đây là áo thun dành cho gia đình mọi người ơi. Đây, áo thun dành cho ba này, hoặc là dành cho các bạn con trai nhá. Đấy, cái vai rất là rộng, người thấy không? Khác hẳn. Có họa tiết là một cái cây xương rồng mà có nở hoa này. Còn cái màu trắng này là áo dành cho nữ. Thường thì con gái thích mặc màu trắng đúng không? Nhưng Linh cũng thích mặc màu trắng lắm, tại vì là nó dễ kết hợp. Nhưng mà có một món nó rất là hay, đó là chiếc áo dành cho thành viên nhỏ nhất trong gia đình của chúng ta, mọi người thấy chưa nào? Rất là xinh xắn phải không nào? Cái này thì là mình nghĩ là bé trai bé gái đều mặc được hai màu này hết, rất là tôn da luôn. Nào, xem sản phẩm tiếp theo mà mình có thể nhận được trong ngày hôm nay nào. Ờ, đây, đó là chiếc quần jogger. À, quần này thể thao là nam hay nữ đều mặc được hết mọi người ạ. Đây có hai màu, màu xám và màu đen. Để xem cái quần này có gì đặc biệt nhá. Xem nào. Ờ, đây, bạn nào mà hay làm rơi điện thoại này, hay sợ mất điện thoại này, nhưng mà lại hay di chuyển ngại đeo túi, đây, chiếc quần này của chúng ta có túi khóa kéo này, mình bỏ vô đây này, yên tâm đúng không? Đấy, bỏ ví tiền này, chìa khóa này tiện lắm luôn. Ngoài ra nữa thì cái thiết kế này còn có một cái rất là đặc biệt là thiết kế double face, tức là hai mặt mọi người ạ. Đây là cái mặt bên trong này nó rất là mềm, thấm hút mồ hôi, nhưng cái mặt bên ngoài rất là trơn láng, khiến cho cảm giác nó nhẹ này. Và khi mà mình di chuyển nhiều ấy, như các bạn hay thích phượt này, đi xe rồi dùng xe nhiều ấy, nó quệt này, bẩn này, dễ lau chùi. Chứ còn những cái vật liệu, những cái chất liệu mà nó sần ở bên ngoài này, rất là khó lau chùi luôn. Nó mềm như thế này dễ này. Và ngoài ra thì là còn rất là thoáng khí nữa, thấm hút mồ hôi. Còn bên này, mình nghĩ là những cái món không thể nào thiếu trong tủ quần áo của chúng ta. Đây, áo khoác thun rất là xinh xắn, đủ màu luôn. Màu này thì nam hay nữ đều mặc được hết. Đây mình có màu đỏ này, màu xám này, rồi những cái màu trung tính như là màu đen này, hay là màu xanh da trời này, màu xanh tím than này. Ồ, màu này thì mình Linh nghĩ là cả các chị, các mẹ của chúng ta mặc cũng được đấy. Những người lớn tuổi mặc cũng được, chứ không cứ gì phải các bạn thanh niên đâu. Mình mặc có thể là, thậm chí là ra ngoài đường chống nắng này, đi ra chợ chạy ra một chút mang ra cũng được. Còn cái này, ui xinh quá. Cái màu hồng như này là con gái thích lắm đây này. Các bạn nữ thích lắm này.
Cái dáng này thì hình như là chỉ có mẫu cho nữ đó mọi người nhá, vì cái form nó sẽ nhỏ hơn một chút. Nói chung là rất là tiện dụng. À, còn một điểm nữa đấy là cái phần lót trong này có lưới như thế này rất là thoải mái này, chúng ta không bị vướng hay là mắc vào đồ đạc này và thấm hút mồ hôi nữa. Rồi, mình giới thiệu sơ qua về những cái sản phẩm mà những bạn khách hàng hôm nay có thể nhận được khi mà mình quay số may mắn với cái mã dự thưởng. Thế nhưng bên cạnh việc mà mình quay số may mắn này, nhận được mã dự thưởng ra, thì những bạn đang xem livestream này và đang quan tâm này, like này, share này, thì đều sẽ có cơ hội chơi cái mini game. Mini game thì đây, quà của mini game của chúng ta. Ai mà chiến thắng trong mini game thì sẽ nhận được một phiếu quà tặng trị giá 300.000 đồng. Dành cho những sản phẩm tại Couple TX. Và mọi người nhớ nhá, làm thế nào để mình có thể nhận được cái sản phẩm, có thể nhận được cái voucher này? Vô cùng đơn giản, like, share, tag tên 5 người bạn của mình và sau đó là trả lời cái câu hỏi mà Mỹ Linh đưa ra. Thứ nhất là trả lời phải đúng và phải nhanh nhất này. Mọi người nhớ nhá. Bạn nào mà đã chơi mini game của Couple TX rồi thì đã quá quen thuộc rồi. Mình chỉ cần like này, share này, xong tag thật là nhiều bạn bè của mình vào là được. Thế nhưng mà một yếu tố nữa đó là phải may mắn nữa, cho nên là mình phải trả lời đúng và phải nhanh. Sau đấy thì là các bạn ở bên Couple TX sẽ dùng thuật toán để có thể kiểm tra xem ai là người trả lời nhanh nhất và đúng nhất. Thì sau đó thì ngày 12 giờ ngày hôm sau, các bạn sẽ đưa ra kết quả đó và đăng ở trên fanpage của Couple TX. Như thế mới công bằng mọi người ạ, chứ còn nhiều bạn là mạng nhanh mạng chậm ấy, đúng không? Thế là mình phải để đến ngày hôm sau nó mới chính xác được. Nào thế nào, giới thiệu với mọi người rất là nhiều rồi, thì bây giờ để xem bạn có thắc mắc gì không nhá. Xem bạn nào thắc mắc về thể lệ chương trình thì Mỹ Linh sẽ trả lời luôn. Ồ, các bạn bảo là nhanh lên nào. Xem quay số dự thưởng đi. Mọi người ơi, nếu như mọi người có thắc mắc về cái mã số dự thưởng của mình thì mọi người vào trang web coupletx.com nhá. Đây, trang web của chúng ta ở bên này. Và mình kéo xuống phía dưới, nó sẽ có một cái phần trống để mình có thể điền số điện thoại của mình vào và tìm ra mã dự thưởng của mình. Mọi người nhớ nhá, làm thế nào để có được cái mã dự thưởng này và có cơ hội trúng những cái phần quà như là áo thun hoặc là quần jean, áo thun hoặc là quần jogger này, hoặc là ba chiếc điện thoại vô cùng giá trị bên tay phải của Mỹ Linh và chiếc điện thoại Samsung Galaxy A10 sẽ được trao cho ngày hôm nay mọi người nhá. Làm thế nào để mình có cơ hội nhỉ? Mình hãy mua hàng Couple TX với hóa đơn 300.000 nhận được một mã, 600.000 nhận được 2 mã và 900.000 nhận được 3 mã. Mua nhiều hơn nữa thì nhận được nhiều hơn mọi người nhé. Đó, bạn nào thắc mắc gì nữa không, Mỹ Linh giải thích nào. Còn nếu không thì mọi người đã sẵn sàng để có thể quay số với Mỹ Linh chưa? Nào, xem nếu mà quay đúng cái số này thì mình nhận được cái gì nhá. Mọi người ơi, chị áo thun này xinh chưa? Đó, áo thun này là nam hay nữ mặc đều đẹp, nhưng mà con gái mặc chắc xinh hơn. À, có áo của nam nữa đây này. Ồ, quên. Xin lỗi, đã bỏ quên các bạn nam. Đây, có cả áo cho nam nữa nhá. Là các bạn nam ấy cũng tham gia chơi đi. Rồi, xem nào. Mọi người đã sẵn sàng để quay số may mắn với Mỹ Linh chưa? Đây. Rồi, đấy nhá, mình quay số điện tử quay như thế này để cho chính xác và minh bạch mà càng thể hiện xem là bạn nào may mắn nhất luôn. Nào, đếm ngược cùng Mỹ Linh nhá mọi người nhá. 3, 2, 1, quay số. Ôi, trong lúc đợi thì mình quay lên mình ngắm sản phẩm của bạn may mắn nhá. Đây, sản phẩm nếu như mà chúng ta là người may mắn chiến thắng trong vòng quay số này thì là chiếc áo thun đến từ bộ sưu tập Take My Hand của Couple TX mọi người nhá. Rồi, thì ra xem là ai là người may mắn này. Ồ, người may mắn đã xuất hiện mọi người ơi. Nào mọi người ơi. Ồ, đây là một bạn nữ, họ Lê. Có bạn nữ nào họ Lê ở đây không ạ? Bây giờ mình sẽ đọc tên nhá. Xin chúc mừng bạn Lê Thanh Tuyền với mã số dự thưởng là 719537 và bố số cuối điện thoại là 5444. Bạn Tuyền đang online không Tuyền ơi? Và nếu như mà bạn Tuyền chưa online thì các bạn của bạn Tuyền này hay là quen bạn Tuyền này hoặc là những bạn tên giống như thế thì nhớ comment tên bạn của mình vào nhá. Để biết đâu lại đúng thì sao? Mọi người còn cùng biết đến. Ồ, có rất nhiều bạn muốn mình gọi tên nhưng mà từ từ nhá, mình còn rất là nhiều vòng quay. Mình còn có mini game nữa mà. Vâng, xin được gọi tên chị một lần nữa. Bạn Lê Thanh Tuyền có ở đây không ạ? Lê Thanh Tuyền với mã số dự thưởng là 719537 và đuôi 4 số đuôi điện thoại là 5444.
Ôi dồi ôi, có bạn bảo là Thanh Tuyền là người yêu em, thế thì em tác vào ngay đi. Ngoài ra còn phải like này, share này, chia sẻ này, bảo với cả người yêu của em là mời bạn bè cũng như là gia đình của mình, người thân của mình vào chơi game cùng đi. Nhiều phần thưởng như thế này cơ mà. Đây mình thấy nhiều bạn Tuyền lắm rồi. Nhưng mà bạn Tuyền này là bạn Tuyền đã mua hàng thì cứ protect nhá, với mã số dự thưởng là 719537 mọi người nhá. Và bạn nào mà chưa có mã số dự thưởng thì hãy đến cửa hàng Copotech và mua đi. Với cái hư đơn hàng chỉ 300 ngàn đồng mà thôi, mình nhận ngay được một mã. Mua càng nhiều thì nhận được càng nhiều mã ấy, mọi người nhá. Và bây giờ thì trong lúc bạn Tuyền và gia đình của bạn Tuyền đang tìm bạn để đi nhận quà, thì chúng ta sẽ đến với mini game mọi người nhá. Mọi người có nhớ mini game hôm qua của mình chơi nào không nhỉ? Nếu mà chưa nhớ, mình sẽ nhắc lại nhá. Là nếu như mà chúng ta like này, share này, và nhớ là phải để công khai, mọi người đều nhìn thấy, sau đó thì tag tên 5 người bạn của mình vào, rồi trả lời câu hỏi Mỹ Linh đưa ra nhanh nhất và chính xác nhất, thì sẽ nhận được cái voucher trị giá 300 ngàn để được Couple TX mọi người nhá. Đấy, chỉ cần nhanh tay một chút thôi là mình hoàn toàn có thể may mắn nhận được hóa đơn, đơn hàng trị giá 300 ngàn này này, mọi người này. Xin lỗi, voucher mọi người ạ, voucher. Cứ nghĩ là phải mua rồi thì mới được, nhưng mà không, mình không mất một đồng nào cả, nhận được 300 ngàn luôn. Miễn là mình nhanh tay, like này, share này, tag tên bạn bè vào này. Mọi người đã sẵn sàng chơi với Mỹ Linh chưa? Đâu? Các bạn ơi, các bạn tag tên bạn bè mình vào đi nhá. Nhớ là tag 5 người mọi người nhá. Like này, share chế độ công khai và tag 5 người. Vì Mỹ Linh thấy có nhiều bạn chỉ tag có 1-2 người không đủ. Đúng thể lệ của mình phải là tag 5 người bạn này. Đó, sau đó thì trả lời câu hỏi này nhá. À, bây giờ mọi người sẵn sàng nghe câu hỏi của Mỹ Linh chưa ạ? Câu đầu tiên mọi người nhá. Bộ sưu tập Take My Hand lấy cảm hứng từ miền đất nào của Việt Nam? A. Ninh Thuận Vĩnh Hy, B. Vũng Tàu và C. Nha Trang. Nếu bạn nào mà mạng yếu thì mình có thể chưa nghe rõ thì mình có thể nhìn xuống màn hình này. Đó mọi người thấy không? Ở ngay phần dưới màn hình này này là sẽ hiển thị lên câu hỏi cho mọi người nhé. Nào, xem bây giờ ai sẽ là nhanh tay, nhanh mắt và comment ra một cái địa điểm chính xác nhất. Đáp án A là Ninh Thuận Vĩnh Hy, B là Vũng Tàu và C là Nha Trang. Mọi người ơi, nhớ là phải like này, share này, tag tên 5 người bạn nhá. Không nhớ may mà mình trả lời đúng này xong lại còn nhanh, nhưng mà mình chỉ tag có 1-2 người. Như một số bạn vừa làm này thì dễ nhầm lắm nhá. Đây này, mình đang xem đây này. Ôi, có bạn bảo là tag cháy máy rồi. Thôi mình cứ tiếp tục đi. Mình tag nhiều thì bây giờ mình lại chia sẻ, mình share, like. Wow, có nhiều bạn trả lời đúng rồi đây này. Và rất là nhanh nhá. Mình thấy rồi. Bây giờ mình thấy đã có rất là nhiều bạn trả lời chính xác rồi, chứ mình không muốn để các bạn đợi lâu nữa và mình sẽ công bố đáp án luôn mọi người nhé. Vâng, bộ sưu tập Take My Hand lấy cảm hứng từ Ninh Thuận Vĩnh Nghi các bạn ơi. Thực ra mình thấy là cái câu hỏi này nó không quá khó đâu. Vì bạn nào mà là fan của Couple Tech này, hay mình hay theo dõi hoặc là như là xem những cái sản phẩm Mỹ Linh vừa giới thiệu ấy, đều nghe cái chữ, cái tên rất là quen quen, đó là chữ Ninh Thuận đúng không nào? Đó, cho nên là bạn nào mà mình sẽ xem livestream mà tập trung xem, tập trung nghe thì đều có thể trả lời những câu hỏi này rất là đơn giản thôi. Còn bây giờ thì trong lúc mà các bạn vẫn đang tag và like share thì Mỹ Linh sẽ tiếp tục đưa mọi người đến những cái phần thưởng tiếp theo dành cho những bạn đã mua hàng tại Couple Tech rồi và có mã dự thưởng rồi và chuẩn bị quay số may mắn ở đây. Thì đây sẽ là phần thưởng chúng ta chuẩn bị nhận được mọi người nhé. Đây, áo thun, xinh không? Áo thun màu trắng này, lấy cảm hứng từ cây xương rồng, mạnh mẽ và tự tin chiến thắng vượt lên tất cả khó khăn. Màu trắng này thì nó nhã nhặn, phụ nữ mặc chắc là thích hơn. Còn các bạn con trai thì khi mặc một cái màu tươi sáng này hơn này. Như là các anh thanh niên này, các bạn mà thích đi du lịch cùng với gia đình ấy, thì nhiều khi là mình mặc màu trắng ấy thì lẫn nhau giữa đám đông đúng không nào? Nếu mà mình mặc cái màu cam này này thì rất là nổi bật, là từ xa rồi là ba có thể nhận ra mẹ này, hoặc là có thể nhận ra em bé đây. Như là Mỹ Linh thấy là cái màu tươi sáng như thế này, đấy là gia đình Thanh Long mọi người ơi. Thanh Long này rồi xương rồng này, toàn là những món trái cây nhiệt đới không nào? Rất là xinh xắn. Vậy là trong cái set quà tặng này thì nếu như mà bạn may mắn nào mà nhận được cái sản phẩm này là đàn ông thì sẽ nhận được chiếc áo size của nam, là nữ sẽ nhận được size của nữ, hoặc nếu không thì mình có thể lựa chọn cái phần nhỏ nhắn này dành cho các bé ở nhà mình cũng được. Đó, màu xinh xắn lắm. Rồi bây giờ thì các bạn khách hàng mà đã mua hàng lại Couple TX, các bạn ơi,
Trước khi mà quay số thì mình ngắm qua những sản phẩm mình có thể nhận được nhé. Đây, mọi người thấy không này, có chiếc iPhone XS Max này, chiếc Samsung S10e này. Thế nhưng mà cái phần quan trọng nhất đó chính là sản phẩm của ngày hôm nay. Tất cả những ai đang xem livestream và đã mua hàng từ CoupleX và sở hữu mã dự thưởng đều có cơ hội nhận được chiếc Samsung Galaxy A10 này mọi người nhé. Và trong livestream ngày hôm nay thôi, chứ mọi người hãy cố gắng kiên nhẫn đợi đến cuối cùng, vì mình có tận 6 vòng quay cơ. Đó, đây là cái sản phẩm sẽ là sản phẩm cuối cùng. Nên là ai là người kiên nhẫn nhất và biết đâu là người may mắn nhất thì sao? Mình đợi, cùng đợi nhé. Đây, là tạm sang đây để tìm xem người may mắn tiếp theo của chúng ta mà nhận được chiếc áo thun gia đình Thanh Long này và xương rồng này là ai nào? 3, 2, 1, quay số. Ôi mọi người ơi, này, chúng ta có thể là nhận được áo thun này, quần jogger này, nhưng mà biết đâu cái người may mắn nhất ấy là cái người kiên nhẫn nhất và đợi đến phút cuối cùng thì sao nào? Thì sản phẩm của chúng ta sẽ là chiếc Samsung Galaxy A10 cơ. À, đã tìm ra người may mắn tiếp theo rồi. Vâng, đây cũng là một khách hàng nữ mọi người ạ. Xin được gọi tên chị Liễu với mã dự thưởng là 712942 với 4 số cuối điện thoại là 6512. Có chị Liễu ở đây không ạ? Chị Liễu với mã dự thưởng là 712942 và 4 số cuối số điện thoại là 6512. Vâng, nếu như mà chị không đang online thì có thể bạn bè hay là người quen nào của mình mà có tên là Liễu thì mọi người cứ tag vào nhé. Đây, cái sản phẩm mà chị hôm nay có thể nhận được là chiếc áo thun này, áo thun trắng này, hoặc áo thun màu cam này, xinh xắn, đến từ trong bộ sưu tập Take My Hand, bộ sưu tập mới nhất của Couple TX. Và nếu như mà chị muốn là mua quà cho em bé nhà mình thì có thể là có những cái size nhỏ hơn này, size kid này rất là xinh xắn đây. Người thấy không? Cái tông màu, đúng không? Tông màu nhiệt đới khiến cho chúng ta là không thể lạc mất nhau, không thể lẫn nhau trong những cái chuyến đi chơi này, du lịch của gia đình này. Đó, mọi người thấy không? Đây, còn có cái size này nữa. Size này bé trai, bé gái đều mặc được hết. Mọi người thấy không? Chị Liễu đã online chưa ạ? Nếu mà chị Liễu chưa online thì có thể là bạn bè, người quen của chị sẽ tag chị vào sau. Còn bây giờ thì Mỹ Linh sẽ cùng mọi người đi tiếp đến cái mini game mà các bạn của chúng ta hôm nay là đang ở trong nhà và chờ đợi món quà đến từ CoupleX, đúng không nào? Đây, cầm lên tay cho mọi người xem nhá. Đây, những bạn nào đang xem livestream của Mỹ Linh thì của CoupleX mà Mỹ Linh dẫn thì đều có thể có cơ hội nhận được chiếc voucher trị giá 300.000 đồng này khi mà chúng ta like này, share này, tag 5 người bạn vào và sau đó thì trả lời câu hỏi mà Mỹ Linh đưa ra nhé, để xem là các bạn có phản hồi thế nào nào. Wow, bạn gấu con ơi, bạn hỏi là mã dự thưởng là mua online hay mua trực tiếp mới được. Bạn gấu con, bạn gấu con đang hỏi là mã dự thưởng là mua online hay mua trực tiếp mới được à? Đây, để mình xem ngoài bạn gấu con ra thì còn bạn nào có thắc mắc nữa không nhá. Để xong mình tổng hợp mình trả lời cùng một lúc luôn. Đợi mình một chút nhé, mình sẽ xem nào. À, có bạn Trần Đạt hỏi hôm nay phong thủy hợp với phụ nữ à? Không phải đâu, tại vì mình nghĩ là phụ nữ là mua sắm rất là nhiều, cho nên là nhận được nhiều mã dự thưởng thôi. Các bạn nào hãy mua hàng đi, rồi sẽ được gọi tên ở trên này thôi. Để mình xem. À, bạn Đinh Hòa An ơi, bạn hỏi là làm cách nào mà lãnh giải. Bạn Đinh Hòa An hãy comment ở đây số điện thoại hay là cách liên hệ với cả bạn trúng thưởng đi. Thì các bạn nhân viên của CoupleX sẽ đọc hết những cái comment này và sau đó sẽ liên hệ với bạn để trao giải cho bạn nhé. Bạn Nguyễn Nhung ơi, lúc bạn mua chưa biết có mã à? Nếu mà bạn mua trong cái chuỗi ngày từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 thì bạn đều có nhận được mã hết. Bạn chỉ cần lên trang web CoupleX là coupletx.com và vào cái đầu trang có phần là mình gõ số điện thoại của mình vào, sau đó sẽ ấn ra, sẽ ra mã số dự thưởng của bạn nhé. Với 300 ngàn nhận được 1 mã, 600 ngàn nhận được 2 mã và 900 ngàn nhận được 3 mã. Và cái mã số dự thưởng đấy chính là mã số mà hôm nay Mỹ Linh sẽ quay may mắn cho các bạn để nhận được những cái phần thưởng như là chiếc áo thun này. Và trong 3 ngày 27, 30 và 3 tháng 6 thì là mình có cơ hội nhận được những cái phần quà như là điện thoại Samsung và điện thoại iPhone mọi người nhé. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với mini game mọi người nhé. Mọi người sẵn sàng chơi mini game Mỹ Linh chưa? Câu số 2 của chúng ta là có cổ nhưng không có miệng là cái gì?
A cái khăn, B cái áo và C là cái quần. Ở trên màn hình đang hiển thị câu hỏi của Mỹ Linh đây, mọi người hãy nhanh tay like và share cũng như là tag tên bạn bè của mình vào và trả lời nhanh nhất, đúng nhất nhé. Phần thưởng của chúng ta sẽ là một chiếc voucher trị giá 300.000 đồng trên tay Mỹ Linh đây. Voucher chắc chắn vô cùng. Trong lúc đợi mọi người trả lời thì Mỹ Linh sẽ xem nào. Nhiều bạn trả lời đúng lắm rồi. Mọi người ơi, mọi người nhớ nhá, ngoài việc mình trả lời đúng và nhanh ra thì chúng ta cần phải like này, share này và để là tình trạng công khai mọi người nhá. Nhiều bạn share nhưng mà để cho một mình xem không thấy được, phải để công khai tất cả mọi người đều xem được. Sau đó tag tên 5 người bạn của mình vào. Đó mọi người nhớ nhá. Nhớ phải làm những bước đó thì sau đó thì các bạn của CoupleTech mới có thể kiểm tra xem là bạn nào trả lời nhanh nhất. Rồi sau đó 12 giờ ngày mai sẽ có đáp án cũng như là kết quả xem là người nào là người may mắn và nhanh tay nhé. Bạn Tâm Nguyễn ơi, Tâm bảo là ngày nào cũng coi mà chưa được gọi tên. Thì Linh nghĩ là tại vì là biết đâu cái tên của Tâm lại đợi đến chiếc Samsung Galaxy A10 hôm nay, hoặc là chiếc Samsung S10, hay là biết đâu là XS Max luôn thì sao. Chương trình của mình kéo dài từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 các mọi người nhá. Mọi người cứ thoải mái mua sắm đi, nhận mã đi, rồi kiểu gì rồi quay số trên này cũng sẽ đến tay mọi người thôi, yên tâm nhá. Còn bây giờ thì nào, để xem nào, có rất là nhiều bạn đã trả lời đúng rồi, cho nên bây giờ Mỹ Linh sẽ ra đáp án luôn nhé. Vâng, đáp án câu hỏi của chúng ta đó là B, cái áo. Cũng chính là cái phần thưởng này đúng không nào? Cái áo mọi người ơi, ai đã nhanh tay trả lời được chưa nào? Có một bạn Linh Nguyễn là sao ai trả lời mà em mới tới thắc mắc. Linh Nguyễn ơi, cái phần này của mình là mini game. Mình trả lời những câu hỏi nhỏ mà MC đưa ra. Sau đó sẽ nhận được cái voucher trị giá 300.000 đồng này. Nếu mà mình nhanh tay like, share và tag 5 người bạn của mình vào nhé. Đó. Còn bây giờ thì mình sẽ quay số. Nếu các bạn nào mà chưa hiểu về cái mini game này, lát nữa Mỹ Linh sẽ giải thích lại một lần nữa. Còn bây giờ chúng ta không thể nào bỏ quên những bạn khách hàng đã mua hàng tại CoupleTech và có mã số dự thưởng được. Mọi người nhớ nhá. Đây, đến phần quay số tiếp theo thì chúng ta sẽ có chiếc áo thun này. Đây, chiếc áo thun trong bộ sưu tập mới nhất của CoupleTech mọi người ơi. Mịn và mát cực kỳ luôn. Chiếc áo thun mà lúc nãy mình vừa giới thiệu với mọi người đấy. Tại vì là cái bộ sưu tập này là mình có là áo cho ba này, áo cho mẹ này và áo cho em bé luôn. Cho nên là trong vòng quay thứ hai thì có rất là nhiều bạn quan tâm và muốn là nhận tiếp cái phần này. Thì Mỹ Linh quyết định là thôi sẽ lấy cái chọn set này ra để mang tặng cho bạn nào may mắn. Đó, mọi người thấy không? Vì trong này mình có tận là 3 sản phẩm dành cho những thành viên gia đình mình cơ mà, có rất là nhiều. Cho nên là bây giờ thì là sản phẩm tiếp theo của chúng ta, sản phẩm mà bạn nào may mắn trong vòng quay này sẽ nhận được, đó là chiếc áo thun này mọi người nhé. Rất là bịn, rất là mát luôn. Để xem nào. Thế nào, đến vòng quay nào. Anh cameraman zoom lên cho mọi người xem được không ạ? Đây. Này, bạn nào mà may mắn thì còn nhận được viên miệng trên đầu này cơ. Chuẩn bị quay nhá. 1, 2, 3. Quay. Rồi, quay số. Xem là chiếc áo thun này sẽ dành cho vị khách hàng may mắn nào nào. À, có nhiều bạn thắc mắc. Mọi người ơi, iPhone là quay vào ngày mùng 3 tháng 6 nhá. Còn hôm nay của chúng ta là chiếc Samsung Galaxy A10 này cơ. Đấy, là sản phẩm hôm nay. Nếu mà khách hàng nào mà có mã dự thưởng rồi, quay may mắn này ở trong vòng cuối cùng mà hoàn toàn có cơ hội nhận được chiếc Samsung Galaxy A10 mọi người nhé. Rồi. Và khách hàng may mắn tiếp theo nhận được chiếc áo thun đến từ CoupleTX là bạn Ngô Thị Ngọc Phụng, với mã dự thưởng là 715642 và 4 số cuối số điện thoại là 1589. Bạn Ngô Thị Ngọc Phụng, để xem có người quen của Phụng ở đây không nhá. Có nhiều bạn vẫn đang là muốn xem sản phẩm thêm của CoupleTX. Để lát nữa mình cho mọi người xem. Còn bây giờ thì trong lúc mà đợi bạn Phụng online hoặc là bạn bè của Phụng vào để chúc mừng Phụng đi, thì mọi người hãy cùng đến với cả mini game tiếp theo nhé. Để xem nào, câu số 3 của chúng ta là một câu hỏi cũng rất là đơn giản. Đó là họa tiết chủ đạo của bộ sưu tập Take My Hand là gì?
Đấy, mình định để ý xem bạn nào mà đã nghe giới thiệu từ lúc nãy rồi thì sẽ chắc chắn là sẽ trả lời được câu hỏi này. Mọi người nhớ nhé, ngoài mình trả lời những câu hỏi rất là đơn giản này ra thì mình hãy like này, share này, sau đó tag tên 5 người bạn của mình vào. Mọi người nhớ nhé, phải đủ 3 bước: like này, share này, tag tên bạn này, sau đó trả lời chính xác câu hỏi này. Xem nào, để xem là các bạn đã trả lời được chưa nhé. À, bạn Nguyễn Ngọc Tuyền ơi, hôm nay không trúng may có được quay số được không? Đương nhiên rồi bạn ơi, mình chương trình của mình sẽ kéo dài từ ngày 24 tháng 5 tới ngày 3 tháng 6 cơ. Bạn cứ 8 giờ tối bạn cứ lên trên fanpage của Couple Tech, rồi kiểu gì may mắn nó sẽ tìm đến bạn thôi, yên tâm. À, Mỹ Linh đã thấy những câu trả lời chính xác rồi. Rồi, rất nhiều câu trả lời chính xác rồi. Cho nên chúng ta sẽ ra đáp án luôn nhé. Vâng, đáp án trong câu hỏi họa tiết chủ đạo của bộ sưu tập Take My Hand là gì? Đó là C, cả hai đáp án trên màn hình. Đó là vừa là trái thanh long, trái dứa và là bụi xương rồng. Đó, và nếu bạn nào là fan của Couple Take đã từng xem bộ sưu tập này rồi, chắc chắn là các bạn thấy là ôi sao cái câu hỏi này dễ như thế mà lại có thể nhận được một cái voucher trị giá 300.000 đồng đúng không nào? Đó, các bạn nhớ nhé, chúng ta like này, share này, tag tên bạn bè này và trả lời chính xác thì sẽ nhận được cái voucher này. Và kết quả sẽ được công bố vào 12 giờ ngày mai mọi người nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những bạn khách hàng đã mua hàng tại Couple Take rồi và có mã dự thưởng rồi. Thì xem là phần thưởng tiếp theo mà khách hàng may mắn sẽ nhận được là cái gì. Đó, đây là chiếc quần jogger. À, chiếc quần này thiết kế hay quá. Cái thiết kế này thì là cảm giác như là chân mình dài hơn mọi người ạ. Với cái thiết kế hai mặt nữa là bên trong thì rất là mát, thấm mồ hôi này. Còn bên ngoài thì trơn, láng mịn. Và mình rất là dễ giặt như là lau chùi khi mà nhỡ may có dây ra cái gì. Ngoài ra những bạn mà lười cầm ví, cầm túi thì có thể bỏ điện thoại cũng như là đồ đạc của mình vào trong cái túi này. Ồ. Đấy, túi rất là tiện dụng, bỏ được cả bàn tay vào luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay số may mắn xem ai là người may mắn nhận được chiếc quần này mọi người nhé. Quần có kẻ sọc nữa này. Và ngoài màu xám ra thì còn có màu đen nữa. Màu đen này rất là tiện cho bạn nào thích phượt luôn. Bạn nào thích phượt này mình hay đi những cái xe phân khối lớn này thì ngồi này co duỗi thoải mái vì quần này nó không bó một chút nào vào chân luôn. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng quay may mắn nhá. Với những bạn nào mà vừa mới vào livestream của Couple Take thì bây giờ Mỹ Linh sẽ phổ biến lại một chút là khi mà mình mua hàng tại Couple Take với một cái hóa đơn trị giá là 300 ngàn, mình sẽ nhận được một mã dự thưởng và mã đó sẽ giúp chúng ta có cơ hội quay cái vòng quay may mắn này. Thì mình cứ mua 600 nhận được 2, mua 900 nhận được 3 mã và mua càng nhiều thì nhận được càng nhiều mã. Và trong ngày 27 hôm nay thì chúng ta ở cái vòng quay cuối cùng của chúng ta thì ngoài những cái sản phẩm như là áo thun hay quần này, chúng ta còn nhận được, còn có cơ hội nhận được chiếc điện thoại Samsung Galaxy A10. Mọi người nhớ nhé, hãy ở lại nán lại đến phút giây cuối cùng để tìm ra người may mắn nhất. À, có một bạn Thanh Sang hỏi là S10e khi nào quay, thì mình xin nhắc lại nhé, chiếc điện thoại Samsung S10e này sẽ được quay vào ngày 30 tháng 5, chỉ còn mấy ngày nữa thôi. Còn Samsung còn iPhone XS Max sẽ được quay vào ngày 3 tháng 6. Đó mọi người nhé. Rồi, còn ngày hôm nay của chúng ta sẽ là chiếc Samsung A10. Rồi, bây giờ thì mọi người sẽ cùng với Linh quay số nhá. 2, 3, quay này. Đó, bạn nào mà có tên ở trên cái bảng may mắn này thì sẽ nhận được chiếc quần jogger của chúng ta. Một chiếc quần rất là phù hợp với những bạn nam cũng như là bạn nữ năng động này, trẻ trung phong cách này. Mình có thể đi dạo ngoài phố này cũng như là mình có thể đi phượt này, đi du lịch này. Rất là năng động. Lại là một bạn nữ mọi người ơi. Vâng, xin được gọi tên bạn Nguyễn Thị Thu Trang với mã số dự thưởng là 713316 và 4 số cuối số điện thoại là 3905. Bạn Nguyễn Thị Thu Trang có online không ạ? À, có rất là nhiều bạn đang mong chờ đến tên mình. Nhưng mà phải tên của bạn Thu Trang trước đã. Trong vòng này, mình còn mấy vòng nữa, các mọi người yên tâm nhé. Trong lúc đợi bạn Thu Trang online thì mình sẽ xem còn ai hỏi cái gì nữa không nhé. À, bạn Thành Công ơi, bạn hỏi là trúng voucher 300k này của Couple Take trong mini game thì làm thế nào nhận được. Thì mình xin phổ biến lại một lần nữa là
các bạn của Couple TX, các bạn ấy sẽ dùng thuật toán để kiểm tra xem ai là người like này, share này, tag tên 5 người bạn của mình và trả lời câu hỏi MC đưa ra nhanh nhất. Thì các bạn sẽ tìm ra người may mắn đó, sau đó sẽ được công bố vào 12 giờ ngày mai trên trang fanpage của Couple TX mọi người nhé. Đó, thì như thế thì chúng ta sẽ biết được. Còn trong ngày hôm nay thì khi đến với mini game thì còn nhiều bạn rất là thắc mắc, thì Mỹ Linh cũng muốn nhắc lại một lần nữa. Đó là những cái chương trình của chúng ta mini game thì đó là game nhỏ, nó rất là đơn giản thôi. Nó gọi là mini game mà, thì sẽ làm cách nào cho chúng ta có cơ hội lớn nhất nhận được giải thưởng. Thứ nhất là chúng ta chỉ cần like này, share này ở cái chế độ là công khai, mọi người đều nhìn thấy này. Và sau đó chúng ta tag tên 5 người bạn của mình vào. Sau đó thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi mà MC đưa ra mọi người nhé. Những câu hỏi này dễ lắm, không khó một chút nào đâu nhá. Nhưng vừa rồi Mỹ Linh thấy là rất là nhiều bạn trả lời đúng. Mọi người chỉ bảo là ôi làm thế nào mình có thể nhanh và có thể nào làm thế nào có thể là làm chính xác. Tại vì có nhiều bạn là mình tag có một người bạn mà thôi không đủ. Mình tag đủ 5 người bạn. Đó thì là mới đủ điều kiện tham gia. Và vào 12 giờ ngày mai thì là tên của người may mắn sẽ được công bố mọi người nhé. Đây, và phần thưởng của chúng ta sẽ là voucher trị giá 300.000 đến từ Couple TX. Và câu hỏi thứ tư trong ngày hôm nay, mọi người tập trung nhá. Ai là siêu mẫu trong show diễn Take My Hand diễn ra ngày 15 tháng 5 vừa qua? Đó, bộ sưu tập Take My Hand vào ngày 15 tháng 5 vừa qua. Ai là siêu mẫu trong show diễn này? Mỹ Linh thì đoán ra rồi, nhưng không biết các bạn đã đoán ra chưa. Nhưng mà ngoài việc đoán chính xác, các bạn nhớ phải like này, share này, xong tác bạn bè mình vào mọi người nhé. Để xem nào, xem là có nhiều bạn trả lời đúng chưa. Wow, các bạn ơi, có rất là nhiều bạn là mình chỉ tác có một người bạn của mình vào thôi. Các bạn phải nhớ là tác 5 người bạn nhé. 5 người bạn này, like này, share này, sau đó tác 5 người bạn của mình này. Thế là bạn nào mà vào sớm livestream thì các bạn cứ tag luôn đi. Tag luôn đi, xong share luôn đi. Mình share rồi like liên tục đi. Đến lúc mà có câu hỏi một cái thì mình trả lời luôn. Như thế thì cơ hội của mình sẽ lớn hơn đúng không nào? Bạn Quyên Vũ ơi, mình chưa xong được cái câu này thì mình có thể đợi đến câu sau bạn nhé. Không sao đâu. À, anh Huỳnh Thanh Sang ơi, anh hỏi là mua hóa đơn 1 triệu được 3 mã đúng rồi anh ạ. Tại vì là 300 ngàn mình được 1 mã, 600 được 2 mã và từ 900 tới 1 triệu đương nhiên là mình được 3 mã rồi. Thì là cái xác suất mà anh chiến thắng trong vòng quay này càng lớn hơn. Còn bây giờ thì mình sẽ quay lại với đáp án của chúng ta. Siêu mẫu trong show diễn Take My Hand diễn ra ngày 15 tháng 5, đó là Thanh Hằng. Có bạn nào đang rất là vui mừng với trả lời đúng chưa? Chắc chắn là có rất là nhiều bạn rồi, vì Mỹ Linh đọc rất là nhiều comment các bạn đã trả lời đúng rất là nhiều. Chỉ quan trọng là ai đã làm đúng thể lệ, like, share, tag bạn bè cũng như là nhanh tay lại mắt chưa? Mọi người nhá, đây, quà của chúng ta đây, voucher 300 ngàn đồng mọi người nhá, đừng bỏ lỡ. Có nhiều bạn vẫn đang trả lời, mọi người ơi, giờ mọi người tập trung lên màn hình. Bây giờ cái mini game của mình đã qua mất rồi. Cho nên là bây giờ mình tập trung vào vòng quay may mắn mọi người nhá. Vòng quay may mắn dành cho những bạn đã mua hàng tại Couple TX rồi và sở hữu mã dự thưởng rồi mọi người nhá. Hóa đơn 300 ngàn thì được một mã mọi người này. Đây, giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến với cái giải thưởng ngày hôm nay mọi người nhá. Đây, wow, với cái vòng quay tiếp theo này của chúng ta có vô vàn sự lựa chọn đó mọi người ơi. Đây là những chiếc áo thun, áo khoác này với cái mũ rất là rộng. Đây, mình lấy cho mọi người xem. Cái mũ rộng lắm. Nhưng bạn nữ nào tóc dài có thể búi lên xong chùm lên được này. Chống nắng luôn này, chống gió luôn này, đi đường dài, đường xa này. Và đặc biệt là những cái đoạn đường mà hiểm trở, những cái bạn mà hay đi phượt ấy, thì đoạn đường hiểm trở này thì mình có thể chùm cái mũ này lên để bảo vệ được tóc của chúng ta cũng như là da của chúng ta rất là tốt. Tại vì áo này của chúng ta may rất là nhiều lớp này. Đó, thấm hút mồ hôi này, thoáng khí và có thể chống nắng được luôn. Đây là mình có màu đỏ, màu đen này, màu xám này. Những cái màu rất là trung tính, nam hay nữ đều mặc được. Màu hồng này thì là các bạn nữ thích lắm đây. Đó. Cho nên là màu hồng này đặc biệt là Couple TX thiết kế các bạn nữ. Nó có những cái phần nó tinh tế hơn. Này như là tay dài hơn, chùm kín hơn cho đỡ nắng này. Mũ rộng hơn này, để có thể chùm kín hơn này. Đó. Và cái màu hồng này nó cũng rất là nhã nhặn và tôn da của chúng ta nữa. Dù là da của mình trắng hay da hơi ngăm thì đều mặc đều đẹp hết. À, có một cái bí mật nữa mà Couple TX dành tặng cho các bạn nữ của chúng ta với sản phẩm này, đó là chiếc túi ở bên trong.
Các bạn nam thì thích túi ở bên ngoài đựng để có thể tiện, nhưng các bạn nữ thì thích túi ở mặt bên trong, người thấy không? Đó, để những cái mà những cái kín đáo của chị em mình này, ví tiền hoặc những cái mình muốn cất đi này, không chỉ là không để dễ dàng lấy ra được đó. Đúng rồi, thế là cái Mỹ Linh ấn tượng nhất là cái áo này. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi ra quay số, đi ra bảng quay số may mắn này để tìm xem ai là khách hàng may mắn tiếp theo mà nhận được một trong số chiếc áo khoác này mọi người nhé. Rồi. À, có bạn Huỳnh Anh Sang hỏi áo khoác là giá trị giá bao nhiêu. Ồ, bạn này tinh ý quá. Nhưng mà để lát nữa cái câu trả lời mình sẽ để dành lát nữa nhé. Rồi, lát nữa thì mình sẽ bật mí một cách mà mọi người có thích hơn cơ. Bây giờ chúng ta sẽ quay số may mắn đã. 3, 2, 1, quay số. Mọi người, đây là vòng quay thứ 5 rồi. Chỉ còn một vòng quay nữa thôi thì chủ nhân của chiếc điện thoại Samsung S10 sẽ xuất hiện mọi người ạ. Chúng ta cùng nhau kiên nhẫn đến những phút giây cuối cùng của livestream nhé. Vâng, xin được chúc mừng khách hàng may mắn đã mua hàng tại Couple TX và sở hữu mã dự thưởng 713858. Chị Bùi Thị Hồng với mã dự thưởng là 713858, 4 số cuối số điện thoại là 9802. Chị Bùi Thị Hồng ạ. Chị Bùi Thị Hồng đã online chưa? Nếu mà chị Bùi Thị Hồng chưa online thì bọn em sẽ để đợi chị một lát nữa nhé. Còn bây giờ thì bạn bè của chị Hồng mà ai đang xem livestream thì mình có thể là tag chị vào này, hoặc là chia sẻ này để chúc mừng với chị. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cả mini game mọi người nhá. Vẫn là chiếc voucher 300.000 đồng này, ai sẽ là người may mắn nhận được đây? Mọi người ơi, mọi người đã online chưa? Online nhiều chưa để chuẩn bị chơi game với Linh tiếp nào? Mọi người có thể thấy là cái voucher của chúng ta rất là xinh xắn nhá, đây này. Đây. Xinh xắn. Và vừa rồi có một bạn hỏi một câu. Hỏi một câu mà Mỹ Linh bảo là Mỹ Linh sẽ để dành đến đoạn cuối mọi người. Đó cũng chính là cái câu hỏi cuối cùng của chúng ta. Mọi người đoán ra được không ạ? Lúc nãy là khi mà Mỹ Linh giới thiệu những chiếc áo này thì có một bạn hỏi là ô, cái áo hồng này xinh thế. Bạn comment hỏi là áo hồng này xinh thế, thiết kế lạ thế thì giá bao nhiêu đấy? Mỹ Linh bảo không thể trả lời được vì đó cũng chính là câu hỏi trong mini game này của chúng ta mọi người ơi. Câu hỏi này sẽ là chiếc áo hồng này của Couple TX có giá là bao nhiêu? Và nếu mà bạn nào đang online máy tính thì chúng ta bật điện thoại lên để vào trang web của Couple TX tìm chiếc áo này. Đây. Chiếc áo này, áo khoác với mã là OOWU1002 hồng dành cho nữ. OOWU1002 hồng dành cho nữ. Bạn nào mà like này, share này, tag 5 người bạn của mình cũng như là trả lời chính xác giá của chiếc áo này thì ngay lập tức sẽ nhận được một voucher trị giá 300.000 đồng mọi người nhá. Đó. Tại vì đúng là có rất là nhiều bạn xem livestream ngày hôm nay rất là quan tâm đến chiếc áo màu hồng này. Cho nên là may mắn làm sao mà các anh chị của Bộ TX đã đặt ra câu hỏi này để cho là những bạn nào thắc mắc về giá thì mình có thể biết luôn. Mọi người nhớ nhá, nhớ phải like này, share này, tag 5 người bạn của mình vào. Sau đó trả lời đúng thì mình mới có cơ hội nhận được voucher trị giá 300.000 đồng này. Để xem các bạn có thắc mắc gì nữa không nhé. Ồ, có những bạn bảo là mình trả lời đúng rồi. Bạn đợi một chút nhé. À, và các bạn ơi, vì có rất là nhiều bạn trả lời đúng giá trị của chiếc áo này cho nên là các anh chị Couple TX đã quyết định thay đổi luật chơi. Ngoài việc mà tặng voucher trị giá 300.000 đồng này ra thì các anh chị sẽ bảo không, bỏ qua voucher này luôn. Voucher này vẫn là nhỏ, quà này của chúng ta sẽ lớn hơn. Đó là tặng luôn chiếc áo khoác này với trị giá cao hơn voucher này mọi người ạ. Đó, vậy thì là bạn nào mà vừa like vừa share cũng như là tag tên 5 bạn bè của mình và trả lời chính xác giá của chiếc áo này thì ngay lập tức sẽ nhận được luôn chiếc áo này mọi người ạ. Đó, những bạn nào mà quan tâm chiếc áo này nhá. Thì ngày mai các bạn hãy canh 12 giờ trưa mai sẽ lên fanpage của Couple TX xem mình có phải là người may mắn không nhá. Đó.
Tức là món quà không chỉ dừng lại ở voucher nữa mà tặng luôn chiếc áo này mọi người ạ. Trời ơi, cực kỳ cứng cáp, rất là đẹp luôn. Rồi, bây giờ thì mini game của chúng ta đã kết thúc rồi. Và thay vào đó là sẽ đến những bạn mà đã mua hàng thì couple tick, đã có mã dự thưởng, và những bạn khách hàng kiên nhẫn nhất, kiên nhẫn trong ngày 27 này để có thể có cơ hội sở hữu chiếc điện thoại Samsung A10 mọi người ơi. Mọi người nhớ nhá, Samsung A10 sẽ được trao thưởng vào ngày 27, còn S10e sẽ được trao thưởng vào ngày 30, và vào ngày 3 tháng 6 thì sẽ là trao thưởng chiếc iPhone XS Max. Mọi người nhớ nhá, trên livestream của chúng ta, ai xem livestream đều có cơ hội. Đây, chiếc Samsung S10e đây. Rồi bây giờ mình có giới thiệu về cái vòng quay này rồi. Nên còn những bạn nào đang thắc mắc về câu trả lời của mình là khi mà nãy mà mình trả lời chiếc áo hồng này đúng chưa, thì bây giờ Mỹ Linh sẽ được, bây giờ Mỹ Linh sẽ ra đáp án chính xác. Chiếc áo nữ này có mức giá là 419.000 đồng mọi người ơi. Đó, tức là chúng ta, món quà chúng ta không phải là voucher 300.000 đồng nữa, mà là một chiếc áo khoác rất là xinh xắn dành cho nữ với giá là 419.000 đồng mọi người nhá. Đây là mọi người, bây giờ hãy nhanh tay like và share đi cho bạn bè của mình để mọi người có thể xem, người thấy là coi như là ngày mai mọi người chơi tiếp để biết đâu lại có cơ hội trúng giải thì sao, đúng không nào? Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay lại với giải thưởng lớn nhất, giá trị nhất trong ngày hôm nay mọi người ơi. Đây, mọi người thấy chưa này, có điện thoại ở trong này, lắc lắc nghe tiếng luôn này, rất là nặng tay. Chiếc Samsung Galaxy A10 sẽ dành cho ai đây? Ai sẽ là chủ nhân của chiếc điện thoại này? Ai sẽ là người may mắn nhất? Khách hàng nào đã mua hàng thì cứ couple tick và với hóa đơn trị giá 300.000 đồng và có mã dự thưởng đây. Chỉ cần mua hàng với đơn giá 300 thôi thì mình đã có một mã dự thưởng rồi. Thì nếu như mình mua nhiều hơn nữa thì chắc chắn là cơ hội nhận được điện thoại này của mình còn lớn hơn mọi người. Mọi người thấy không nào? Đó, điện thoại đây rồi, vòng quay đây rồi. Nhưng các bạn đâu rồi? Các bạn online nhiều chưa? Và nếu như mọi người chưa online nhiều này thì mọi người có thể tag tên bạn bè của mình vào này, share đi để mọi người cùng biết này, để mọi người cùng tham gia chơi đi nhá. Đây, bây giờ đây, điện thoại đã sẵn sàng trên tay Mỹ Linh đây rồi. Vòng quay may mắn đây rồi. Lần này ai sẽ là người may mắn đây? Đây là vòng quay cuối cùng trong ngày 27 này, và cũng là vòng quay có giải thưởng giá trị lớn nhất là chiếc điện thoại Samsung Galaxy A10 mọi người nhá. Không thể bỏ lỡ được đâu. Nào bây giờ mọi người sẽ đếm ngược cùng Mỹ Linh để quay nhá. Nào các bạn sẵn sàng chưa nào? Đấy, có nhiều bạn bảo là chờ đợi 3 ngày hôm nay rồi. Bây giờ thì đến lượt mình rồi đây này. Nào, 3, 2, 1, quay số. Xem nào, có rất rất là nhiều bạn đang hỏi đây. Rồi. Vâng. Mỹ Linh xin được gọi tên khách hàng may mắn nhất nhận được chiếc Samsung Galaxy A10 ngày hôm nay. Xin được chúc mừng chị Trịnh Thị Ngân Hà với mã số may mắn là 717375 và bốn số cố số điện thoại cũng rất là đẹp, 0505. Vâng, xin được chúc mừng chị Trịnh Thị Ngân Hà. Chị Ngân Hà có online không ạ? Đây. Vâng, khách hàng của chúng ta là nữ rất là nhiều cho nên là nữ giới sẽ có cơ hội trúng lớn là đúng rồi mọi người ơi. Đây, chiếc điện thoại trên tay Mỹ Linh đây. Chị Ngân Hà đâu ạ? Chị Ngân Hà có ở đây không? Hoặc là bạn bè của chị Ngân Hà, hoặc là quen ai đấy tên là Trịnh Thị Ngân Hà, hãy mau mau tác vào đi và chia sẻ đi để chúc mừng cho chị Ngân Hà mọi người ơi. Wow, đây nhá mọi người ơi, mọi người nhìn đây này. Món quà ngày hôm nay không phải là áo thun, không phải là quần, mà là điện thoại Samsung Galaxy A10 mọi người ạ. Wow, rất là chắc chắn. Mỹ Linh đang cầm trên tay mà chỉ muốn mở ra thôi, nhưng mà không phải là của mình mà là của chị Trịnh Thị Ngân Hà cơ, với bốn số cố số điện thoại là 0505 chị Hà nhá. Chị Hà ơi, chị Hà có online không nào? Và nếu như là bạn bè của chị Hà này có nhớ số điện thoại của chị là đuôi bốn số cuối là 0505 thì tác chị vào đi nhá. Không thể nào bỏ lỡ món quà ấy đâu. Và nếu như chị Hà có online thì chị hãy comment cho mọi người biết, các bạn nhân viên Couple Tech sẽ liên hệ với chị để trao món quà này tận tay cho chị Hà nhá. Và mọi người ơi, trong ngày 27 tháng 4 ngày hôm nay thì chiếc Samsung Galaxy A10 này được trao cho chị Trịnh Thị Ngân Hà. Và tiếp theo nữa, vào ngày 30 tháng 4 thì là chiếc Samsung S10e sẽ trao cho ai đây? Mọi người hãy cùng đón xem những livestream tiếp theo của Couple TX nhé. Và ngày 3 tháng 6 tới đây thì sẽ là chiếc iPhone XS Max mọi người ơi. Đây, ba sản phẩm của chúng ta liên tiếp luôn trên livestream của Couple TX. Với mỗi khách hàng mà mua hàng thì Couple TX và có đơn hàng từ 300.000 đồng sẽ nhận được một mã dự thưởng này. 600 thì nhận được 2 và 900 thì nhận được 3. Mua càng nhiều thì cơ hội của mình càng lớn mọi người nhá. Như là chị Ngân Hà của chúng ta hẳn là một fan của Couple TX và mua rất là nhiều rồi. Và ngày hôm nay chị đã trúng chiếc Samsung Galaxy A10 đây mọi người ơi. Vâng, xin một lần nữa chúc mừng chị Ngân Hà, chị Trịnh Thị Ngân Hà với bốn số cố số điện thoại là 0505. Xin được chúc mừng chị.
Và các bạn khách hàng của chúng ta đã đợi đến livestream, và đã đợi đến khung giờ livestream của Couple TX mà vẫn còn chưa nhận được chiếc điện thoại nào hay là món đồ nào, thì đừng mất kiên nhẫn, hãy kiên nhẫn đi, vì chương trình của chúng ta còn có tới ngày 3 tháng 6 mới kết thúc cơ. Bây giờ chúng ta hãy ra hàng Couple TX đi. Chuỗi cửa hàng Couple TX có rất là nhiều chi nhánh này. Mọi người mua ở chi nhánh nào cũng đều có cơ hội nhận được mã dự thưởng hết mọi người nhá. Còn đây thì hôm nay chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng cho chị Trịnh Thị Ngân Hà mọi người nhá. Thì Samsung Galaxy A10 đã thuộc về chị. Rồi bây giờ thì cất chiếc Samsung Galaxy A10 đi vì đã thuộc với chị Ngân Hà mất rồi. Cất về đây. Còn đây là hai sản phẩm tiếp theo của chúng ta. Là chiếc Samsung S10e vào ngày 30 tháng 4 và chiếc iPhone XS Max vào ngày 3 tháng 6 mọi người nhé. Còn bây giờ thì hẹn mọi người ngày mai với những sản phẩm vô cùng độc đáo đến từ thương hiệu Couple TX. Xin chào và hẹn gặp lại.